Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái bình voi, thì nay bên shop lại tiếp tục về. Hàng thì nó sẽ là hàng 1 lít 2 nhá. Đấy. Hàng sẽ về theo lô. Có lô thì 1 lít 2 và có lô thì 1 lít rưỡi. Đó, lô này thì nó sẽ là hàng đây. Hàng này của nó thì là 1 lít 2 các nhá, 1 lít 2. Đấy. Và con này ưu điểm của nó là sử dụng cực kỳ là ngon luôn. Đây. Các bác lưu ý cho em này. Đấy. Ở trong này thì nó sẽ có cho các bác là một cái ống hút nhá, một cái ống hút như này. Một ống hút như này. Đấy, khi các bác dùng thì các bác lắp cái đầu ống hút này vào đây cho em này, lắp ống hút này vào đây cho em là các bác sử dụng thôi. Đó, và các bác chỉ cần là bật cái nắp này lên này. Đấy là các bác có thể uống được luôn nhá. Đấy. Hút trực tiếp được luôn. Đấy, các bác có thể hút trực tiếp vào cái đầu này luôn nhá. Ở cái đầu bé này, cái bên cái miệng bé này các bác có thể hút trực tiếp được luôn này. Đấy, còn cái bên miệng to này thì các bác có thể đổ uống. Còn các bác có thể hút trực tiếp trên cái miệng bé này, rất là ngon này. Nắp đậy của nó rất là ngon này. Đấy. Thì cái lô này nó sẽ cải tiến hơn một chút là nó sẽ là hút trực tiếp luôn, chứ cái đầu vòi của nó sẽ không đẩy lên nữa, mà các bác cứ hút cái bên miệng bé này cho em này. Đấy, hút cái vòi bé này. Đây các bác hút miệng trực tiếp vào cái vòi bé này là nước nó sẽ lên. Thì nó có ống dẫn đây rồi. Đó là nước sẽ lên đến tận đáy luôn. Các bác cũng không cần phải ngửa cổ lên nữa. Đấy, không cần phải ngửa cổ lên. Đấy, còn bình thường thì các bác có thể xoáy ra uống trực tiếp như này. Hàng inox 304 nhá, su 304, dày sáng bóng. Bên ngoài thì nó sẽ là phủ bên ngoài thì nó là thuộc dạng là phủ một cái lớp sơn tĩnh điện xám nhá. Đấy, nhám, quai sách rất tiện ích cho các bác luôn. Hàng rất đẹp, rất xịn sò. Giá thì chỉ có cho các bác là 100. Các bác lên mã giúp cho em đó là bình voi nhá, bình voi. Giá sẽ là 160.000 cho một con bình voi như này các bác này. 160k nhá. Đấy. Giá chỉ có 160 cành cho một con bình voi như này thôi. Hàng chất lượng và giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đó, lên cho em là bình voi nhá. Bình voi giá của nó sẽ là 160k. 160k cho con bình voi như này các bác nhá. Mã sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bơm 1 ti nhá. Qua lên cho em là bơm 1 ti. Con này thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Dùng thì cực kỳ là ngon nhá và rất tiện ích cho các bác luôn. Đó. Hàng của thương hiệu Daisen của Nhật các bác này. Đấy. Và nó sẽ là con này bán bao nhiêu đấy? Nó sẽ là dòng một xi lanh này, một xi lanh nhá, rất là tiện con này. Đấy, một xi lanh để đây để quay tạm, một xi lanh rất là tiện nhá. Đấy, hàng một xi lanh siêu tiện dụng cho các bác luôn. Đó, và giá thì chỉ có cho các bác là 100 cành thôi, 100 cành cho một con, 100 cành cho một cái, 100 cành cho một cái bơm một ti như này. Đấy, có đầu dây kết nối với các cái đầu vòi bơm này, đầu bơm xe đạp xe máy này, rồi dây của nó sẽ là thuộc dòng là dây dây mềm nhá. Đấy, dây vải mềm dùng cực kỳ là đã luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Đó, giá rất tốt cho bác luôn, chỉ có cho các bác là 100.000 cho một con bơm như này. Lên mã giúp cho em đó là bơm 1 ti nhá, bơm 1 ti. Giá sẽ là 100k trong con bơm 1 ti như này. Các bác lên cho em là bơm 1 ti nhá, bơm 1 ti. Bơm 1 ti giá sẽ là 100k cho một con bơm 1 ti như này, 100.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dao chặt đây. Con này thì các bác lên cho em là dao G49. Giá của nó sẽ là 150.000 cho một con dao G49 như này. Con này thì nó sẽ là hàng của Nhật nguyên đai nguyên kiện nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp em là G49. Hàng thì của thương hiệu Wattbo của Nhật, cũng cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Chất thép của nó là thép trắng không gỉ nhá, thép trắng không gỉ. Hàng siêu bén cho các bác luôn. Nó nặng thì chỉ tầm khoảng 3-4 lạng thôi. Con này các bác dùng để vừa chặt vừa thái được không nhá. Đấy. Các bác có thể dùng để vừa chặt vừa thái cũng rất là ok, rất đầm tay. Hàng thương hiệu Wattbo này. Đấy, Yoshikin này, Yoshikin Japan nhá. Đó. Đây, con này thì các bác có thể dùng để mình thái chặt đều được hết nhá, hàng siêu bén luôn. Đấy, một con dao chặt mà em có thể dọc được giấy bóng như này là các bác biết cái độ bén của nó khá khủng khiếp rồi nhá. Đấy. Độ bén của nó rất là bén luôn. Đó. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Đây. Giá rất là tốt cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là dao G49. Giá sẽ là một con dao G49 như này, giá của nó sẽ là 150.000 nhá. Hàng siêu bén luôn. Một con dao chặt nhưng mà các bác có thể dọc được giấy như này là các bác biết rồi, rất là bén các nhá. Rất là bén luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là dao G49.
giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. Đấy, 150.000 cho một con dao chặt G49 như này nhá. Rất chất lượng cho các bác luôn. Và giá rất là tốt nhá. Đây anh chị em là dao G49 này, dao G49, giá sẽ là 150k nhá. 150k một em. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái lọ thả bồn cầu nhá. Có lên cho em là thả bồn cầu lợn nhá. Đấy, nó sẽ là hình con lợn như này. Về nhà các bác chỉ cần là lấy cái nắp này ra thôi. Đấy, tháo cái nắp này ra cho em này, sau đó thì mình thả vào cái lọ bồn cầu thì nó sẽ ra cho các bác cái một cái các bác lên mã giúp cho em là lọ thả bồn cầu lợn nhá. Giá của nó sẽ là thả bồn cầu lợn, giá sẽ là 15.000 cho một lọ thả bồn cầu lợn như này nhá. Đấy. Thả bồn cầu lợn giá sẽ là 15.000. Đó. Thì các bác lên cho em là thả bồn cầu lợn nhá. Đó. Thả bồn cầu này. Thả bồn cầu lợn giá của nó sẽ là 15k. 15k cho một cái lọ thả bồn cầu lợn như này nhá. Đấy, 15.000. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái kìm bấm cúc nhá. Nó sẽ bao gồm cho các bác là kìm này rồi cúc tiếc đầy đủ cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 40k thôi. Đấy. 40k cho một cái bộ kìm bấm cúc như này, về nhà các bác có thể dùng để mình sửa chữa bấm những cái cúc áo mà nó bị đứt này, hoặc là tăng cường thêm đấy, ở các cái vị trí khác đều ok hết nhá. Lên thêm là kìm bấm cúc nhá. Kìm bấm cúc. Kìm bấm cúc giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một cái bộ kìm bấm cúc như này nhá. 40.000 cho cái bộ kìm bấm cúc như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Cái bộ kìm bấm cúc quần áo này không nghĩ là bấm nó lại dễ như vậy luôn á. Cứ cho cúc vào là bấm thôi, không có cần dùng quá nhiều lực. Bấm kiểu như là giống như mà cái đồ bấm giấy vậy á, mở ra là chắc lật liền. Tôi thấy sắm một cái để sẵn ở nhà, quần áo lỡ có mà bị rộng hay là mấy cái áo sơ mi cổ rộng quá, thay vì máy cố định lại thì mình có thể bấm cái cúc vào chứa tới 30 giây nữa, vừa tiện lợi mà cũng thẩm mỹ. Đây chắc chắn sẽ là món đồ cực kỳ hữu ích mà nhà nào cũng sẽ cần. Bình thường mấy cái đồ mặc bị rộng nếu lười mang ra tiệm sửa thì mấy bà sẽ làm gì? Tôi mới vừa phát hiện ra có cái bộ kìm bấm cúc quần áo này không nghĩ là bấm nó lại dễ như vậy luôn á. Cứ cho cúc vào là bấm thôi, không có cần dùng quá nhiều lực. Bấm kiểu như là giống như mà cái đồ bấm giấy vậy á, mở ra là chắc lật liền. Tôi thấy sắm một cái để sẵn ở nhà, quần áo lỡ có mà bị rộng hay là mấy cái áo sơ mi cổ rộng quá, thay vì máy cố định lại thì mình có thể bấm cái cúc vào chứa tới 30 giây nữa, vừa tiện lợi mà cũng thẩm mỹ. Đây chắc chắn sẽ là món đồ cực. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tăm chỉ nha khoa nhá. Các bác nên cho em là tăm chỉ nha khoa. Thì bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 cho một dây như này. Một dây như này bao gồm là 3 hộp và mỗi hộp này của nó sẽ là 50 chiếc, chứ là tổng của bác mua sẽ là 150 chiếc cho 3 hộp này. Đấy, và giá thì chỉ có 20k thôi. 20.000 các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là tăm chỉ nha khoa. Tăm chỉ nha khoa. Giá sẽ là 20.000 cho một dây. 20.000 cho một dây tăm chỉ nha khoa nhá. Đấy. Lên cho em là tăm chỉ nha khoa này. Tăm chỉ nha khoa 20k trên một dây nhá. 20.000 trên một dây như này. Một dây của nó là 3 hộp, mỗi hộp 50 chiếc, tổng sẽ các bác sẽ có là 150 chiếc cho một dây như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ô tự động của Nhật nhá. Ô dù tự động. Đấy, ô dù tự động đây. Và nó sẽ là một cái dòng ô rất là dày dẫn chắc chắn, nan của nó là nan thép nhá, khá là dày dẫn chắc chắn luôn. Đây. Ở đây thì nó sẽ là một cái con ô như này và nó sẽ là dòng tự động hết nhá. Đây, bật ra này, mở ra nó sẽ tự động này các bác này. Đấy, nan của nó sẽ là nan kép. Đấy, và có 10 nan, đường kính là 1 mét. Vải của nó sẽ là thuộc cái lớp vải gọi là nước đổ đầu vịt nhá. Vải tráng bóng, nước đổ đầu vịt, chống tia UV. Đó, chống tia UV cực kỳ tốt luôn, ngăn tia UV không xuyên vào làn da của chúng ta nhá. Đó. Và rất là nhanh khô. Vải nước đổ đầu vịt nên rất là nhanh khô, và khi ấn xuống thì các bác chỉ cần bóp này là nó sẽ xuống này. Đấy. Lưu ý các bác là cái này là ô tự động, cho nên các bác không thể dùng như những cái ô truyền thống là các bác dùng bằng tay, mà các bác phải dùng bóp như này nhá. Bóp này cho nó ra này. Đấy, và khi cho xuống thì các bác nhấn cái nút này cho em này. Đấy, nhấn này thì nó sẽ thu vào này. Đấy. Và các bác chỉ cần ấn nó ngắn lại là xong. Khi mở ra thì các bác bấm như này cho em này. Đấy, và khi thu vào thì các bác cũng nhấn nút này nó thu vào này. Rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có 80.000 cho một cái ô như này thôi. Lên mã giúp cho em đó là đấy, khi cho vào thì các bác chỉ cần xoắn này là nó sẽ vào, rất là gọn gàng luôn nhá. Rất gọn gàng luôn. Đấy, nét Sony luôn. Lên mã giúp cho em đó là ô Nhật tự động nhá. Đấy, ô dù Nhật. Lên cho em là ô dù Nhật. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Chỉ có cho các bác là 80.000 cho một cái ô dù Nhật như này thôi. 80k nhá. Đấy, cho vào nó rất là gọn luôn. Đấy, lên cho em là ô dù Nhật, giá sẽ là 80k. Ô dù Nhật này, đó. Ô dù Nhật giá sẽ là 80k nhá.
80k cho một chiếc ô dù nhật như này, rất hợp lý cho các bác sử dụng luôn. Và giá rất là tốt nhá, 80.000 cho cái ô dù nhật như này. Đó. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô cái con máy rửa xe chạy pin các bác này. Đó. Hàng thì sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Và bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên cho em là máy rửa xe pin nhá, ném anh cái bút đây. Đấy. Dây thì nó sẽ dài khoảng từ 3 đến 5 mét nhá, dây dài khoảng từ 3 đến 5 mét. Lên cho em là máy rửa xe pin. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000 và bao ship nhá, 350k và bao ship, giá siêu tốt cho bác luôn. Máy rửa xe pin nhá, lên cho em là máy rửa xe này, đó. Máy rửa xe và nó chạy bằng pin nhá, lên cho em là máy rửa xe pin. 350.000 và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán qua nhá. Đấy. Dây dài từ khoảng từ 3 đến 5 mét các bạn. Đó, dây của nó thì nó sẽ là dài khoảng từ 3 đến 5 mét các nhá. Đây, dây của nó như dây bơm của nó như này. Ở đây thì khi các bác nhận hàng thì nó sẽ có đầy đủ phụ kiện luôn. Đấy. Bao gồm là nó sẽ bao gồm cho các bác là thứ nhất là một thân máy này, đó. Thứ nhất nó sẽ có cho các bác là một thân máy này, kèm theo cho các bác là một cái quả pin như này. Pin của nó thì nó sẽ là pin li-ông các nhá, pin li-ông như này. Đó, một quả pin như này các bác này. Đó. Máy thì đã test nước ngon lành rồi. Thứ hai là khi các bác lắp thì đây, lắp cái đầu này vào đây cho em này. Đó, lắp cái đầu này vào đây cho em. Đấy, các cái đầu vòi này đều bằng đồng hết nhá. Đầu vòi đầu kết nối bằng đồng hết. Đó. Đây, lắp đầu vòi, như vậy là đã xong phần đầu vòi nhá. Đấy. Và bắt đầu các bác bắt đầu lắp cái phần ngoài cho em nhá. Phần ngoài thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một phần dây như này. Một phần dây như này. Thì khi các bác lắp thì đây nó sẽ có cái đầu này. Các bác xoáy cái đầu ngoài cam này ra này. Xoáy cái đầu cam này ra cho em. Sau đó thì mình sẽ lắp ở đây cho em. Đó. Và cái này mình đẩy lên nhá. Đẩy lên như này. Mình đẩy lên như này này. Sau đó thì mình sẽ xoáy vào này. Đó. Xoáy vào này cho em. Đó. Ok. Sau đó thì các bác sập ở đây nhá. Sập ở đây cho em này. Đó. Phương. Rồi. Cái này nó sẽ có một cái lọ bọt tuyết nhá. Có một cái lọ bọt tuyết như này. Đấy. Ừ, lấy nhiều tí. Một cái lọ bọt tuyết như này các bác cho nước rửa bát hoặc xà bông vào đây tùy theo các bác nhé. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là một cái đốc sạc kèm như này để các bác cắm sạc nhé. Cắm sạc thì đây, các bác sẽ cắm để vào trong này nhé. Đấy, sẽ có cho các bác là cắm ở đây cho em này. Đấy, cắm sạc vào đây nhá. Đó, cắm sạc vào đây. Đấy bác nhá. Đó. Thì và nó sẽ có thêm cho các bác là một cái giỏ dưới này. Cái giỏ dưới này thì các bác chỉ cần lắp vào đây là xong thôi. Đấy, chỉ cần đẩy lên này thôi, cái giỏ này thì nó quá đơn giản rồi. Đấy, cái giỏ này thì nhiều lúc nó nổi thì khi các bác sử dụng thì các bác để ý cho em nhé. Đấy, như này là đã kết nối xong rồi. Và nó sẽ có cho các bác là hai đầu vòi. Một đầu vòi tưới cây và một đầu vòi rửa xe. Đấy, màu trắng là tưới cây, màu đỏ là để vòi thẳng rửa xe. Các bác chỉ cần sập lẫy này cho em là xong này. Đó, nó sẽ có cái lẫy này. Các bác chỉ cần đẩy xuống sập như này là xong. Đó, đây. Đấy, nó sẽ có lẫy bi này. Các bác đẩy xuống như này. Đẩy xuống như này. Mình đẩy này xong mình thả lẫy ra là nó sẽ sập vào thôi nhá. Đó, sập lẫy thôi. Đó, nó sẽ như này. Đấy nhá, rất là ngon luôn. Đó. Thì đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Đó, nó sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đây thì các bác thả vào trong cái xô nước nhá. Đấy. Thả vào cái xô nước này. Đấy. Lưu ý là nếu mà nó chưa chìm thì các bác nhấn cho nó chìm xuống để cho nước nó vào nhá. Sau đó thì các bác bóp liên tục cho em này. Đó, bóp cho nó bóp vào giờ nó lên nước thì thôi nhá. Đấy, bóp cho nó lên nước này. Các bác phải bóp một lúc nó mới lên nước. Đấy, rồi, ok. Đó, sau đó thì sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Đây các bác nhá, nó xịt rất là khỏe luôn các bác này. Đấy, các bác để cho xịt rửa này. Đấy, rửa này. Đấy, bay hết luôn các bác nhá. Đấy, bay hết bẩn luôn. Các bác có thể xịt rửa xe này. Đấy, rửa xe máy các bác nhá, đây xe máy đây. Đấy, xịt rửa xe máy các bác này. Đấy. Xịt rửa xe máy rất là ok luôn, các bác theo. Đấy. Đấy, đây em xịt rửa xe máy này. Đó, xịt rửa xe máy nhá, rất là ok luôn. Hoặc là các bác có thể rửa sân này. Rửa sân này cũng rất là sạch luôn này. Đấy. Thì rửa sân các bác này. Đấy. Rửa xe máy, rửa sân này. Đấy thì các bác về các bác thải hết cái đầu ống ra cho em nhé. Cho nó khỏi gấp nhé, cho nó khỏe này. Đấy. Thì rửa xe các bác này. Thì rửa xe khá là ok luôn. Đấy. Thì rửa xe này. Rửa xe. Đấy, rất là mạnh nhá. Áp lực nước cũng khá là tốt luôn các bác. Đấy, bác nghe tiếng nó kêu chưa. Áp lực nước rất là tốt đấy các bác. Đó. Ngoài ra thì các bác có thể thay cho em cái đầu vòi này vào này. Thay cho em cái đầu vòi trắng này vào để mình tưới cây này. Đây. Nó sẽ có cái đầu trắng này để mình tưới cây này. Đấy, tưới cây. Đây. Con này thì đầu trắng này để các bác tưới cây này. Đấy, nó sẽ ra cái dạng xương mảnh như này các bác này. Xương mảnh như này, dùng để tưới cây rất là phê luôn các bác. Đó. Các bác có thể cầm cái máy này ném xuống ao là xong, ném cái đầu dây nó xuống ao. Là mình tưới cây rất là tiện.
không cần phải lấy vòi, lấy viếc, lấy xô thùng gì cả, rất phức tạp nhá. Đấy, con này dùng để tưới cây khá là ok luôn nhá. Đó, xịt tưới cây rất là ok luôn. Đấy, đây có thấy không? Xịt tưới cây nhá, rất là rộng luôn, khá là ok quá nhá. Đó, đây con này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác, giá rất là hợp lý nhá. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ có tính năng xịt bọt tuyết nhá. Xịt bọt tuyết thì các bác thay cái đầu này vào cho em này. Thay cái đầu cái lọ này vào này. Đấy, thay cái đầu cái lọ này vào. Để mình xịt bọt tuyết nhá. Đấy, thay đầu cái lọ này vào. Đây, xịt bọt tuyết này. Đấy. Nó sẽ ra dạng bọt tuyết như này các bác này. Đó, bọt tuyết đây. Đấy các bác thấy không? Bọt tuyết để mình xịt mình đấy rất là ok các bác này. Đó, đây. Bọt tuyết này các bác này. Đó. Xịt bọt tuyết nó sẽ ra như này. Đấy, thì các bác có thể rửa xe máy rất là ok luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt nhá. Đấy. Rồi, các bác lên mã giúp cho em là máy rửa xe nhá. Máy rửa xe chạy pin rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 350.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái kéo cắt cành trên cao thôi nhá. Đấy. Các bác lên cho em là kéo cành trên cao. Con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi và cái giá thì khá là tốt cho các bác luôn, chỉ có 130.000 cho một chiếc như này. 130.000 cho một cái chiếc kéo cành trên cao như này nhá. Đó. Con này thì ở đây nó sẽ có gồm cho các bác là một kéo này, một cưa, một kéo và một cưa. Đây, cái đầu lưỡi kéo của nó đây. Hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan con này. Đó. Made in Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đầu cắt của nó thì thép SK5 không gì, cực kỳ sắc bén, có khoai như này, về nhà các bác chỉ lắp vào là xong, rất dễ dàng. Giá chỉ có 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là kéo cành trên cao nhá. Kéo cành trên cao này. Kéo cành trên cao. Trên cao, giá của nó sẽ là 130k nhá. 130.000 đây em sẽ có video thực tế luôn. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Kéo cắt cành trên cao. Lưu ý các bác là đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, cho nên các bác cứ mua đủ cho em 200.000 là ok. Đây các bác này. Đấy. Lắp đặt thì rất là đơn giản thôi. Các bác chỉ cần là đây, các bác chỉ cần là cho em một cái xào vào. Đấy, sau đó thì mình vặn ốc vào cho em là xong. Đấy. Khi mình sử dụng mình cắt thì nó rất là đơn giản này. Cành to, cành nhỏ, cành lớn, cành bé này, cắt được hết nhá. Ngoài ra thì các bác có thể dùng để mình cưa cũng được. Đấy. Những cành nào to mà các bác muốn cưa đi thì mình dùng rửa cưa. Đấy, không cắt được thì mình cưa, mà không cưa được thì mình cắt. Rất đơn giản vậy thôi. Giá thì chỉ có 130.000 thôi nhá. 130.000 cho con kéo cành trên cao như này các bác này. Rất tiện dụng luôn. Đó, các bác thấy không? Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái kéo hộp đỏ nhá. Lên cho em là kéo hộp đỏ. Giá thì sẽ là 150.000 cho con kéo hộp đỏ như này. Dòng này nó sẽ là dòng cực kỳ cao cấp cho các bác rồi. Đấy. Dòng này bên em bán thì nó sẽ là thuộc cái dòng phân khúc cao cấp nhá, phân khúc cao cấp cho các bác luôn. Hàng made in Japan này. Đó. Chữ triện của Nhật đây, made in Japan. Hàng này thì nó sẽ là thuộc dòng phân khúc cao cấp nhá. Made in Japan này. Đó. Con này thì cắt cực kỳ là ngon luôn, các bác có thể dùng để mình cắt cây, cắt cành này. Cắt cây, tỉa cành, tỉa răm, rồi nói chung là cắt cây rất là ngon. Đấy. Đây, hàng thép hết này, thép liền thân này, ốp gỗ cực đẹp cho các bác luôn. Đó. Rất chất lượng và xịn sò nhá, made in Japan này. Đó, tem đồng này. Đấy. Rất chất lượng cho các bác luôn, giá thì cực kỳ tốt nhá. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên mã giúp cho em đó là kéo hộp đỏ. Giá thì chỉ có 150.000 cho một con kéo hộp đỏ như này thôi. Đấy, giá rất tốt cho bác luôn. 150.000 cho một con kéo hộp đỏ như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là kéo hộp đỏ nhá. Giá sẽ là 150k. Kéo hộp đỏ này. Hộp đỏ, giá sẽ là 150k trên một em nhá. 150.000 cho em kéo hộp đỏ như này. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bàn chải đánh răng của Hàn Quốc nhá. Hàng thì được làm từ sợi than tre hoạt tính, xuất xứ từ Hàn Quốc nhá. Đấy. Có đầy đủ màu sắc cho các bác luôn. Màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu trắng, đủ màu cho các bác. Đấy, đủ màu cho các bác sử dụng trong cả nhà luôn. Đó, được làm từ sợi than tre hoạt tính. Rất là tốt nhá. Kháng khuẩn các bác nhá. Đấy. Kháng khuẩn cho các bác, chống viêm nếu viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng. Đấy. Và cái sợi than tre này thì nó rất là tốt này. Hàng này thì nó sẽ là được sản xuất ở Hàn Quốc và xuất sang Việt Nam mình, nó bán trong hệ thống siêu thị là 36.000. Đây, Korea không đây, Korea. Đó, nó xuất sang Việt Nam mình nó bán 36.000. Nhưng mà riêng hôm nay bên shop tri ân khách hàng gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó. Giá của nó sẽ là bên em bán theo combo nhá, bán theo combo. Đấy, mua 4 cái là bằng 20k này.
10 cái sẽ là bằng 40k, và một hộp này là 30 cái thì sẽ là 110.000 nhá. 110.000 đó. 4 cái 20.000 là bán thấp nhất là 4 chiếc. Đấy, 10 cái 40.000 và 30 cái là 110.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp em là bộ 5 đĩa tròn nhá, bộ 5 đĩa tròn. Đấy, hàng thương hiệu Winling của Đức, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 5 cái đĩa nhá. Đấy, 5 cái đĩa. Đây, nó sẽ là 5 cái đĩa như này. Và kích thước của nó thì nó cũng rất là đa dạng luôn. Con to nhất này của nó thì nó sẽ vào khoảng là 24cm. Đấy, to nhất là 24cm nhá. Rất đẹp. Rất đẹp, dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy. Rất đẹp, dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Con to nhất này là 24cm này. Đấy, và con nhỏ nhất này sẽ là 16cm. Đấy, 16cm thì nó sẽ có cho các bác là 5 chiếc. 5 chiếc to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ cả cho các bác luôn, thì các bác có thể sử dụng để mình ăn cỗ ăn bàn này. Đấy, làm mâm, làm bát, làm đĩa rồi bày lẩu bày liếc đều ok hết nhá. Chế biến đồ ăn sống, đồ ăn chín đều được. Lên cho em đó là bộ 5 đĩa tròn nhá, 5 đĩa tròn này. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. 120k trong cái bộ 5 đĩa tròn như này. Hàng của thương hiệu Winling hay hình người của Đức này. Rất chất lượng và giá thì rất hạt rẻ. 120.000 cho 5 cái đĩa như này. Rất hợp lý luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop cũng về cho các bác một cái dạng khay, đó là khay chữ nhật nhá. Khay chữ nhật thì các bác này. Con này thì dung tích của nó là vào khoảng là 200ml các bác nhá. Đấy. Hàng khay bằng inox 304, su 304 nhá, su 304. Cực kỳ dày dặn chắc chắn các bác luôn. Và con này của nó thì nó cũng có cho các bác một cái nắp nhựa như này nhá. Một cái nắp nhựa như này. Đấy. Một cái nắp nhựa như này để các bác đậy này. Đấy, cái nắp có sẵn nắp nhựa cho các bác luôn. Để các bác đậy mình bỏ vào trong ngăn đá này, ngăn lạnh này, ngăn mát này, tủ lạnh đều rất ok. Hoặc các bác có thể dùng để mình đựng trực tiếp đồ ăn sống, đồ ăn chín, sau đó các bác đậy nắp lại cho em rất là ngon nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 30k. Lên mã giúp cho em đó là khay chữ nhật nhá. Khay chữ nhật này, đó. Khay chữ nhật giá của nó sẽ là 30k trên một chiếc nhá. 30.000 trên một chiếc khay chữ nhật thế này. Hàng bằng inox 304 sáng bóng đẹp, dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn, mang cơm đi học đi làm đều ok hết nhá. Giá chỉ có 30.000 một chiếc thôi. 30k trên một chiếc khay chữ nhật thế này. Tiếp theo thì bên shop có chú con dao. Bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là con dao giấy. Đó là cái cân các bác ạ. Lên mã giúp cho em đó là con cân 5. Con này thì nó sẽ là cân được 5kg. Đấy. Cân được 5kg và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000. Đấy, nó sẽ là cân được 5 cân nhá, cân được 5 cân. Đấy. Và gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 cho con cân 5 cân như này. Con này thì về nhà các bác lắp cho em hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây nhá, hai pin con thỏ nhỏ vào đây. Đó, cái lô này bên em bán thì nó sẽ không có sẵn pin đâu. Về nhà các bác tự lắp pin vào đây cho em thôi. Cân được 5 cân và có tính năng trừ bì luôn. Đấy, các bác lên cho em là cân 5 nhá, cân 5. Đấy, giá của nó sẽ là 50k. Đấy, 50k và nó sẽ cân được 5kg, 5kg các bác nhá. Đó, rất ngon lành cành đào cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái cọ vịt nhá. Thì nó sẽ là một cái chổi cọ vịt như này. Về nhà thì các bác lắp cho em cái cán này vào đây. Đấy, lắp cái cán này vào đây cho em là xong này. Con này của nó thì nó có thể uốn mềm được nhá. Đấy, nó sẽ là cái cao su này, có thể uốn mềm được một đầu để các bác cọ này, đầu này để các bác rửa này. Đấy. Đây, đấy, rất là ngon lành cho bác luôn. Chiều dài của nó vào khoảng là đi gần 40cm. Các bác dùng để cọ toilet, nhà tắm, nhà vệ sinh rất là ok. Đấy, dùng xong thì các bác lại bỏ nó vào đây cho em là nó sẽ sập vào. Có miếng dán thì các bác dán vào tường cho em nhé. Lên cho em là chổi cọ vịt nhé. Đấy, chổi cọ vịt. Giá thì sẽ là 60.000 cho một cái chổi cọ vịt như này. Đấy, lên mã giúp cho em là cọ vịt nhé. Cọ vịt giá sẽ là 60k. 60k một chiếc nhé. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, con này thì nó rất là đa di năng luôn. Các bác có thể dùng để mình đánh rửa kỳ cọ các bác này. Đấy, rất là tiện nhé. Đó, cho dầu vào kỳ cọ đánh rửa nó rất là tiện luôn. Đấy, đầu mềm đưa vào các ngóc ngách được, rất là tiện, rất phù hợp luôn. Đó. Sau đó thì mình lại để gọn vào là xong. Đây. Đấy, rất tiện ích luôn. Có miếng dán các bác có thể dán vào. Đó, rất tiện, không vướng víu. Giá thì chỉ có 60.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp em đó là cái này sẽ là một cái đèn học nhá. Lên mã giúp em đó là đèn học. Con này thì nó sẽ là một con đèn như này, có kèm cả hộp bút luôn. Đấy, có kèm hộp bút luôn, có kèm một cáp sạc và một hộp bút nhá. Đấy, đây. Ở đây của nó thì nó sẽ có cho các bác là chế độ sáng mạnh, sáng vừa và sáng trung tính nhá. Đấy, sáng trắng, sáng vàng, sáng trung tính này, họ cũng khá là sáng luôn, nó sử dụng bằng pin. Đấy, cái này là cái lẫy này, các bác lắp cái lẫy hộp bút vào theo này.
đấy, cái lấy hộp bút các bác lắp đây xem. Đó. Đây, lắp vào thì nó rất là cứng cáp nhá, cứng cáp cho các bác luôn. Đó. Đây, và cảm biến nhá. Đây, sáng mạnh, sáng vừa, sáng trung tính này. Đấy. Rất là sáng các bác nhá. Đó. Công suất của nó thì con này của nó sẽ là 10W nhá, 10W. Đó. Công suất của nó là 10W các bác. Đó. Rất là sáng luôn. Các bác có thể dùng làm điện học, điện ăn hoặc nói chung là đa di năng luôn. Và nó dùng tính năng là nó dùng sạc pin nhá. Đấy, nó dùng sạc pin. Thì các bác có thể dùng mình sạc pin hoặc là mình chú đã. Các bác có thể dùng sạc pin hoặc là mình cắm củ sạc trực tiếp được, tùy theo nhu cầu của bác. Đấy, cắm trực tiếp được mà dùng sạc pin được đều ok hết, không có vấn đề gì cả. Giá thì vâng, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn học nhá, đèn học giá thì chỉ có 100.000 thôi. Đèn học giá sẽ là 100k nhá. 100k cho con đèn học như này. Đó. Đấy, vừa rồi thì các bác được trải nghiệm chất âm của con loa chữ G các bác nhé. Bón đây. Đấy, của con loa chữ G cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 260.000 nhá. 260.000 và bao ship cho con loa chữ G như này. Đấy, con này thì hàng cực kỳ chất lượng cho các bác rồi. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Con này thì nó sẽ có tính năng là sạc sạc nhanh cho điện thoại nhá, nhưng mà khi các bác sạc thì nhớ phải cắm dây sạc cho em. Đấy, tức là nếu muốn sạc cho điện thoại thì đây nó sẽ có tính năng sạc nhanh ở đây. Thì nếu các bác muốn sạc thì cắm cho em cái dây sạc vào thì nó mới sạc nhanh được. Còn bình thường thì các bác chỉ dùng để nghe nhạc được thôi. Đấy, chỉ dùng để nghe nhạc được thôi các bác nhá. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 nhá, 260.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là loa chữ G nhá. Loa chữ G này. Loa chữ G, giá của nó sẽ là 260k. Và bao sim tận nhà cho các bác cho một con loa chữ G như này nhá. Giá sẽ là 260.000, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái siêu phẩm, đó là cái
Vâng, vừa rồi thì các bác đã được thưởng thức chất âm của con loa gỗ dài nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 270.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là loa gỗ dài, con này chiều dài của nó thì vào khoảng là 40 cm, chiều rộng 10, cao 10 và chất âm của nó thì cực kỳ là hay và đàm thắm các bác nhá. Đấy, các bác nghe cái chất âm của nó cực kỳ là chất luôn. Con này của nó thì nó sẽ có cho các bác là cắm USB này, cắm thẻ nhớ và cắm jack 3.5 và có một chân sạc vào kèm cho các bác một cáp sạc nữa. Đấy, vỏ của nó là vỏ gỗ cực kỳ chất lượng như này. Hàng đẹp, chất âm nha, hay, trong trẻo và mượt mà các nhá. Đấy, và nó sẽ có hai loa như này rất chất lượng cho các bác luôn. Lên mã giúp em đó là loa gỗ dài. Giá sẽ là 270.000. Các bác lên cho em là loa gỗ dài, giá sẽ là 270.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là loa gỗ dài nhá. Đó. Loa gỗ dài này, loa gỗ dài, giá của nó sẽ là 270k nhá. 270k và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác kiểm tra test thử và thanh toán rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các nhá. Hàng đến từ thị trường Đức các bác này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany các bác nhá. Design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó, design in Germany các bác này. Đó, in Germany hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi, một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn thôi nhá. Đóng ngay cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó. Bộ nồi Đức này. Đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong. Còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhá. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó. Nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá. Vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Nồi nào vung đấy các bác nhá. Nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dặn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếc rất là ok. Quay vuông viết cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng nhá, đẹp sáng bóng cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết các bác này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế cong cong luôn các bác nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì
đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là, con này thì dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác nhá. 4 lít. Đấy, con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít này. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bác. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đây. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy. Kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt con này, quay kiếp các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy, đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này, đó. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy, combo. Combo thì sẽ có cho các bác đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các nhá. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung trước đàng hoàng các nhá. Đấy, vung trước đàng hoàng đây. Vung của nó đây con này. Đấy, con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy. Tiếp theo là đến một cái chảo này. Đấy, chảo đây con này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là, con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cành đào cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món các bác này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Vâng, chào các bác nhá. Đấy, chỗ anh em đôi bạn cùng tiến và trên biến giấy thuyền này. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cũng làm sao mà cân nhắc trước khi mua hàng. Để tránh cái việc là hàng bên em gửi đến thì các bác cứ bom đi bom lại bất công các bác nhá. Đấy. Thì đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Bên em bán hàng thì rất đơn giản thôi, đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi. Đấy, từ 200.000 trở lên đã bao ship rồi nên các bác cứ mua cho em đủ 200.000 là bao ship thôi. Nó rất là đơn giản thôi. Đấy, thì mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là các bác lên cho em là keo 10 nhá. Keo 10. Đó, keo 10. Giá thì sẽ là 40k cho một cuộn keo như này. Đấy, bản của nó là 10 sen. Bản là 10 sen và chiều dài của nó thì vào khoảng là 5 m nhá. Vào khoảng 5 m bản 10 sen. Thì về nhà các bác có thể dán trực tiếp hoặc là các bác cắt ra làm đôi cho em cũng được. Đấy. Ở đây thì nó sẽ là một cái dòng mà chịu nhiệt cực kỳ là tốt luôn. Nó chịu được nhiệt độ lên tới là 110 độ C này và âm 40 độ C nhá. Đấy, âm 40 độ C luôn. Thì ở đây nó sẽ là một cái lớp giấy bạc phản quang, dùng cực kỳ là tốt luôn. Đấy, các bác có thể dùng để dán lên các cái bề mặt tôn rồi tường để chống thấm rất là tốt. Ngôi nhà của bạn đang bị thấm rột, gây khó khăn bất tiện cho sinh hoạt gia đình. Vết đất đường, khe hở mái tôn đã có giải pháp. Mặc tiêu 2000 với lớp keo dày chống thấm hiệu quả, đặc biệt siêu dính bề mặt, dán ống nước, dán trần nhà, tường thấm nước, để cả bị vỡ hay dán phao bơi cho trẻ em. Mặt ngoài băng keo là lớp bạc nano phản qua cách nhiệt, cách nóng, bảo vệ lớp keo bên trong không bị phân hủy, giúp cho độ bền lên đến 10 đến 12 năm. Cách dùng dễ dàng, ngay cả chị em phụ nữ cũng có thể làm được. Bước 1, làm sạch bề mặt cần thi công để băng keo tiếp xúc dễ dàng hơn. Bước 2, đo kích thước bề mặt cần thi công. Bước 3, bóc lớp bảo vệ băng keo và dán trực tiếp vào bề mặt. Bước 4, niêm chặt băng keo để lớp giấy bám vào bề mặt. Lưu ý, khách hàng cần dán đúng chỗ cần sửa chữa vì một khi dán rất khó bị đóng ra. Đó, rất là ok nhé. Lên cho em là keo 10, giá thì chỉ có 40k cho một quận như này thôi. 40.000 cho một quận nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng keo chống thấm nữa, đó là xịt chống thấm nhá.
Con này thì nó sẽ là dòng nano nha, và xịt trực tiếp lên các cái bề mặt luôn. Đây, ví dụ đây là một cái bề mặt các bạn này. Đây là một cái bề mặt đây, em sẽ xịt lên cho các bác xem nhé. Đây, con này. Đấy, xịt lên như này. Và nó sẽ là một cái dạng kem như này nhá. Trước khi xịt thì các bác lắc đều lên cho em nhá, lắc thật đều lên cho em để tránh cái việc nó bị tắc nhá. Đấy, lắc thật đều lên cho em thì nó mới có áp suất thì nó mới xịt được các bác nhá. Đấy, còn các bác xịt mà không lắc đều là nó sẽ bị tắc này. Đấy, thì các bác cứ lắc đều lên cho em. Đấy, các bác lắc thật đều lên cho em là mình xịt là nó sẽ ra thôi. Và giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là xịt chống thấm, giá sẽ là 50.000 nhá. Đấy, các bác lưu ý là xịt lắc đều lên cho em, và khi mình xịt ấy thì mình nhấp thật mạnh cái này cho em. Đấy, để cho nó ra này. Đấy, các bác theo. Đấy, đây. Tại vì là thường ấy là cái đầu nó bao giờ nó cũng hơi bị cấn một chút thôi nhá. Đấy, tại vì cái đầu này nó sẽ là một cái lớp phủ cho nên nó sẽ hơi bị cấn một chút. Đó, và giá thì rất hợp lý cho bác luôn, chỉ có 50k cho một bình xịt chống thấm như này thôi. Lên cho em là xịt chống thấm giá sẽ là 50k nhá. 50k cho một cái bình xịt chống thấm như này. Đây, em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn các bác này. Nano công nghệ Nhật Bản mới, hiệu quả gấp 2 lần. Đây các bác này. Mới, hiệu quả gấp 2 lần, độ bền lên đến 10 năm. Trên nhà bị rột, tường nhà bị lứt, ống nước bị vỡ hay mái tôn bị thủng, tất cả sẽ được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả tức thì. Thành phần cấu tạo gồm các phân tử cao su non, bổ sung thêm ion bạc và chất phụ gia cực kỳ an toàn với sức khỏe con người, khả năng siêu kết dính, đặc biệt là hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Tồn tại bền vững trên tất cả các chất liệu, nhựa, kim loại, thép, bê tông, nhôm, gỗ, thủy tinh, các bề mặt khác. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tia cực tím bất chấp nắng mưa, giải quyết nỗi lo thấm rột cho bà con. Bình xịt nano chống thấm rột quanh năm, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay, đặt hàng ngay để nhận ưu đãi. Rồi, lên cho em là xịt chống thấm nhá, giá của nó sẽ là 50.000 đây các bạn này. Đấy, đây em vừa xịt xong nhá, mới được có một lúc thôi nhá, mà cái bề mặt của nó đã phủ hết các cái phần vết của cái bìa này rồi các bác nhá. Đấy, nó sẽ phủ hết cái bìa này và nó sẽ khô đi, nó sẽ cứng đi nhá, và nó sẽ chống thấm nước cho bác rất là tốt luôn. Đấy, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái thuốc dán nhá. Lên cho em hộp thuốc dán, nó sẽ là 50.000 cho một hộp này. Một hộp bao gồm là 12 viên thì nó sẽ là một cái dòng thuốc chuyên trị dán nhá. Cái này thì chuyên trị dán cho các bác luôn. Đấy, nó sẽ là 12 viên như này. Thì về nhà các bác bẻ cái viên này ra, sau đó thì các bác để vào cái khu vực như là tủ quần áo này, rồi tủ bếp này, và các cái khu vực ẩm ướt mà kiến dán hay dán hay trù ẩn các bác cho vào cho em. Con này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật nhá, made in Japan cho bác luôn. Hàng này thì của nó thì chuyên diệt dán rất là tốt luôn nhá. Đấy, thì con này, cái dòng này của nó thì nó diệt được cả dán mẹ, dán con, dán tổ, rồi nói chung là diệt được hết này. Các bác về các bác bẻ ra 12 viên để vào các cái khu vực như là tủ bếp, rồi tủ quần áo thứ, nó sẽ là cái dạng viên như này, và nó sẽ là thuốc sinh học cực kỳ là an toàn và tốt luôn. Thị phần bán của nó thì nó sẽ là số 1 của Nhật Bản luôn nhá. Đấy, và dán con này, trứng dán này, dán tổ này, rồi là dán mẹ này, diệt được hết nhá. Đó, bán số 1 của Nhật Bản luôn, hàng made in Japan nhá. Giá thì sẽ là, các bác lên cho em là hộp thuốc dán nhá. Một hộp thuốc dán như này giá chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Hộp thuốc dán này, hộp thuốc dán nhá. Hộp thuốc dán giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một hộp thuốc dán này, lên cho em là hộp thuốc dán 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái lọ kiến dán nhá. Đây, các bác này, lọ diệt kiến dán tận gốc này. Con này thì các bác lắc đều lên cho em và nhỏ cho em từ 5-7 giọt vào những cái đường đi và những cái nơi là kiến dán nó trú ẩn nhá. Đấy, thì nó sẽ ăn mồi và nó sẽ công về là nó sẽ chết cả đàn, và cả đàn nó sẽ dẫn đi luôn các bác nhá. Giá thì chỉ có 10k thôi, và bên em bán từ 2 lọ trở lên. Lên mã giúp cho em là lọ kiến dán giá sẽ là lọ kiến dán này. Lọ kiến dán giá sẽ là 10k một lọ nhá. 10k một lọ, và bên em bán là từ 2 lọ trở lên. Không bán một lọ nhá, bán từ 2 lọ trở lên. Lên cho em là lọ kiến dán 10.000 một lọ, diệt kiến diệt dán tận gốc luôn. Đấy, khi mà các bác cứ giỏ cho em từ 5-7 giọt vào và nó sẽ lan truyền đến cái đường đi của nó, nó sẽ ăn và là nó sẽ chết luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đuôi đèn cảm ứng nhá. Giá thì chỉ có 60.000 cho một cái đuôi đèn cảm ứng như này thôi. Giá rất là tốt cho bác luôn, 60k cho một con đuôi đèn cảm ứng như này. Đây, ở đây này sẽ có chế độ là điều chỉnh sáng ban ngày, sáng ban đêm, hoặc cả ngày cả đêm, và điều chỉnh thời gian sáng nhá. 16 giây, 32 giây và 262 giây. Về nhà các bác chỉ cần là kết nối các cái nguồn điện mà cho em, sau đó thì xoáy bóng vào đây. Có người đi qua thì nó sẽ tắt, và có người đi qua thì đi đến thì nó sẽ sáng nha. Rất là tiện luôn. Đấy, đuôi đèn cảm ứng siêu tiện luôn. Giá thì chỉ có 60.000 thôi. Các bác kết nối ở các cái khu vực đều được hết nhá. Lên cho em là đuôi đèn cảm ứng, giá sẽ là 60k. Đó. Lên cho em là đuôi đèn cảm ứng này. Đuôi đèn cảm ứng nhá. Đuôi đèn cảm ứng giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một cái đuôi đèn cảm ứng như này. Rất tiện dụng cho các bác sử dụng luôn, lắp đặt vào đâu cũng được. Rất tiện dụng, rất hợp lý cho các bác luôn. Đây là các bác này. Cái đuôi đèn cảm biến chuyển động, tự động bật tắt khi có người.
Mình đang thay cái đuôi đèn cũ bật tắt bằng công tắc, chuyển qua xài đuôi đèn cảm biến. Những cái nơi như là nhà tắm hay là nhà vệ sinh mỗi lần ra vô có chút xíu, bây giờ không phải tắt mở công tắc nữa. Người bước vào đèn sáng, bước ra sau một khoảng thời gian đèn tự tắt. Ở trên này các bạn có thể điều chỉnh chỉ sáng ban đêm hoặc cả ban ngày, rồi chỉnh được thời gian đèn tắt. Cái cảm biến của nó bắt xa nhất được 8 mét, nên các bạn thoải mái lắp trên cao, mang về chỉ tính lắp ở trong nhà thôi. Thế là mẹ mình bảo, hay là mày lắp để chống trộm cho chuồng gà nhà tao đi. Cũng hợp lý phết nhỉ, nhưng mà cái đuôi này lắp ngoài trời phải che lại nha. Nói chung là rẻ, tiết, giá một cái chỉ bằng công nhân. Đấy, rất là ok nhá. Giá thì chỉ có 60.000 thôi, lên mã cho em là lọ hôi chân hôi nách nhá. Đấy, hôi chân hôi nách. Bác nào mà bị hôi chân hôi nách thì các bác sử dụng cái lọ này cho em. Giá thì cũng rất là hợp lý cho các bác luôn. Đấy, nó sẽ là một cái lọ thuốc chuyên trị hôi chân hôi nách cho các bác luôn. Và giá rất hợp lý nhá. Các bác có thể dùng để mình đây, nó sẽ là thuộc dạng nước như này các bác này, thuộc dạng nước như này. Đấy, bác nào chuyên bị hôi chân hôi nách thì sử dụng cái này cho em. Đấy, mình xoáy ra và mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện. Đấy, thì giá thì bao nhiêu nhỉ? Hôi chân hôi nách. Các bác lên cho em là hôi chân hôi nách nhá. Giá của nó sẽ là 50k cho một lọ như này. 50k cho một lọ hôi chân hôi nách như này nhá. Giá sẽ là 50k. Lên cho em là hôi chân hôi nách nhá. Giá sẽ là 50.000 cho một típ như này các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bóng đèn nhá. Thì đầu tiên sẽ là cái đèn 5 cánh này. Đèn 5 cánh con này thì siêu sáng luôn. Đấy, 5 cánh như này. Giá thì chỉ có 120.000 cho con đèn 5 cánh như này thôi. Công suất của nó sẽ là 100W nhá. Đây, công suất 100W này. Đấy, và led của nó sẽ là led 65.000K này, 65.000K, rất là ngon lành cho bác luôn. Đấy, lên cho là đèn 5 cánh nhá. Con này sẽ là 5 cánh, giá sẽ là 120.000, 120K, công suất là 100W nhá. Con này dùng rất là tiện ích luôn. Đó. Lên cho là đèn 5 cánh, giá sẽ là 120.000 đây các bác này. Đây, em đang dùng cái này. Đấy, nó rất là sáng luôn nhá. Đấy, em bật có một quả mà em quay khu vực này sáng trưng luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn 8 cánh nhá. Đấy. Có cho các bác là một con loại 8 cánh luôn. Con 8 cánh này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 200.000. Đấy, 200.000 cho một con đèn 8 cánh như này các bác này. Đấy. 200.000 các bác nhá. Đó. Đây, con này sẽ là con 8 cánh, giá của nó sẽ là 200.000 các bác này. 200.000 cho một con đèn 8 cánh như này. Rất sáng cho bác luôn. À, con này 190.000 nhá, 190.000, công suất của nó là 200W, nhầm các bác nhá. Đấy. Công suất của nó là 200W, con này thì siêu sáng luôn. Đó, lên cho em là đèn 8 cánh nhá. 8 cánh, giá của nó sẽ là 190k. 190.000 cho con đèn 8 cánh như này. Công suất của nó là 200W. Các bác có thể gấp gọn như này nhá. Gấp gọn như này rất là tiện này. Mang đi công trình, công chiếc hoặc các bác dùng để mình sử dụng đa di năng được luôn. Rất là tiện ích và siêu sáng luôn. Đấy, và nó rất là gọn và sáng của nó là ánh sáng led nhá. Sáng led cho nên rất là sáng. 200W của nó thì nó phải sáng bằng 500W của con đèn đỏ, cho nên nó rất là sáng và tiết kiệm điện nhá. Tiết kiệm điện. Giá thì chỉ có cho các bác là 190k thôi. 190k. Đấy, đèn 8 cánh nhá, 190.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái nắp cống đồng nhá. Các bác lên cho em là nắp cống đồng. Đây, nó sẽ là một con nắp cống làm bằng đồng nhá, làm bằng đồng nguyên khối như này. Đấy, để con này dùng để ngăn mùi rất là tốt này, dùng để ngăn mùi rất là tốt luôn. Đấy. Cơ chế của nó là khi có nước xả thì nó sẽ mở này. Có nước xả nó sẽ mở và không có nước thì nó sẽ là cơ chế cân bằng, nó tự đóng như này. Rất là tiện con này. Đấy, bằng đồng đúc nguyên khối như này thì các bác có thể lắp trực tiếp, hoặc khi nhà nào mà cái miệng của cái thoát sàn nó hơi to thì các bác lắp thêm cái này vào cho em. Tháo cái gioăng ra lắp cái long đen này vào cho em. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 cho một cái nắp cống đồng thôi. Lên mã cho em là nắp cống đồng, giá sẽ là 50k nhá. Nắp cống đồng này. Nắp cống đồng. Nắp cống đồng giá sẽ là 50k. 50k cho một em nắp cống đồng nhá. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem cái nắp cống đồng này luôn. Này hạ của mùi hôi bốc lên từ ống cống thì các bác có chịu, thì có khách vào nhà cũng có xử vì mùi hôi này mà không có cách nào để giải quyết. Này em sẽ mách cho các bác một giải pháp cực kỳ dễ dàng mà em đã sử dụng để giải quyết vấn đề về mùi hôi này, đó chính là nắp cống ngăn mùi thông minh. Trước đây ống cống nhà em bốc lên một mùi hôi cực kỳ khó chịu mà em đã tìm đủ mọi cách mới không thể nào giải quyết được. Nhưng khi sử dụng sản phẩm ngăn mùi này với thiết kế khóa một chiều cùng một lớp dăm cao su giúp ngăn mùi hôi bốc lên thì cực kỳ tốt. Khi có nước thì nắp mới mở ra, còn hết nước nắp sẽ tự động đóng lại. Chất liệu của sản phẩm thì làm bằng đồng thông nguyên khối nên cực kỳ bền bỉ. Mình sử dụng đến khi ống cống nhà mình hỏng rồi, mình thay ống mới lại nắp lại là có thể tiếp tục sử dụng. Các bác nhớ nút đặt hàng để hôm nay để có thể sớm giải quyết vấn đề của mình các bác nhé. Đó, rất ok nên đây là nắp cống đồng ngăn mùi, giá sẽ là 50k. Cảm nó đi. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Chào các bác, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra có ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200 cành trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên hôm nay bên shop về cho bác đó là cái nồi cơm nhá. Thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, nồi của Cúc Cu và nồi của Sáp. Thì nồi của Sáp thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Thái Lan, và nồi Cúc Cu thì nó sẽ là hàng sản xuất của Hàn Quốc nhá. Nồi Cúc Cu của Hàn Quốc. Thì đầu tiên em lên cho bác cái nồi của Sáp trước các bác này. Đấy.
Đơn hàng từ 200 cành lên bên em sẽ bao ship, các bác cứ mua đủ 200.000 là được bao ship thôi, nó đơn giản với tôi các bác nhá. À, thì đây nó sẽ là một cái nồi của Sáp này. À, nồi của Sáp các bác nhá. Đó, nồi của Sáp đây. Và rất chất lượng cho các bác luôn. Con nồi của Sáp này thì đây là cái vỏ của nó này. Đấy. Của nó sẽ là 900W này, 900W sử dụng là điện 220V, công suất của nó là 1,8 lít nhá. 1,8 lít. Hàng thì nó sẽ là hàng của Sáp nhá, hàng của Sáp. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Ở đây thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là nồi Sáp nhá. Giá của nó sẽ là 500.000 và bao ship này. Đấy, lên cho em là nồi cơm Sáp nhá. Nồi cơm Sáp này, giá của nó sẽ là 500k nhá. 500k và bao ship tận nhà cho bác luôn. 500.000 trong con nồi cơm này. Bao ship đến tận nhà, các bác có thể là nhận hàng, kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Thì sản phẩm nó sẽ là một cái mẫu nồi, nồi như này. Và màu của nó sẽ là màu đen nhá. Màu của nó là màu đen. Đây. Đấy, đây các bạn này. À, 900W 1.8 sử dụng điện 220V. Màu là màu đen nhá. Rất là đẹp các bạn này. Các bác nhấn lấy ra cho em này, mở ra này. Ở trong thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái khay như này. Một cái khay hấp này. Một khay hấp này. Tiếp theo là đến cho các bác là một cái môi này, một cái môi rất là đẹp luôn. Con này thì rất là đẹp, môi rất là đẹp nhá, cứng cáp và chống dính nhá. Tiếp theo là một cái ô đong gạo này, một ô đong gạo này. Tiếp theo nữa là cái dây cắm này, dây cắm nguồn này. Đấy, rồi nó sẽ là một con mâm rất là dày luôn nhá. Dày cong cong này các bác này. Đấy. Khá là dày luôn, dày cong cong này các bác này. Đấy. Con này các bác nấu cơm thì cực kỳ là ngon luôn nhá. Đấy, nồi của nó là sẽ thuộc dạng là nồi kiểu nồi niêu như này. Nồi niêu ôm vòm như này thì giữ nhiệt tốt này, giữ nhiệt tốt. Mâm thì rất là dày luôn. Đấy. Nồi bằng nhôm nhá, nồi bằng nhôm rất là dày luôn. Và mâm của nó cũng khá là chắc chắn và dày dẫn nhá. Đấy, mâm khá chắc chắn dày dẫn này. Mâm của nó là khá chắc chắn và dày dẫn cho các bác luôn. Đấy. Và của nó là dòng quai sách như này thì các bác yên tâm sử dụng nhá. Quai sách này. Hàng thương hiệu Sáp này. Đấy, hàng thương hiệu Sáp nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Các bác chỉ cần kéo lẫy này cho em là xong này. Kéo lẫy này là xong. Đó, nồi của Sáp rất là ngon lành như này, hàng có thương hiệu. Đây, mở nắp ra các bác này. Đấy. Giòn giết cực kỳ là ngon luôn. Khi dùng thì chỉ cần nhấn lẫy này cho em là xong. Đó, chín thì nó sẽ dơ le, nó sẽ tự nảy nhá. Đó. Dung tích của nó thì sẽ là 1.8 lít nhá, 1.8 lít. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý thôi. Lên mã giúp cho em đó là nồi cơm Sáp nhá, nồi cơm Sáp. Giá của nó sẽ là 500.000. 500.000 cho một em nồi cơm Sáp như này, rất là ngon lành, cành đào cho các bác sử dụng để mình nấu nướng trong sinh hoạt hàng ngày nhá. Đấy, lên cho em là nồi cơm Sáp. Vỏ của nó thì bằng nhựa ABS nhá, bằng nhựa ABS giữ nhiệt tốt và rất là bền chắc chắn cho bác luôn, màu đen. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu nồi Cúc-cu nhá. Hàng thương hiệu Cúc-cu. Và hàng này thì nó sẽ là sản xuất tại Hàn Quốc nhá, made in Korea này. Đấy, made in Korea, hàng sản xuất tại Hàn Quốc. Đấy, và con này thì nó sẽ là 1.8 lít nhá, 1,8 lít này. Đấy, nó cũng giống như con nồi ấy thôi, giống như con nồi cúc, con nồi Sáp thôi. Đấy, nhưng mà dòng này thì nó sẽ là nồi của Cúc-cu nhá, nồi của Cúc-cu. Đó, và cũng là dòng lẫy đóng ngắt này các bạn này, lẫy đóng ngắt thế này. Rất đẹp cho các bác luôn, hàng của thương hiệu Cúc-cu của Hàn Quốc nhá. Sản xuất tại Hàn Quốc, cũng sử dụng điện 220V. Đấy, ở đây mâm miếc của nó cũng khá là dày luôn. Con này mâm rất là dày và con này thì nó sẽ không có cái đây, rất là dày các bạn này. Đấy. Rất là dày luôn. Rất dày nhá. Đấy, tiếng kêu của nó rất là đã luôn, cũng có mồi nhá. Con này thì nó sẽ không có khay hấp đâu. Đấy, con nồi của thằng Cúc-cu này thì không có khay hấp nhá và khá là dày dẫn luôn. Mâm cũng rất là ôm như này các bạn này. Đấy, mâm rất là ôm. Đấy, nói chung là cũng là khá là dày dẫn và đẹp. Và cũng như cái mẫu bên kia, đấy, mẫu của Sáp nhưng mà nó hàng này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc nhé. Còn con Sáp thì nó sẽ là nồi của Nhật. Đấy, nồi của Nhật, còn con này thì của Hàn Quốc. Cũng quai sách, quai đeo như này, rất đẹp cho các bác luôn. Đây, Korea các bác này. Đấy, Korea nhá, rất chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã cho em là nồi cơm Cúc-cu nhá. Đấy, nồi cơm Cúc-cu. Giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000. Nồi Sáp thì sẽ là, à nồi Sáp là 500, còn nồi Cúc-cu. Lên cho em là nồi Cúc-cu nhá, nồi Cúc-cu này. Nồi Cúc-cu giá của nó sẽ là 495k nhá, 495k cho con nồi Cúc-cu. Đấy, còn con nồi Sáp thì giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000. Hai con này thì chỉ lệch nhau có 5.000 thôi. Thì các bác lấy con nào thì lấy các bác nhá. Đó, con nồi của Sáp đây. Qua lên cho em là nồi của Sáp nhá. Nồi Sáp thì sẽ là, nồi Sáp thì sẽ là 500. Và nồi Cúc-cu này thì sẽ là 495.000 các bác nhá, 495.000. Đó, thì các bác muốn lấy mã nào thì lấy. Hello, chào các bác nha. Hôm nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục về các mã hàng, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn.
nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Nay thì em sẽ lên cho các bác một số cái mã đồ gia dụng các bác nhá, đồ gia dụng, đồ nhà bếp của Nhật để các bác xem tham khảo và đặt mua. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá, từ 200.000 trở lên, cứ mặc định là từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Đầu tiên em lên cho bác cái mã nồi chiên không dầu nhá. Con này thì dung tích của nó sẽ là 10 lít cả vỏ, 10 lít cả vỏ nhá. Còn nguyên cái phần khay này thì nó được vào khoảng là 4 lít nhá. Nguyên phần khay này thì khoảng 4 lít các bạn. Đấy thì ở đây nó sẽ có một cho các bác một cái dàn như này. Cái dàn này thì để nó đỡ đồ ăn và khi mỡ nó lọt thì nó sẽ lọt xuống dưới các bác nhá. Đấy. Và dung tích của nó là 10 lít cả vỏ. Hàng thương hiệu Camel của Nhật nhá. Đây, Camel của Nhật. Thì nó sẽ về theo lô, có lô thì màu trắng, có lô thì màu xanh. Đấy các bác nhá. Màu sắc rất là đẹp cho các bác luôn. Và khi các bác cắm điện thì các bác phải vặn cho em hai nấc nhá. Đấy. Một nấc là nhiệt độ này và một nấc là thời gian nhá. Nấc này là thời gian này. Đấy, thời gian và nhiệt độ các bác phải nặn. Vặn hai nút cùng một lúc thì nó mới có tác dụng được nhá. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là nồi. Các bác lên mã giúp cho em là nồi chiên không dầu nhá. Đó, nồi chiên không dầu. Nồi chiên không dầu này, đó. Con này thì nó sẽ là 10 lít cả vỏ nhá. 10 lít cả vỏ này. 10 lít cả vỏ, giá của nó sẽ là 590k nhá. 590k và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Nồi chiên không dầu, 10 lít cả vỏ các bác nhá. Đó. Thì đây, nó sẽ là một con nồi như này các bác này. Rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đó, đây là cái lỗ để thoát khí nhá. Đấy. Hàng thì nó sẽ là điện 220V và công suất của nó sẽ là 1500W nhá. Đây 1500W sử dụng điện 220V. Rất chất lượng cho các bác luôn. Phía trong này của nó thì nó sẽ có cho các bác là một cái con mai so này các bác này, một con mai so như này. Đấy, nó sẽ là một cái con mai so như này để cho tỏa nhiệt rất là tốt nhá. Và cái giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp em đó là nồi chiên không dầu nhá, 10 lít cả vỏ, giá sẽ là 590.000. Tiếp theo thì em về cho các bác sản phẩm đó là cái bếp nướng của Sunhow nhá. Đây các bác này. Đấy, nó sẽ là một con bếp nướng như này. Kích thước của nó thì cái chiều chiều dài này của nó thì vào khoảng là đi chiều dài thì nó sẽ vào khoảng là đi 40 nhá, chiều dài khoảng 40 và chiều rộng thì nó vào khoảng là trên 20. Đó. Cái này thì các bác có thể dùng để mình nướng, chuyên ăn đồ nướng, đồ BBQ rất là ngon luôn. Và cái giá thì rất hợp lý nhá. Và đây là có cái điều chỉnh chiết áp này, điều chỉnh chiết áp. Các bác cắm trực tiếp điện 220V cho em. Hàng thì của thương hiệu Sunhow nhá. Hàng thương hiệu Sunhow, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt nhá. Điện 220 và công suất của nó là 1500W. Hàng của thương hiệu Sunhow nhá. Giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là bếp nướng Sunhow các bác nhá. Bếp nướng Sunhow. Các bác lên cho em là bếp nướng Sunhow nhá. Bếp nướng Sunhow. Bếp nướng Sunhow giá của nó sẽ là 350 à? Lên mã giúp cho em là bếp nướng Sunhow giá của nó sẽ là 350k. Đó, cái này bao nhiêu nhỉ? 350.000 cho một cái bếp nướng Sunhow như này các bác nhá. Đấy. Kích thước của nó thì chiều ngang của nó là vào khoảng là 25 và chiều rộng khoảng là 20, 39 đúng không? Rồi ok các bác nhá. Đó thì lên mã giúp cho em đó là bếp nướng Sunhow. Giá của nó sẽ là 350.000 nhá. 350.000 cho một con bếp nướng Sunhow như này. Con này thì rất tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bếp từ nhá. Bếp từ, hàng của thương hiệu Philips. Đấy, hàng thương hiệu Philips. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 470.000. 470.000 và bao ship cho con bếp từ Philips như này. Hàng thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Thái Lan nhá. Đây, made in Thái Lan các bác này, made in Thái Lan. Đó. Con này thì nó cũng sử dụng trực tiếp điện 220V. Đây cái phần quấn của nó đều bằng đồng hết này, đồng đỏ au luôn các bác nhá. Đấy, các bác nhìn rõ đồng bên trong chưa? Đấy. Con này thì chiều dài của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 39 và chiều ngang của nó thì nó sẽ là vào khoảng là đi 30 nhá, và khoảng hai mấy 30 gì đấy. Và của nó sẽ là kính cường lực nhá, kính cường lực 5 ly. Đó, lên cho em là bếp từ Philips nhá, bếp từ Philips. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên mã giúp cho em đó bếp từ Philips nhá. Đó, bếp từ Philips này, bếp từ Philips. Giá của nó sẽ là 470k nhá. 470k cho con bếp từ Philips như này. Con này thì các bác có thể dùng để đun xào nấu chiên rán đều được hết nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái nút nguồn này. Khi các bác bật nút nguồn lên sau đó thì các bác nhấn cái nút bàn tay này để bắt đầu mở khóa nhá. Đấy, nhấn cái nút bàn tay này cho em để mở khóa này. Đấy, kính cường lực sáng bóng, sau đó thì các bác chọn các chế độ đun ở đây này. Đun rồi xào nấu rồi súp rồi, nói chung là đa di năng luôn và có tăng giảm nhá. Có tăng giảm như này. Lên mã giúp cho em là bếp từ lên cho em là bếp từ Philips nhá. Đây thì em sẽ cắm điện cho các bác xem nhá. Con này nó sử dụng điện 220V luôn. Các bác cắm điện vào cho em này. Cắm điện 220 nhá. Khi các bác sử dụng ấy thì lưu ý các bác là mình khi mà mình sử dụng mình đun nấu ấy thì đây nó sẽ có cho các bác là cái đầu tiên là các bác nhấn cái nút nguồn này nó sẽ lên nảy số này.
nút nguồn nó sẽ đẩy số này. Sau đó thì các bác nấn cái nút bàn tay này. Đấy là bắt đầu nó lên cái nhiệt độ như này là các bác bắt đầu tăng giảm ở đây nhá. Tăng giảm ở đây. Đó. Và khi đun thì các bác phải cho nồi vào cho em nhá. Đấy tắt đi này. Bật lên này các bác giữ lì cái này nó là cảm ứng giữ lì cho em nhá. Sau đó bật nút nguồn này thì bắt đầu nó mới lên này và cập nhật nhiệt độ ở đây nhá. Đó. Con này thì 470.000 và bên shop có tặng kèm các bác một cái nồi như này nhá, tặng kèm cho các bác. Nếu mà mua cái bếp từ Philips là sẽ được tặng kèm cái nồi như này. Thì lưu ý các bác là hàng tặng kèm thì nó chỉ mỏng thôi, nó không dày đâu. Và khi các bác nhận được hàng thì khi em ấn tay này cũng có dấu hiệu bị bọt rồi. Đấy cho nên hàng rất là mỏng, cho nên là khi các bác nhận hàng thì nó có bọt thì các bác cũng thông cảm thôi. Hàng này nó là hàng tặng, em không có bán, cho nên là các bác thông cảm, nó bọt thì các bác cũng chấp nhận lấy thôi. Còn nếu mà các bác không chấp nhận lấy thì đừng đặt hàng từ đầu luôn, để cho nó tránh cái việc là đến lúc sau các bác bảo là cái nồi này nó bọt các bác không lấy thì nó cũng vô lý. Tại vì cái này là hàng bên em tặng chứ em không có bán. Hàng này là các bác mua cái bếp từ thì em sẽ tặng kèm cái nồi như này. Đấy, tặng kèm cái nồi như này nhá. Và cái giá thì chỉ là 470.000 thôi. Các bác lưu ý giúp cho em. Đấy, con này thì bên em là tặng chứ không có bán thôi nhá. Đấy, tặng chứ không bán. Cho nên khi các bác nhận hàng mà nó có hơi dấu hiệu bị móp, bị bọp, các bác cũng chứ không cảm thấy em. Đó, tại vì hàng tặng thì không lấy đâu ra được, nó chỉ ở cái mức độ vừa phải thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái con bếp Hồng Ngoại nhá, bếp Hồng Ngoại. Con này thì hàng của thương hiệu con này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Matika. Hàng thì liên doanh Việt Nhật nhá, hàng liên doanh Việt Nhật. Con này thì nó sẽ sử dụng điện 220V, công suất của nó sẽ là 2000W nhá, 2000W, nóng cực kỳ là nhanh luôn. Hàng này thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, thân này của nó là bằng thép hết nhá, bằng thép hết này. Quai của nó thì sẽ là quai nhôm như này. Bê cầm nắm cực kỳ dễ dàng luôn và đun nấu thì cũng rất là nhanh dễ thôi. Cũng sử dụng điện 220 các bác, cắm điện 220 bình thường cho em này. Đấy, cắm điện 220 bình thường cho em, sau đó thì các bác bật nguồn lên này. Đấy, và ở đây thì nó sẽ có rất nhiều chế độ nhá. Đấy thì các bác có thể chọn chế độ và tăng giảm này cho em này. Đấy, bật lên cái là nó nóng đỏ lừ luôn các bác nhá. Nóng đỏ lừ luôn. Rất là tiện này. Đây tắt đi này. Đấy. Và bật lên là nó nóng luôn. Con này thì các bác có thể dùng nướng trực tiếp được luôn nhá. Nó rất là nóng này. Các bác có thể cho đồ nướng lên đây nướng trực tiếp được luôn. Nó rất là tiện. Đấy các bác thấy không? Đó. Lên mã giúp cho em là bếp Hồng Ngoại nhá. Giá thì sẽ là 500.000 và bao ship tới tận nhà cho các bác luôn. Đó. Các bác lên cho em là bếp Hồng Ngoại, giá sẽ là 500k bao ship nhá. Đó, đây nó sẽ là một con bếp cực kỳ là chất lượng và rất là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá rất hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bếp Hồng Ngoại nhá. Bếp Hồng Ngoại này, đó. Bếp Hồng Ngoại giá của nó sẽ là 500k và bao ship nhá. Nóng rất là nhanh luôn, bật phát nóng luôn các bác này. Đấy, chỉ cần bật nguồn như này thôi. Bật nguồn lên phát là nóng luôn nhá. Đấy, on up ở đây các bác này. Bật nguồn sau đó thì ở đây thì nó sẽ có các chế độ và các bác có thể chọn chế độ ở đây và chọn cập nhật nhiệt độ bao nhiêu độ này các bác này. Đấy, bật phát là nóng luôn các bác nhá. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Và cái giá rất hợp lý nhá, giá rất hợp lý cho bác luôn. Đấy, còn đang nóng các bác này, rất là nóng luôn. Đó. Thì lên mã giúp cho em là bếp Hồng Ngoại, giá của nó sẽ là 500.000 cho một con bếp Hồng Ngoại như này nhá, 500.000. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái nồi lẩu. Thì đầu tiên em sẽ lên cho bác là cái nồi lẩu mini nhá, nồi lẩu mini. Con này thì giá của nó sẽ là 150.000 cho một con nồi lẩu mini như này, 150k nhá. Cho một con nồi lẩu mini như này thôi. Giá sẽ là 150.000. Ở đây thì nó sẽ có hai tầng. Cái tầng này thì các bác có thể dùng để hấp này. Đó, con này thì dung tích của nó thì nó sẽ là vào khoảng là đi con này thì nó nhỏ thôi. Đấy, nhỏ thôi các bác nhá. Nó xì vào khoảng là đi hơn 1 lít gì đấy thôi nhá, hơn 1 lít thôi. Đó. Nó sẽ vào khoảng hơn 1 lít thì con này nó rất là tiện. Đấy, con này cũng sử dụng trực tiếp điện 220V luôn. Đây. Công suất của nó là 600W điện 220V các bác nhá. Đó, và dung tích của nó thì hơn 1 lít thôi. Đây các bác này, đấy, rất là tiện. Các bác có thể dùng để mình ăn lẩu hoặc là chế biến đồ ăn cũng rất là nhanh. Rán nấu cũng được. Ở đây nó có tráng chống dính nhá, tráng chống dính cho bác luôn. Đó, và có cái khay như này. Có cái khay này thì các bác có thể dùng để hấp đồ ăn cũng rất là ok nhá. Đấy. Thì các bác có thể dùng ăn lẩu hoặc là hấp hoặc là đồ xôi, nấu cháo đều được hết nhá. Và giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi, 150.000. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên mã giúp cho em đó là chõ đồ xôi nhá, chõ đồ xôi. Giá sẽ là 150.000 cho cái chõ đồ xôi như này. Rất là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đấy, lên cho em là chõ đồ xôi nhá. Đấy. Chõ đồ xôi này, đấy, chõ đồ xôi. Giá của nó sẽ là 150k nhá, 150.000 cho cái chõ đồ xôi, rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái nồi lẩu 2 tầng này, một cái nồi lẩu 2 tầng. Con này thì sẽ là 230.000 và cũng bao ship tận nhà cho bác luôn. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một con nồi lẩu như này. Đấy, con này thì nó cũng sử dụng điện 220V luôn. Đây, đây các bác này, đó. Đây, điện 220V. Dung tích của nó sẽ là điện 220V 650W và dòng 50Hz nhá. Đấy, rất chuẩn chỉ cho các bác luôn. Cũng có tráng đá chống dính này. Và cũng có 2 tầng nhá, có 2 tầng như này. Các bác lên xem là lẩu 2 tầng nhá, lẩu 2 tầng. Con này thì rất tiện dụng luôn. Có cáp này các bác này. Đấy, một con nồi lẩu như này.
2 tầng rất xịn sò luôn cho các bác này. Đấy, và có công tắc số 1, số 2 nhá. Đấy, số 1, số 2, số 3 như này. Có 1 2 3 để có 3 nấc cho các bác. Thì con này các bác có thể dùng để ăn lẩu này, đồ sôi này, hoặc là chế biến thực phẩm, thức ăn rán, xào nấu đều được hết. Rất tiện dụng cho các bác luôn, 2 tầng như này. Đấy, có đồ sôi hoặc là dùng để hấp gà, hấp cá, nói chung cũng rất ok cho các bác, rất ngon lành cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là nồi lẩu 2 tầng nhá. Nồi lẩu 2 tầng giá sẽ là 230.000 và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đó, nồi lẩu 2 tầng. Nồi lẩu 2 tầng nhá, nồi lẩu 2 tầng giá sẽ là 230k và bao ship tận nhà cho bác luôn nhá. 230.000 bao ship cho cái nồi lẩu 2 tầng này. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái nồi nữa. Đó là cái nồi lẩu của thương hiệu Osaka nhá, Osaka. Con này thì nó cũng có một cái khay hấp như này. Có cái khay hấp như này nhá. Đấy, nồi lẩu Osaka này. Đấy, đây. Nồi lẩu Osaka nhá, nồi lẩu Osaka. Con này thì nó sẽ là sử dụng điện 220V 50Hz và 1350W nhá, 1350W rất tiện dụng cho các bác luôn. Đây, về nhà thì các bác xoáy cho em cái nắp này vào nhá, xoáy cái nắp này vào cho em này. Đấy, xoáy cho em cái quai nắp này vào, rất là tiện dụng. Đây nó sẽ có cho các bác một cái khay hấp đi kèm như này và một con nồi rất chất lượng cho các bác luôn. Đây, đấy, rất tiện dụng nhá. Đó, thì có mặt kính cường lực nhá và đây thì nó sẽ có cho các bác là cái dây. Dây này thì các bác lắp vào đây cho em và cũng là dây điều chỉnh nhiệt độ, nó giống cái nồi của Sunhouse nhá, dây điều chỉnh nhiệt độ cho các bác luôn. Và rất tiện ích các bác này. Đấy, các cái phần kết nối điện của nó này, rất chất lượng cho các bác luôn. Đây, hàng của thương hiệu Osaka nhá, Osaka của Nhật nhá. Đó. Sử dụng điện 220V và có dây như này, đấy, rất tiện dụng cho các bác sử dụng. Giá thì sẽ là 390.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là nồi lẩu Osaka này. Đó, nồi lẩu Osaka. Nồi lẩu Osaka, Osaka. Giá sẽ là 390k nhé, 390.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn, 390k cho một con nồi lẩu Osaka như này các bác nhé, rất tiện dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cặp lồng hấp nhé. Các bác lên cho em là cặp lồng điện thì giá chỉ có 180.000 thôi mà các bác nhận được thì ở đây nó sẽ là một con hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, một con hàng rất chất lượng nhé. Đấy, lên mã giúp cho em đó là cặp lồng điện nhé, cặp lồng điện có 2 tầng và dung tích của nó sẽ là 2 lít nhé, dung tích của nó là 2 lít đây. Đấy, mỗi tầng của nó thì nó sẽ có cho các bác là 2 cái bát nhé, 2 cái bát như này và tổng của nó sẽ là 4 cái bát inox nhé, 4 cái bát inox các bạn. Đây, ở đây thì nó sẽ có 4 cái bát inox cho các bác luôn. Đây, dây cắm này, nguyên cái bát inox này giờ các bác mua là đã là khoảng 30.000 một cái bát inox như này rồi. Đấy, tức là 4 cái bát inox này đã là mất 120.000 rồi nhá, 120.000 cho 4 cái bát inox như này rồi. Đấy, và đây thì nó sẽ là 2 tầng có khóa như này. Thì ở đây dưới này nó sẽ là một cái mâm như cái này, các bác hình dung nó giống như cái nồi cơm điện luôn, giống như cái nồi cơm điện luôn. Đấy, giống như cái đế của cái nồi cơm điện này, các bác cứ cho nước vào đây, cho nước lừng lừng vào đây. Khi nào các bác để cái bát này nó không tràn là được. Đấy, để cái bát này nó không tràn nước ra là được nhá. Thì các bác có thể dùng để mình nấu cơm này rồi hấp đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết nhá. Đây, hàng nó sẽ là dung tích của nó là 2 lít này, sử dụng điện của nó là điện 220V và công suất của nó là 200W nhá. Thì con này công năng sử dụng của nó rất là đa năng, các bác có thể dùng để mang cơm văn phòng này, hoặc là đi công tác, hoặc là nói chung là đi làm, đi học đều được hết nhá. Thì rất dễ sử dụng và ngon lành cành đào cho các bác luôn. Và có kèm cho các bác là 4 cái bát như này, 4 cái bát như này bằng inox sáng bóng để các bác đựng thực phẩm, đựng thức ăn vào đây. Đấy, canh này, cơm này, đồ ăn rồi các bác cho hết vào đây chưa? Nắp bằng nhựa rất xịn sò cho các bác luôn. Đó, đậy nắp lại này. Đậy nắp lại và chốt của nó sẽ là dòng chốt khóa hết nhá. Chốt khóa hết nên các bác yên tâm. Đó, nó sẽ là dòng chốt khóa hết và quai sách như này, rất chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, dung tích của nó là 2 lít, giá thì các bác lên theo cặp lồng điện, cặp lồng điện giá của nó sẽ là 180.000 thôi. Giá siêu tốt cho bác luôn nhá. Cặp lồng điện này, đó. Cặp lồng điện giá sẽ là 180k cho một con cặp lồng điện như này nhá, 180.000 rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái con đèn vàng nhá. Đấy, con này có cảm biến này. Đấy, có cảm biến như này các bác nhá. Đấy, ban đêm thì nó sẽ sáng và có người đi qua thì nó sẽ sáng và không có người đi qua thì nó sẽ tắt nhá. Con này thì các bác có thể treo lên như này để ở bên trên, ví dụ như là khu vực cổng này, cửa này, hoặc là ở cái khu vực nào mà có ánh sáng nhá, có ánh sáng, tại vì con này nó sử dụng pin năng lượng mặt trời. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là ốc về nhà các bác bắt vào cánh cửa này, hoặc là bắt vào chân cổng qua đây. Đấy, nó sẽ là cảm biến như này các bác này. Đấy, tức là cái này em che đi, tức là ban đêm nhá, ban đêm là nó sẽ sáng nhá. Ban đêm là nó sẽ sáng và có mắt cảm biến, có người đi đến thì nó sẽ sáng, thì các bác có thể để ở cổng cửa hoặc là các khu vực hành lang. Đấy, và nó sẽ có 3 chế độ sáng này, sáng mạnh này, đó, sáng vừa này và chế độ sáng yếu nhá. Đấy, chế độ sáng mạnh của nó thì cũng rất là sáng luôn. Đó, thì các bác lên mã giúp cho em đó là
đèn vàng nhá, lên cho em là đèn vàng. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000 cho một con đèn vàng như này nhá, 100.000 cho một con đèn vàng như này. Con này thì rất hợp lý luôn, có ốc kiếc cho các bác đầy đủ luôn. Và nó là dòng cảm biến nhá, về nhà các bác chỉ việc là cảm biến và nó sử dụng pin năng lượng mặt trời cho nên rất là tiện này. À, che đi này là sáng này, siêu sáng luôn các bác nhá. Và ánh sáng của nó là ánh sáng vàng. Các bác có thể dùng để decor trang trí rất là ok luôn. Ở ngoài cổng, ngoài cửa, nói chung là khu vực nào có ánh sáng để nó hấp thụ năng lượng mặt trời. Lên mã giúp cho em đó là đèn vàng, giá sẽ là 100.000 nhá. Đó. Các bác lên cho em là đèn vàng này, đó, đèn vàng. Giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k cho một con đèn vàng như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bộ ba tô nhá, bộ ba tô bao nhiêu nhỉ? Bộ ba tô nhá. Đây nó sẽ là một cái bộ ba cái tô như này các bác này. Đấy thì nó sẽ có con to nhất là 1.8L luôn, gần 2L cho cái tô to này nhá. Đấy. Còn tô nhỡ này sẽ là 1.2L và con nhỏ này thì sẽ là 9700 nhá, 700. Đấy là một bộ ba tô như này sẽ là 100.000. Vừa nó xoáy rồi. Lên mã giúp cho em là bộ ba tô nhá, bộ ba tô. Giá của nó sẽ là 100k nhá, 100.000 cho bộ ba cái tô như này các bác này. Bộ ba tô như này rất là đẹp, các bác có thể dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn này. Đấy, canh riêu các thứ, đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết. Lên cho em là bộ ba tô, giá sẽ là 100.000 cho một bộ ba tô như này, 100.000 cho một bộ ba tô như này rất là tiện luôn. Hàng sáng bóng đẹp cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kinh dao siêu tầm nhá. Dao siêu tầm và nó sẽ đựng trong một cái bao da rất là đẹp như này. Đó. Nó sẽ có cho các bác là hai màu nhá, hai màu. Một là màu xanh, hai là màu đỏ nhá. Đấy, cán nó sẽ có hai màu, màu xanh và màu đỏ. Con này thì nó nhỏ gọn thôi, các bác có thể dùng để gọt hoa quả, thực phẩm, thức ăn đều ok hết. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Và có bao da như này, các bác có thể bỏ vào trong túi sách này, hoặc là mang đi công tác, nói chung là đi đâu cũng được, để các bác dùng để mình gọt hoa quả, hoặc là các bác chiết ghép cành, nói chung là rất đa chức năng luôn. Và hàng rất là bén nhá, hàng của nó rất là bén luôn các bạn, dao thì rất là bén. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có cho các bác là 95.000 thôi, 95k cho một con dao như này, 95.000 cho một con dao như này các bác này. Đấy, 95.000 cho một con dao như này. Lên mã giúp cho em đó là dao siêu tầm nhá, các bác lên cho em là dao siêu tầm. Đấy, lên cho em là dao xanh đỏ đi. Dao xanh đỏ thì nó sẽ có hai màu, màu xanh và màu đỏ, các bác lấy màu nào thì lấy nhá. Đây, nó sẽ còn một con cán màu xanh và một con cán màu đỏ như này. Đấy, thì lên cho em là dao xanh đỏ nhá, dao xanh đỏ. Giá của nó sẽ là 95.000 cho một con dao xanh đỏ như này. Đấy, có màu xanh, màu đỏ. Lên cho em là dao xanh đỏ nhá. Đó. Dao xanh đỏ, giá của nó sẽ là 95k nhá, 95k. Có màu xanh, màu đỏ, các bác lấy màu nào thì lấy nhá. Đấy, lên cho em là dao xanh đỏ. Có hai màu như này, các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Hàng thì đựng trong một cái bao da như này nhá. Bao da rất là đẹp luôn và có hai màu. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là dao xanh đỏ. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái massage cánh bướm nhá. Massage cánh bướm thì nó sẽ là đây một con massage như này. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái miếng dán như này nhá, một miếng dán này kèm thêm bác là một cái máy này. Về nhà các bác có thể dán trực tiếp. Đấy, dán trực tiếp và lên các cái phần nào mình muốn massage. Đấy, và đây là cái sạc nhá. Đó, thì em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Lên cho em là massage cánh bướm nhá, massage cánh bướm. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40.000 cho một con massage cánh bướm như này thôi. Con này massage siêu phê cho bác luôn nhá, rất là sướng luôn. Đấy, massage cánh bướm này. Massage cánh bướm. Massage cánh bướm, ghi bỏ ra ngoài kia. Đó, giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k cho một con massage cánh bướm như này. 40.000 các bác nhá. Đấy, giá chỉ có 40k thôi. Đây các bác này, đó. Dòng điện nhỏ chỉ vài chục mA, kích thích những nhóm cơ tạo ra cảm giác sần nhẹ và dễ chịu. Hiện nay trên thị trường có hai loại. Đây các bác này, đó. Cái này thì nó sẽ hơi bị giật nhẹ các bác nhá. Đấy. Đấy, rung rất là mạnh luôn các bác nhá. Đấy. Rất ngon các bác nhá. Giá thì chỉ có 40.000 thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đồng hồ LED nhá. Các bác lên cho em đồng hồ LED. Con này thì giá của nó sẽ là 140.000 cho con đồng hồ LED như này. Mặt của nó thì sẽ là mặt kính, mặt trắng gương rất là đẹp luôn. Đấy, mặt kính trắng gương, về nhà các bác bóc cái lớp dây bóng này ra cho em nhá. Đấy, mặt kính trắng gương này. Số thì nó sẽ là nảy như trên hình như này. Giá thì sẽ là 140.000.
Ở đây thì sẽ có cập nhật cho các bác là ngày tháng nhiệt độ, các bác có thể sử dụng pin hoặc là cắm trực tiếp dây sạc này chị em, nó cũng rất là tiện. Giá thì rất hợp lý, 140k cho một cái con đồng hồ, các bác lên đã giúp chị em đó là đồng hồ LED, giá sẽ là 140.000. Có dây sạc cắm kèm này, có dây đầu dây cắm kèm, các về nhà các bác cắm ở củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Lên mã giúp chị em đó là đồng hồ LED nhá. Đồng hồ LED giá sẽ là 140k cho một chiếc nhá. 140.000 cho một con đồng hồ LED như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này. Hơi bị hay luôn nha. Cái đồng hồ LED phiên bản mới này nhìn nó nhỏ nhỏ với lại nhiều màu sắc vậy thôi, chứ nó cũng nhiều tính năng lắm mà may là có cái hướng dẫn sử dụng tiếng Việt này mình đỡ phải nhức đầu. Đồng hồ có chạy bằng pin AAA nên mình cần phải chuẩn bị trước, cần 3 viên pin nhỏ, nhưng mà đồng hồ này nó cũng có chế độ tiết kiệm pin. Mà tí nói sau đi, bây giờ phải cài cho cái đồng hồ này sẽ hiện chế độ 12 giờ hay 24 giờ rồi cài giờ giúp với lại ngày tháng năm hôm nay nữa. Tại cái đồng hồ này là coi ngày luôn mà. Cách cài hay là bấm để xem ngày tháng năm hay nhiệt độ thì có trong cái tờ hướng dẫn hết rồi. Mà nhớ lột cái miếng dán phản ứng màu sắc của cái đồng hồ này nha. Chứ cái màu nó đẹp vậy mà che chi. Đấy, rất đẹp luôn các bác nhá. Đấy, có hiện giờ cho các bác luôn. Nhưng mà mình có thể tăng giảm. Giá sẽ là 140.000. Đó. Thì soạn đi để đóng đi rồi bảo nó về nó lấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vòi cam xanh nhá. Đấy, nó sẽ có hai màu, màu cam màu xanh. Đấy, đợt này nó về thêm màu trắng nữa. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 cho một con vòi như này thôi. Rất tiện ích các bác nhá. Ở đây thì khi mà các bác sử dụng thì các bác xoáy trực tiếp vào nguồn nước cho em. Và có hai đầu cấp như này nhá. Có hai đầu cấp như này, rất là tiện này. Đó. Có hai đầu cấp như này, rất tiện cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi. Nên cho em là vòi cam xanh nhá. Vòi cam xanh giá sẽ là 50.000 đó. Vòi cam xanh này, vòi cam xanh giá của nó sẽ là 50k trên một em nhá. 50.000 trên một em vòi cam xanh như này. 50k đó, 50k cho một em vòi cam xanh. Ở đây thì nó sẽ có gen nhá, có gen hết, các bác có thể về xoáy kết nối với các cái nguồn nước khác cũng ok hết nhá. Có gen, có rong, gen rong đầy đủ cho bác luôn. Đó. Thì các bác có thể kết nối với các cái nguồn nước khác rất là ok. Giá chỉ có 50.000 thôi mà có nguyên cái vòi hai nguồn nước như này, rất tiện ích các bạn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chai tẩy cặn canxi nhá. Bao tiền nhỉ? 50.000 cho một chai tẩy cặn canxi như này nhá. Hàng sẽ là hàng của thương hiệu Denkamit, hàng của Đức nhá. Hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, đây các bác này, Denkamit. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhá. Con này thì chuyên tẩy cặn canxi luôn. Nhà các bác bị canxi cặn bám ở cái các khu vực như là chậu rửa bát này, rồi chậu rửa mặt này, rồi nói chung là tất cả các khu vực liên quan đến đồ inox. Đấy, hoặc là đồ sành sứ các bác dùng cho em. Đấy, tẩy cực kỳ sạch luôn. Lên cho em là tẩy cặn canxi, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một cái chai tẩy cặn canxi như này. Siêu tiện ích luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là kia. Các bác lên mã giúp cho em đó là cái đầu chuyển cưa nhá. Khi các bác lắp vào thì nó sẽ như này các bác này. Sẽ là 140.000 cho một cái đầu chuyển cưa như này. Đấy. Cái này là đầu cắt tôn nhá. Các bác lên cho em là đầu cắt tôn nhá, giá sẽ là 140.000. Về nhà các bác chỉ cần lắp vào cái máy khoan pin. Đấy là để các bác sử dụng thôi, nó rất là tiện. Đấy, và giá rất hợp lý cho bác luôn. 140k cho một cái đầu cắt tôn như này nhá. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Lắp đặt vào nó sẽ như này này. Các bác dùng được cắt tôn rất là ngon luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này. Đấy. Của thương hiệu Mai Tan mới về. Đó anh em mình xem nhá. Đây, lắp vào này. Đó này. Này là thép CRV này. Cắt rất là ngon luôn nha. Đấy. Tiếp tục con sắt. Anh em mình mua cắt tôn là phải cắt được tôn mà phải thẳng nhá. Đó đi nhẹ nhàng lắm, đi chậm nhẹ nhàng đến từng vòng luôn nha. Anh em mình xem video này á, vào chỗ hàng đặt mua này. Đó chậm như này á mà đi đến đâu là được chuyển đấy. Đấy, tôn cực kỳ dày luôn nha mà cắt rất là ngon luôn. Các bạn theo. Như này được các anh em nha. Đó anh em mình cắt đi nhanh á thì nó sẽ không thẳng đâu nha. Đi nhanh là công rất là ngon nha. Để mình căng cho nó chính xác đường mình thấy cắt nha. Đó, anh em nào mà mua lên cho em là đầu cắt tôn nhá, giá sẽ là 140.000. Đó, đầu cắt tôn này. Đầu cắt tôn giá sẽ là 140.000 các bác nhá. Đó, đầu cắt tôn. Đầu cắt tôn giá sẽ là 140k. 140k cho một cái đầu cắt tôn như này các bác nhá. Đó. Tiếp theo, để anh bỏ cho. Tiếp theo thì bên shop tí anh bỏ cho. Bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái con bơm tẩu ô tô nhé. Con này chuyên dùng cho ô tô thôi. Hàng của thương hiệu Toyota, nó tặng cho khách hàng. Đấy, chuyên tặng cho khách hàng mua ô tô của nó nhé. Đấy, bơm tẩu hàng của thương hiệu Toyota. Công tắc bật ở đây nhé, công tắc bật ở đây. Và con này là nó chuyên để cắm tẩu ô tô nhé. Cắm tẩu ô tô thì đây là cái dây bơm của nó này. Đấy, đây là cái đầu dây bơm của nó. Về nhà các bác tháo ra cho em. Đấy, đây là cái đầu dây bơm của nó này. Đầu dây bơm của nó đây. Và cái này là cái đầu tẩu nhá. Về nhà các bác cắm cái tẩu ô tô nhá. Cắm cái tẩu ô tô nhà mình là mình bơm thôi. Đó, con này nó cũng rất là đơn giản, nó không có gì phức tạp cả, rất là dễ sử dụng thôi. Đấy các bác bật nổ máy ô tô lên này, cắm cái tẩu này vào để cấp điện cho nó này, sau đó thì mình dùng cái bơm này mình bơm trực tiếp vào ô tô thôi.
Thì bác nào có ô tô thì cũng nên có một cái tẩu ô tô như này, để khi mình đề phòng khi mà ô tô mất điện, ô tô bị hết ô tô bị hết gọi là hết hơi, thì các bác dùng cái này cho em nó rất là tiện. Cắm tẩu ô tô lên để mình bơm thì đề phòng khi mà dọc đường có nhá, nó rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Lên cho em là bơm tẩu ô tô giá chỉ có 180.000 thôi. Bác nào có ô tô thì nên có cái này. Đó, bơm tẩu ô tô này. Bơm tẩu ô tô nhá, tẩu ô tô giá sẽ là 180k nhá. 180 cành cho con bơm tẩu ô tô như này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì con này nó tên nó là cái gì nhỉ? Các bác lên cho em là túi da nhá, túi da. Đó. Túi da là ba lô da. Lên cho em là ba lô da nhá. Đấy sẽ là một con ba lô du lịch như này. Giá bao nhiêu nhỉ? Giá sẽ là hỏi lại xem nào. Đấy một con ba lô như này. Giá sẽ là 130.000. Đấy và đấy lau đi xong lấy túi bóng bỏ vào đi để ngoài nó bụi hết. Lau hết đi. Đấy giá sẽ là 130.000 nhá. Lau sạch đi. Đấy thì đây nó sẽ là một con ba lô như này các bác này. Đấy lên cho em là túi da nhá. Túi da. Đấy con này thì rất là ngon cho các bác luôn, thì các bác có thể dùng để đi du lịch này. Đấy máy trần cực kỳ là kỹ như này các bác nhá. Máy trần rất là kỹ như này. Đó và hàng rất đẹp, rất sắc nét cho các bác luôn. Con này thì cái chiều ngang của nó sẽ được là khoảng là 45-50 và chiều rộng là 20, chiều cao là 20 nhá. Chiều rộng 20, cao 20 và chiều ngang là 45-50 gì đấy. Đó và nó sẽ là khóa như này các bác này. Thì các bác có thể dùng để mình đi du lịch này, đi du lịch, đi chơi, đi phượt đều ok hết, có quai đeo cho các bác luôn nhá. Có quai đeo cho các bác luôn, rất là tiện. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là túi da nhá, túi da. Giá sẽ là 130.000, lên cho em là túi da này, đó. Túi da, giá sẽ là 130k nhá. 130.000 cho cái mẫu túi da như này. Hàng rất đẹp, rất chất lượng cho các bác luôn và rất tiện ích cho các bác sử dụng để mình đi du lịch. Đấy, rất đẹp các bạn, rất đẹp luôn. Đó, rất đẹp, rất ok các bác nhá. Giá thì cũng khá là hợp lý cho các bác luôn, 130.000 thôi nhá. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòi bạc nhá. Các bác lên cho em là vòi bạc xoay 360 độ. Đấy nó sẽ là một con vòi như này. Và cả về nhà các bác lắp vào cái nước nhà mình, nó sẽ có cho các bác là xoay 360 độ luôn. Lên cho em là vòi bạc xoay 360 độ này. Đấy. Bằng con bằng inox thì sẽ là 80.000 và con bằng nhựa sẽ là 60.000. Thì con này là sẽ là bằng inox nhá. Đấy. Xoay 360 độ cực kỳ tiện ích luôn. Đấy về nhà các bác có thể kết nối với các cái vòi của chậu rửa mặt nhà mình để mình rửa mặt rồi rửa giấy các thứ rất là ok luôn. Lên mã giúp cho em là vòi bạc xoay 360 độ nhá. Vòi bạc này. Đấy. Vòi bạc 360 độ, giá sẽ là 80k nhá. 80k cho con vòi bạc như này. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác này. Đấy. Mà giúp các bác rửa mặt, đánh răng mỗi đầu. Xoay vào thêm này. Đấy. Chế độ xịt này. Đấy, rất là ngon luôn các bác nhá. Đó. Xoay đi. Đầu vòi được tích hợp cả gen trong và gen ngoài, giúp dễ dàng lắp cho hầu hết mọi loại vòi chậu rửa trên thị trường. Rất ngon lành cho các bác luôn. Các bác có thể dùng để rửa mặt này, đánh răng này. Đấy. Đấy coi nha, rất ngon lành cho các bác luôn. Đấy. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop phẩm huấn nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc bom hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã đầu tiên em lên cho các bác đó là cái đèn ngủ đuổi muỗi các bác nhá. Các bác lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi. Giá thì sẽ là 45k cho một chiếc như này. Con này thì về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em và nó sẽ có cái công tắc ở đây này. Nó sẽ có hai chế độ, là một chế độ là các bác cắm vào thì cái chức năng đuổi muỗi của nó đã hoạt động bình thường rồi. Còn các bác muốn bật cái đèn ngủ thì các bác nhấp cái này, hoặc là cái đèn ngủ thì nó sẽ là thuộc dạng cảm biến nhá, cho nên là khi các bác bật thì ban đêm nó mới lên. Đó, lên mã giúp cho em đó là đèn ngủ đuổi muỗi. Giá của nó sẽ là 45k. Đó. Đèn ngủ đuổi muỗi này, đó. Đèn ngủ kèm chức năng là đuổi muỗi luôn nhá. Đấy, kèm chức năng là đuổi muỗi luôn. Đuổi muỗi, giá của nó sẽ là 45k nhá. 45k trong con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Đây. Pháp hoàn hảo cho giấc ngủ ngon và thoải mái suốt cả đêm. Chỉ cần kết nối và nhấn nút, bạn sẽ được bảo vệ khỏi muỗi suốt 24 giờ đồng hồ. Sản phẩm này có hai chế độ để lựa chọn và tiêu diệt muỗi ở mọi góc độ, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ tuyệt vời mà không phải lo lắng. Đừng để muỗi làm phiền giấc ngủ của bạn, hãy đặt mua đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh ngay hôm nay. Chuẩn bị cho mùa hè đầy muỗi với đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh. Đây là giải pháp hoàn hảo cho giấc ngủ ngon và thoải mái suốt cả đêm. Chỉ cần kết nối và nhấn nút, bạn sẽ được bảo vệ khỏi muỗi suốt 24 giờ đồng hồ. Sản phẩm này có hai chế độ để lựa chọn và tiêu diệt muỗi ở mọi góc độ, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ tuyệt vời mà không phải lo lắng. Đừng để muỗi làm phiền giấc ngủ của bạn, hãy đặt mua đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh ngay hôm nay. Cái con này thì của nó là cảm biến các bác nhá. Đấy thì ban đêm nó mới lên cái đèn các bác nhá. Ban đêm nó mới lên cái đèn. Đó.
Mã sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác một số cái đồ kim khí các bác nhá. Đồ kim khí thì em lên mã đầu tiên đó là cái bộ 5 mũi khoan tháp nhá. À bộ 5 mũi khoan đa năng. Đấy, bộ 5 mũi khoan đa năng. Thì đây nó sẽ là 5 mũi khoan đa năng các bác này. Đó. 5 mũi khoan đa năng. Thì ở đây nó sẽ là một cái dòng mũi hàng của thương hiệu Kabushi của Nhật nhá. Các bác đây là hộp 5 mũi khoan đa năng nhá, đây các bác này. Đấy, nó sẽ là 5 mũi như này. Nó sẽ có cho các bác là 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12. Đó, dòng mũi khoan đa năng. Thép của nó sẽ là thép gió phủ titan nhá, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Và trong một cái hộp như này, các bác có thể mua để mình sử dụng, mình làm các công việc như là khoan rồi làm các cái công việc của mình đều ok hết nhá. Và giá thì chỉ có 120.000 thôi. Lên cho em là 5 mũi khoan đa năng nhá, hộp 5 mũi khoan đa năng, giá sẽ là 120.000. Bao gồm cho các bác là 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12 nhá. Đấy. Lên mã cho em đó là hộp 5 mũi khoan đa năng đó. Hộp này 5 mũi khoan đa năng nhá. 5 mũi khoan đa năng, hộp 5 mũi khoan đa năng. 5 mũi khoan đa năng, giá của nó sẽ là 120k nhá, 120.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái búa không nhá các bác nhá. Đấy thì còn các bác lên mã giúp cho em đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái búa đinh như này, búa đinh như này các bác nhá. Đó thì bên shop sẽ về cho các bác là hai mẫu nhá, hai mẫu. Đó là búa A1 và búa A2. Đấy. A1 sẽ là búa bé nhá. Đây, con này sẽ là A1 này. A1 thì con bé, con này thì nó sẽ là chiều dài khoảng là 25 cm và nặng khoảng từ 3 đến 4 lạng. Và con này các bác lên cho em là búa A1 nhá. A1 bé, giá sẽ là 80.000 nhá. A1 bé này. Giá của nó sẽ là 80k cho một con búa A1 bé như này. Hàng thương hiệu Asahi của Nhật này. Đấy, chữ khắc này các bác này. Đấy, và Asahi này. Con này thì sẽ là 80.000 cho một con búa A1 bé như này. Cán của nó thì bằng thép nhá và bọc nhựa, cực kỳ chắc chắn cho các bác luôn. A1 bé giá sẽ là 80k nhá. Tiếp theo thì lên cho bác con A2 to này. Con này thì nặng khoảng 6-7 lạng, hàng thương hiệu Asahi đây. Đấy, 6-7 lạng luôn. Con này các bác lên cho em là A2 to nhá. A2 to, giá sẽ là 130k nhá. 130.000 cho con búa A2 to như này. Giá sẽ là 130k. Đây, hàng thương hiệu Asahi các bác này. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, con này thì vừa đóng vừa nhổ đinh luôn. Đấy, con A1 bé này thì sẽ là 80.000 và con A2 to thì dài khoảng 30 cm. Và con A2 này thì giá của nó sẽ là 130.000 nhá. Các bác có thể mua cả đôi hoặc là mua một con tùy theo nhá. Hàng thương hiệu Asahi của Nhật, bên em thanh lý được trong các hệ thống siêu thị và cái giá rất là tốt cho bác luôn. 130.000 cho một con búa đinh như này. Các bác có thể dùng để đóng nhổ đinh rồi sửa chữa. Đấy, tay nắm bằng nhựa, cầm cực kỳ chắc chắn cho các bác luôn, và thân của nó bằng thép, dùng vĩnh cửu luôn đó nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái dây câu bình nhá. Các bác lên mã giúp cho em là dây câu bình. Thì một con dây câu bình như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho một con dây câu bình như này nhá. 180k cho một cái dây câu bình như này. Đó, 180.000 thôi. Đấy, chất liệu của dây thì 100% là bằng đồng hết này. Đấy, bằng đồng đỏ au các bác này. Đấy, 100% là bằng đồng hết. Và đây thì nó sẽ là cái phần kẹp kết nối thì cũng bằng đồng luôn. Đấy, thì các bác có thể về dùng để mình câu từ cái bình nọ sang cái bình kia. Đấy, các bác đi xe con là phải dùng cái dây câu này cho em. Đấy, khi đề phòng khi mà xe của mình nó bị chết bình hoặc là thế này thế nọ thì các bác dùng. Đấy, để mình câu từ cái xe nọ sang xe kia nó rất là ok nhá. Lên cho em là dây câu bình, giá của nó sẽ là 180.000 nhá. Dây câu bình này. Đấy, lên cho em là dây câu bình nhá. Dây câu bình, giá của nó sẽ là 180k nhá. 180k thì cái dây câu bình này thôi, giá rất tốt cho bác luôn. Đấy, con này công suất của nó sẽ là 2000 mAh nhá. Và chiều dài của nó thì từ 2 đến 3 mét nhá. Các bác kéo từ xe nọ sang kia, xe kia là thoải mái luôn. Lên mã cho em là dây câu bình, giá sẽ là 180.000. 180.000 cho cái dây câu bình như này, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp em đó là cái tai nghe iPhone nhá. Đấy, nó gọi là tai nghe iPhone thôi, còn các bác có thể sử dụng cho điện thoại Samsung, Oppo, rồi nói chung là các dòng điện thoại đều được hết. Đấy, thì nó là hàng của hãng iPhone nhưng mà có thể sử dụng đa di năng cho các cái dòng điện thoại được luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Một con tai nghe iPhone như này, giá của nó chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. Con này bên em đang bán là 200, đợt này về cho bác giá tốt chỉ còn có 150.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là tai nghe iPhone nhá, tai nghe iPhone. Con này thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây con này, nó sẽ là một con tai nghe như này các bác này. Đấy. Một con tai nghe như này các bác này. Đấy, và ở đây thì hàng này của nó sẽ là hàng của EarPods Pro của iPhone nhá, của iPhone đây. Đấy, và
Con này thì hàng sẽ là hàng sản xuất tại Nhật và xuất cho Mỹ nhá. Đấy, hàng sản xuất tại Nhật và xuất cho thị trường Mỹ đây. Đấy, made in Japan con này. Đó, made in Japan. Hàng sản xuất tại Nhật và xuất cho thị trường Mỹ, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này. Đấy, California này, made in Japan các bác này. Đó, đây, made in Japan các bác nhá. Đó, hàng sản xuất tại Nhật và xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một đôi tai nghe như này, hai chiếc này. Con này thì các bác dùng cực kỳ là ngon luôn, để các bác có thể nghe nhạc, đàm thoại, rồi nói chung là sử dụng rất là đa tính năng. Và kèm cho các bác là một cáp sạc này, hàng của hãng nên cực kỳ chất lượng luôn, nguyên khâu đóng gói của nó đã đàng hoàng rồi. Đó, và bốn cái miếng lót như này để các bác sử dụng, mình lót vào tai để cho nó vừa với các cữ tai của mình, có miếng to miếng nhỏ đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, nguyên khâu đóng gói của nó đã đảm bảo chất lượng này. Đấy, California nhá, hàng sản xuất tại Nhật và xuất cho thị trường Mỹ nhá, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Lên cho em là tai nghe iPhone nhá, tai nghe iPhone, giá của nó sẽ là tai nghe iPhone này. Đó, tai nghe iPhone nhá, tai nghe iPhone, giá của nó sẽ là, hoặc là tai nghe không dây cũng được, tai nghe không dây, tai nghe không dây iPhone, giá sẽ là 150 cành thôi, 150k cho con tai nghe iPhone không dây như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, nó là kia, các bác lên mã giúp cho em, đó là kia khoan mini nhá, lên theo là khoan mini. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một con khoan như này nhá, một con khoan như này. Đấy, nó chạy bằng pin cực kỳ là ngon luôn, đây con này. Đấy, chạy pin cực kỳ là ngon luôn. Ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác là các cái đầu vít này. Đấy, sẽ kèm cho các bác là các cái đầu vít như này, các đầu vít này, một tay nối dài này, một cáp sạc này, và kèm cho các bác là 30 đầu vít đây, 30 cái đầu vít như này. Đấy, to nhỏ lớn bé, lục giác, tròn, ba khe đầy đủ cho bác, và cả đầu khẩu luôn, đầy đủ cho các bác nhé. Đấy, và con này thì các bác có thể dùng hình khẩu súng như này cũng được, mà các bác có thể xoay, các bác có thể nhấn cái này để xoay cho nó thành hình thẳng như này. Khi mà các bác dùng, có thể là mình cần theo chế độ thẳng thì các bác dùng thẳng như này, và có đảo chiều luôn nhá, có đảo chiều luôn. Đấy, có đảo chiều rất là tiện con này, chạy cực kỳ là khỏe luôn con nhá, có đảo chiều chạy rất là khỏe luôn, lắp vào thì rất là ngon con này. Đấy, chạy rất là khỏe luôn. Và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá, đó là một cái con khoan mini như này, có lên cho là khoan mini nhá, đầy đủ combo cho các bác này, có cho các bác là một tay nối này, hai mũi khoan này, rồi các cái đầu vít này, rồi tay công xoáy đảo chiều này. Đấy, cái tay này là gọi là tay ngoắt nghéo nhá, các bác có thể ngoắt nghéo này đưa vào các vị trí khó này. Đấy, nói chung là rất là nhiều chi tiết cho các bác luôn, đựng trong một cái hộp như này rất xịn sò cho các bác luôn. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Lên mã giúp cho em, đó là các bác lên cho em, đó là cái lên cho em, đó là cái khoan mini nhá, khoan mini đó, khoan mini, giá sẽ là 180k nhá, 180k cho cái khoan mini như này. Rồi, ok, các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm, đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các nhá, hàng đến từ thị trường Đức các này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany các nhá. Đấy, design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy, các bác xem này. Đó, design in Germany các này. Đó, in Germany, hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn thôi nhá. Đóng ngay cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này, đó. Bộ nồi Đức này, đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong. Còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhá. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó. Nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng
Đấy, vung vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá. Vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Nồi nào vung đấy các bác nhá. Nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dẫn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếc rất là ok. Quay vuông viết cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng nhá. Đẹp sáng bóng cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết con này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con cong luôn các bác nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là bốn lít các bác nhá. 4 lít. Đấy, con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bạn. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đây. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy. Kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt con này qua kiếp các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy. Đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy, combo. Combo thì sẽ có cho các bác đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các nhá. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung trước đàng hoàng các nhá. Đấy, vung trước đàng hoàng đây. Vung của nó đây các này. Đấy, con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy. Tiếp theo đến cái chảo này. Đấy, chảo đây các này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cành đào cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món các bác này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Hello, vâng lại em Huấn Phạm đây nhá. Hôm nay thì em lên cho các bác toàn bộ là siêu phẩm là LED luôn các bác nhá. Đó thì bên shop về rất nhiều mẫu LED này. LED rồi đèn lồng các kiểu con đà điểu luôn. Đó, rất là đẹp nhá. Thì nay em sẽ lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái con đèn lồng quá này. Đấy. Các bác lên cho em là đèn lồng nhá. Con này thì đường kính của nó sẽ là 50 cm và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là
350.000 cho một con đèn lồng như này. Rất đẹp nhá, xoay nháy các kiểu con đà điểu luôn. Đó, xoay nháy các kiểu con đà điểu nhá. Con này nói chung thì cơ bản thì đẹp miễn chê được các bác nhá. Đẹp dồi dào, đẹp rực rỡ, đẹp lồng lộn các bác nhá. Đó. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn lồng nhá. Con này thì giá sẽ là 350.000. Lưu ý con này là lắp đặt nó rất là lâu, cho nên là khi các bác nhận hàng thì nó sẽ là hàng rời chứ không phải lắp đặt sẵn. Cho nên là khi các bác sử dụng thì về nhà các bác lưu ý giúp cho em là mình sẽ cứ nhận hàng bình thường đi, sau đó các bác cứ lắp đặt, nếu lỗi gì bên em sẽ bảo hành đổi mới cho các bác, cho nên các bác yên tâm. Đấy, thì ship giao hàng các bác cứ nhận hàng, thanh toán tiền bình thường và lắp đặt cho em. Đó, lỗi làm gì bên em đổi mới hết cho các bác, cho nên các bác yên tâm nhá. Đấy, lắp đặt nó hơi lâu thôi, chứ còn con này thì nó cũng dễ lắp đặt, không có gì là phức tạp cả. Bên em gửi thì các bộ phận nó sẽ rời nhau và về nhà các bác lắp vào. Con này các bác có thể trang trí ở trước hiên nhà này, ở trong phòng khách này, rồi là đề co trang trí rất là đẹp luôn. Thì lên lã cho em là đèn lồng nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000 cho một mã đèn lồng như này. Đấy. Hàng khi bên em gửi đến cho các bác thì nó sẽ là rời như này các bác nhá. Rời như này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái phiếu hướng dẫn này, một cái phiếu hướng dẫn chi tiết như này để về nhà các bác lắp đặt này. Đấy, thì đây nó sẽ có từng cái bộ phận một này và các bác cứ lắp đặt cho em lần lượt nhá, lần lượt cho em. Đây. Đấy, theo cái chiều mũi tên như này. Đấy, các bộ phận các bác bỏ rời hết ra như này. Sau đó thì lắp đặt theo cái mũi tên như này cho em nhá. Đấy. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, nó sẽ rời đít như này nhá, rời đít như này này. Đấy. Sau đó thì là nó sẽ đến là cái bộ khung này, bộ khung này thì nó sẽ có cho các bác là 10 cái khung như này nhá. 10 cái khung như này. Đấy, sau khi các bác lắp đặt xong thì các bác cắm rác vào cho em. Đấy, cái này là cái phần nơ đít này. Đó, rồi đây là cái phần thân máy này, cái phần thân máy và thân xoay các bác này. Đấy, thân xoay này. Đó, rất là nhiều chi tiết đi kèm cho các bác luôn. Đó, và đây là cái phần lồng này. Đấy, cái lồng như này. Đấy, hàng chất lượng cho các bác luôn, Việt Nam chất lượng cao nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý các bác nhá. Đó, thì chỉ có 350.000 cho một cái con đèn lồng như này thôi. Đấy, về nhà thì các bác lắp đặt vào cho em, chọn bộ sản phẩm như này. Đấy, về nhà thì các bác cứ thế là bác lắp hai đầu vào cho em là xong. Đấy, nó có cả đèn xoay luôn, rất rực rỡ các bác nhá, rất rực rỡ và rất đẹp luôn. Đó, thì hàng sẽ như trên hình như này các bác này. Đấy, như trên hình như này, rất tuyệt vời luôn các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 350.000 nhá. 350.000 cho một cái con đèn này các bác này. 350.000 cho một con đèn lồng như này. Kích thước của nó sẽ là 50 nhá. Kích thước của nó là 50. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đấy. Các bác lên cho em là đèn lồng nhá. Đấy, nó sẽ xoay tự động như này. Đấy, con này các bác cắm ở trước hiên nhà mình thì thôi rồi, lượm ơi luôn. Rất đẹp, rất tuyệt vời nhá. Đó. Và bên dưới của nó thì nó sẽ là cái phần đuôi cá như này các bác này. Đấy, và có một cái con đèn xoay nữa như này này. À, một cái con đèn ở dưới nữa như này. Đó, nói chung là 350.000 cho một con đèn này thì các bác nên mua, rất chất lượng và rất tuyệt vời và giá rất hợp lý cho các bác luôn các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn lồng nhá. Đèn lồng giá sẽ là 350.000. Tiếp theo thì em lên cho bác một con đèn tiếp theo. Đó là con đèn xoay các bác này. Đấy, đèn xoay đây. Con này thì các bác lên cho em là đèn xoay nhá. Đấy, con này thì về nhà các bác có thể dán lên tường như này hoặc bắt vít hoặc tùy theo nhá. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000 cho một con đèn xoay như này. Đấy. Thì các bác có thể xoay như này để mình trang trí decor ở trong phòng ngủ, phòng khách này, phòng karaoke này và rất là nhiều các khu vực được. Đó, rất là đẹp luôn, các bác thấy không? Đấy. Nó xoay như này các bác nhá. Các bác có thể là mình để theo cái hướng tùy ý mình điều chỉnh này. Em có thể xoay lên trần này. Đấy, xoay lên tường này, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó, hoặc là các bác có thể đi để tùy ý, nó cắm điện trực tiếp điện 220V luôn. Đó, nó rất là tiện các bác này. Xoay xuống dưới đất nó cũng rất là đẹp luôn, các bác thấy không? Đấy, xoay lên tường nó rất là đẹp các bác này. Đấy. Thì các bác có thể chiếu lên trần nhà này, hoặc là chiếu xuống dưới, chiếu lên trên tùy theo nhu cầu mục đích của các bác, rất là đẹp nhá. Đấy. Thì con này các bác lên cho em là đèn xoay giá sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho anh em đèn xoay như này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm đó là cái con LED pháo hoa nhá. Đây. Con LED pháo hoa này các bác quan sát này. Đấy, đây nó sẽ là một con LED pháo hoa như này. Rất rực rỡ cho bác luôn. Đường kính của nó sẽ là 1 mét nhá và cái dây của nó thì cái dây sống này của nó sẽ là 1 mét luôn. Đấy, dây sống vào 1 mét và đường kính của là LED pháo hoa cũng là 1 mét. Và con này thì nó cũng khá là nhiều chế độ nháy khác nhau luôn nhá. Rất nhiều chế độ nháy khác nhau để cho các bác lựa chọn này. Đó, đây. Em sẽ điều chỉnh cho các bác xem này. Đấy, thì nó sẽ có chế độ là nháy ra này. Đấy. Nháy vào này. Đấy, nháy ra đây. Đấy, nháy vào này. Đấy, rồi là các cái chế độ điều chỉnh khác nhau này. Đây các bác này. Đấy, nháy lên, nháy xuống, rất nhiều chế độ luôn các bác nhá. Rất tuyệt vời luôn. Giá thì con này cũng bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đấy. Đây, nháy theo kiểu hình pháo hoa này. Đó, con này rất tuyệt vời luôn. Giá thì sẽ là 180.000 cho một bộ nháy pháo hoa như này nhá. Con này thì nó chỉ là nháy pháo hoa thôi nhá, chứ nó không có tiếng nổ đâu các bác nhá, không có tiếng nổ đâu. Đấy, không về nhà các bác lại đòi là sao không thấy nó nổ nhá. Con này nó chỉ có nháy không như này thôi.
và nó có băng dính luôn, có băng dính hai mặt luôn. Về nhà các bác có thể dán lên tường được, nó rất là đẹp không nhá, có thể dán lên tường được, nó rất là đẹp luôn, rất đẹp các bạn này. Và các bác có thể tùy chỉnh các cái chế độ khác nhau đấy, nó nháy lên tường được nhá, rất là đẹp luôn. Đó, nháy lên tường rất là tuyệt vời. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá, và nó có rất là nhiều chế độ nhá, đấy, rất nhiều chế độ cho các bác lựa chọn luôn, rất nhiều chế độ này và nhiều biểu màu khác nhau nữa đấy, nói chung là rất là tuyệt vời luôn nhá. Đó, có chế độ nháy các kiểu con là điều được luôn. Đây em điều chỉnh cho bác xem này, rất nhiều chế độ luôn đấy, em đang điều chỉnh các chế độ đấy các bác nhá. Đó, các bác xem em điều chỉnh này đấy, nháy lên nháy xuống này, nháy ra nháy vào này, xoay đảo chiều rồi nháy gần nháy xa này đấy, bắn lên rồi đẩy xuống này, rất nhiều chế độ luôn các bác nhá. Đó đấy, rất nhiều chế độ luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý các bác nhá, giá rất hợp lý luôn. Lên cho em là nháy pháo hoa nhá, nháy pháo hoa. Đó, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho con nháy pháo hoa như này các bác này, 180.000 nhá. 180.000 cho mấy em nháy pháo hoa như này thôi. Đó, rất nhiều chế độ, nhiều hiệu ứng khác nhau luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái sản phẩm đó là cái con led ngọc nhá. Đây. Con này thì các bác có thể xuống nước thoải mái luôn nhá. Cho xuống nước thoải mái luôn. Đấy, con này thì yên tâm các bác, nó sẽ là dây dài khoảng từ 7 đến 10 mét nhá. Hàng về theo lô, có lô thì 7, có lô thì 8, có lô thì 10, nó tùy theo lô thôi. Đó thì các bác lên cho em là led ngọc nhá, led ngọc con này bao nhiêu? 90.000 các bác nhá, 90.000 cho một cái sợi led ngọc như này, nó sẽ là bằng hình hạt ngọc như này, và con này các bác có thể dùng để mình gọi là dùng ngoài trời thoải mái luôn. Các bác có thể răng hoặc dán ngoài trời thoải mái nhá. Đó, trăng lên cây nhá, rất là ok. Chế độ nháy của nó cũng là rất là đa dạng và nhiều màu. Và ưu điểm của nó thì nó chống nước nhá. Con này các bác có thể để xe ô tô đi qua không việc gì luôn. Nó sẽ là cái dạng sợi hạt ngọc như này các bác này. Đấy, dạng sợi hạt ngọc như này, cho nên là các bác dùng thì cực kỳ là ok luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá, rất hợp lý cho bác luôn. Chỉ có 90.000 cho một con led ngọc như này thôi. Lên cho em là led ngọc nhá. Đấy, nó sẽ là hình hạt ngọc này, rất là đẹp này. Chống nước thoải mái luôn, dây dài từ 7 đến 10 mét nhá. Dây dài từ 7 đến 10 mét. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác một con led 5 mét nhá. Con này thì nó sẽ là dây dài 5 mét và các bác có thể dán vào tường trực tiếp như này. Đấy, bóc ra dán vào tường. Và nó có cả điều khiển cả cục nguồn cho các bác hết đầy đủ luôn. Đấy, điều khiển cục nguồn các thứ như này. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải thêm cái gì nữa các bác nhá. Còn cái con led ngọc này thì nó chỉ có chân USB như này thôi này. Đấy, con led ngọc nó chỉ có chân USB này thôi. Đấy, và chân này có thể điều khiển được luôn. Có chân USB và có điều khiển nhá. Về nhà thì các bác tự cắm vào cái chân USB nhà mình thôi. Đặc biệt là con led pháo hoa này cũng vậy nhá. Led pháo hoa này nó cũng chỉ có chân USB thôi các bác nhá. Đây. Con led pháo hoa này nó chỉ có chân USB thôi. Thì về nhà các bác cũng tự cắm vào cái cục nguồn nhà mình thôi. Đó, chỉ có riêng cái con led 5m này là có nguồn nhá. Có nguồn, led 5m này là có nguồn các bác này. Con 5m này thì cũng rất nhiều chế độ nháy khác nhau luôn. Đó, rất đẹp các bác nhá. Rất đẹp, rất nhiều chế độ nháy và nhiều màu khác nhau. Các bác có thể trang trí ở tủ này, rồi nói chung là đa vị trí đều được hết. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là led 5m nhá. Con led 5m này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu? Led 5m là 80.000 các bác nhá. Đấy, led 5m là 80.000, còn lại là con led ngọc kia là 90.000 các bác nhá. Đó. Giá rất hợp lý cho bác luôn, chỉ có mấy chục nghìn cho một cái bộ led như này thôi. Rất tuyệt vời các bác nhá, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Rồi ok, các bác mua mã hàng nào thì có thể liên hệ nhá. Rồi chào các bác nhá. Nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục về một số mã thì em lại lên video nhanh để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, muốn đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Hôm nay thì bên shop tiếp tục về cho bác một cái mã sản phẩm, đó là cái đèn bắt mũi đen nhá, đèn bắt mũi đen. Con này thì dây của nó thì nó sẽ dài khoảng cho các bác là 1 mét nhá, dây dài khoảng từ 80 cm đến 1 mét. Và dưới này là một cái khay để các bác đổ mũi ra này. Đấy, lại bắt đầu vào mùa mũi rồi. Đấy, đang ra mùa thì rất là sẵn mũi luôn. Và con này các bác cắm trực tiếp điện 220, công dụng thì vừa làm đèn ngủ vừa làm đèn bắt mũi luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn bắt mũi đen. Đó. Đèn bắt mũi đen. Đèn bắt mũi này, đó. Đèn bắt mũi đen. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá, 90.000 cho một con đèn bắt mũi đen như này. Giá của nó sẽ là 90.000 thôi, giá chỉ có 90.000 thôi. Các bác cắm vào thì nó sẽ lên như là một cái ánh sáng màu xanh nhá. Đây em sẽ cắm cho các bác xem. Con này thì nó sử dụng được tiếp điện 220 và công suất của nó sẽ là 3W nhá. 3W rất là nhỏ luôn, thì các bác có thể dùng làm đèn ngủ này. Đấy, đây, rất là tiện con này. Đấy, cắm vào thì nó sẽ là lên ánh sáng màu xanh như này. Rất là tiện dụng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất hợp lý nhá. Khi mà mình con này khi mà mình chạm vào ấy, khi mà con muỗi nó bay vào nó sẽ chạm vào là nó sẽ bị
bị chập điện, nó giống như đúng như cái vật muỗi luôn nhá, đúng như cái vật muỗi luôn. Đấy, đây em sẽ thử cho bác xem này, nó đúng như cái vật muỗi luôn, rất là tiện để cho các bác sử dụng. Đây. Đấy, khi mà mình chạm vào là nó sẽ xoẹt xoẹt này các bác này. Đấy, bác thấy không? Đây. Đấy, chạm vào là nó sẽ bị chập điện, là con muỗi nó sẽ bị chập điện là nó sẽ chết các bác nhá. Đó, thì đây, nó sẽ xoẹt xoẹt này các bác này. Đó. Đấy, khi các bác mà con muỗi nó bay vào là nó sẽ bị chập này các bác này. Đấy, nó sẽ chập này các bác này. Đấy. Cái này thì nó đúng như cái vật muỗi luôn các bác nhá. Đúng như cái vật muỗi luôn. Đó các bác thấy không? Đó, nó sẽ bị chập như vậy thì con muỗi nó sẽ bị chết các bác nhá. Đó, nó rất đơn giản thôi. Thì con này các bác vừa là dùng làm đèn ngủ, vừa làm đèn bắt muỗi được luôn. Nó rất là tiện. Đấy, thì nó sẽ có các cái chức năng như vậy để cho các bác có thể sử dụng nhá. Và giá thì rất hợp lý cho bác rồi. Đấy. Lên cho em là đèn bắt muỗi đen nhá. Bắt muỗi đen này, giá sẽ là 90k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác một dòng sản phẩm, đó là cái đèn thần tài nhá. Lên mã giúp cho em là đèn thần tài. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60k cho một con đèn thần tài như này. 60.000 thôi nhá. Con này thì rất là tiện ích luôn và nó có sẵn pin và dây sạc cho bác luôn. Khi bác nhận được hàng thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một con đèn như này, hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn, và cái phần này của nó bằng nhựa nhá, bằng nhựa này. Các bác kết nối vào cho em xong, bật công tắc lên này là đèn nó sẽ lên, các bác chỉ cần chạm nhẹ này là đèn lên này. Đó, và các bác có thể điều chỉnh chiết áp tăng giảm ở đây nhá. Đấy, con này ưu điểm của nó có cả điều chỉnh chiết áp luôn, rất là thông minh nhá. Các bác có thể để sáng tối tùy theo mình, để trên ban thờ này, ban thần tài và các khu vực khác đều ok hết nhá. Đấy, hàng về thì có màu xanh, màu đỏ thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Và cái giá thì con này bên shop đang gửi tới bác một con đèn thần tài như này, giá chỉ có 60k thôi. Đấy, của nó thì các bác rất là tiện, các bác chỉ cần gõ này nó lên, gõ này nó tắt này, gõ này nó lên này. Đấy, tắt lên này, rất là tiện nhá. Và có điều chỉnh chiết áp luôn, rất sáng các bác ạ, sáng lắm các bác nhá. Đó, tắt đi này, bật lên này, tắt đi này, bật lên này. Rất dày dẫn chắc chắn nhá, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy, và công suất của nó thì chỉ có 0.4W thôi. Đấy, trước khi mà muốn bật đèn lên thì các bác bật cái công tắc nguồn này cho em. Con này thì các bác có thể di chuyển được mọi nơi, mọi chỗ này. Ưu điểm của nó là không dây dạ lằng ngoằng này và rất là tiện ích chống cháy nổ nhá. Lên cho em đó là đèn thần tài nhá. Đó, đèn thần tài này. Đèn thần tài giá của nó sẽ là 60k nhá, 60.000 cho con đèn thần tài như này. Rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái các bác lên cho em là bình 20 nhá. Con này thì dung tích của nó sẽ là 2 lít cả vỏ. Và giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 cho con bình 20 này thôi. Lên cho em là bình 20. Đấy, thì dung tích của nó sẽ là 2 lít cả vỏ nhá, 2 lít cả vỏ như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em là bình 20 nhá. Hàng bằng inox 304, cực kỳ dày dẫn, chắc chắn và sáng bóng luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý. Tên mã của nó sẽ là bình 20, dung tích là 2 lít cả vỏ. Và bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90k nhá. Đấy, 90k. Lên cho em là bình 20 này. Đấy, dung tích của nó là 2 lít cả vỏ này. Bình 20, 2 lít cả vỏ nhá, 2 lít cả vỏ. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một con bình 20 như này thôi. Giá chỉ có 90.000 cho một cái bình như này. Các bác rất là nên mua. Nắp của nó thì nó sẽ là nắp gioăng nhựa như này, rất là chắc chắn nhá. Đấy, gioăng nhựa cực kỳ chắc chắn luôn. Các bác có thể dùng để mình đựng nước lọc này, nước đun sôi để nguội này. Đấy. Hoặc là các bác có thể dùng để đựng các cái loại nước uống đều ok hết. Giá thì rất hợp lý cho bác rồi. Một con bình 20 như này, rất chất lượng, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Lên mã cho em là bình 20 nhá. Giá chỉ có 90.000 cho một con bình như này thôi. 90.000 cho con bình đựng nước như này thì các bác nên mua. Con này thì mình chỉ về đựng nước sôi để nguội hoặc là đựng các cái dòng nước uống bình thường thôi nhá. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Đấy, kích thước của nó sẽ là 14 x 14 x với lại 29 này. 14 x 14 x 29 nhá. Đấy, dung tích là 2 lít, giá sẽ là 90.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái bộ cái khăn mặt Hàn Quốc nhá, khăn mặt Hàn Quốc này. Bên shop về số lượng và giá rất tốt cho bác luôn. Đấy, lên cho em là khăn mặt Hàn Quốc nhá. Khăn mặt Hàn Quốc này, đó, khăn mặt Hàn Quốc. Giá của nó sẽ là 3 cái này, 3 cái là bằng 20k nhá. Và một bịch này là 10 cái thì sẽ là 60.000. 60.000 cho một bịch 10 chiếc như này. Một bịch 10 chiếc này sẽ là 60.000. Và 3 cái của nó sẽ là 3 cái của nó sẽ là 20.000 cho 3 chiếc. Chất liệu thì 100% là sợi bông tự nhiên nhá. Bỏ sang cái dây này. Sợi bông tự nhiên nhá. Đấy, chất liệu của nó sẽ là sợi bông tự nhiên như này. Đấy, và một mặt đưa cái đầu dây ra đây. Một mặt là bông thô và một mặt là bông mịn nhá. Các bác dùng để rửa mặt thì thấm hút mồ hôi cực kỳ là tốt luôn. Đấy, thấm hút nước mồ hôi rất là tốt. Dùng để rửa mặt này, lau bát, lau đũa, lau bàn, lau ghế này. Nói chung là đa di năng được luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý. Chỉ có 20.000 cho 3 chiếc thôi. Và bác nào lấy số lượng là từ 10 cái trở lên thì giá chỉ còn có 60.000 cho 10 cái này thôi. Đấy, lên cho em là khăn mặt Hàn Quốc nhá. 20.000 3 cái và 60.000 cho 10 cái nhá.
sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy sấy giày các bác nhé. Các bác lên mã giúp cho em đó là máy sấy giày. Con này thì nó sẽ là hàng cực kỳ cao cấp của thương hiệu Saucony nhá, Saucony máy sấy giày đây. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 cho một con máy sấy giày như này thôi. 180k nhá. Đấy, con này thì hàng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Hàng rất cao cấp cho các bác luôn nhá. Lưu ý các bác là khi mà về các bác chỉ cần là vặn cho em theo cái chế độ này là xong này. Có chế độ là 30 phút này, 60 phút và 90 phút nhá. Đấy. Cứ thế là các bác vặn là xong. Còn cái nhiệt độ này thì nó chỉ là cái số thôi. Nó chỉ là cái số giả này thôi chứ nó không có nhiệt độ đâu. Nó không có báo nhiệt độ đâu các bác nhá. Thì các bác mình về mình cứ vặn cho em là mặc định cho em là 30 phút này. Đấy thì đây. Cắm điện trực tiếp điện 220 này, sau đó thì các bác đẩy cái này lên này. Thì con này nó sẽ có cho các bác là sấy nóng để cho nó nhanh khô này. Thứ hai là nó sẽ là có cái tia cực tím như này để diệt khuẩn này. Và các bác để cho em chế độ là ví dụ như là 30 phút, 60 phút, 90 phút và 120 phút nhá. Các bác cứ vặn hết lượt này là cho em. Và nó sẽ có cái dưa le nó tự ngắt các nhá. Đấy, rất là đơn giản thôi. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là máy sấy giày nhá. Một con máy sấy giày chất lượng như này. Đấy, rất là nóng luôn, sấy thì cực kỳ là nhanh luôn. Đấy, vừa bật chỉ có khoảng mấy chục giây rồi đã là nóng ran lên rồi các bác này. Đấy thì cái hơi nóng và hơi gió của nó sẽ đẩy ra ở đây thì nó sẽ là các bác chỉ cần xỏ hai cái giày vào đây cho em, giặt xong mình xỏ vào đây là xong. Đó, chỉ để cho em là nửa tiếng đến 60 phút. Một tiếng là nó sẽ khô cong đôi giày của bác luôn thì nó rất là tiện. Lên mã giúp cho em là máy sấy giày nhá của thương hiệu Saucony. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho một con máy sấy giày như này. Đấy, con này thì rất là tiện ích luôn nhá. Đấy, rất tiện ích cho bác sử dụng luôn. Và giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị cái giá rất là tốt và rất là hợp lý để gửi tới các bác luôn. Đó. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đấy. Chỉ lưu ý các bác là đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Sản phẩm tiếp theo đó là cái ổ đúc cao su nhá. Ổ đúc cao su thì bên shop có cho các bác là ổ 3 chân và ổ 5 chân. Dòng này của nó thì nó sẽ là một cái dòng ổ đúc mà chịu va đập và chịu tải rất là tốt luôn. Đấy, công suất của nó thì nó sẽ lên tới cho các bác là 16A 250V nhá. 16A 250V. Nó sẽ là dòng ổ đúc chống va đập như này. Đấy. Thì nó sẽ có dòng 3 chân và dòng 5 chân. Và bên shop thì đang trân trọng gửi tới các bác cái giá đều là 50.000 nhá. 50.000. Con 3 chân này thì sẽ có đèn báo này. Ổ 3 chân này có đèn báo, còn ổ 5 chân này thì không có đèn báo nhá. Đều là dòng cao su non nhá. Đấy, đều là dòng cao su non như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k nhá. Các bác lên cho em là ổ đúc cao su nhá. Ổ đúc cao su. Giá của nó sẽ là 50k thì nó sẽ có cho các bác là dòng 3 chân và dòng 5 chân. Ngoài ra thì bên shop có cái phích cắm này nó sẽ có cả đèn báo luôn. Phích cắm có đèn báo luôn, con này thì sẽ là 20k trong con phích cắm như này nhá. Dòng này cũng là cao su non luôn, đập khá thoải mái nhá, đập phá thoải mái luôn, cao su non. Giá sẽ là 20k cho một bịch như này nhá, 20k cho một cái ổ đúc như này và cũng có sẵn đèn báo cho bác luôn nhá, có sẵn đèn báo. Giá thì chỉ có 20.000 cho bác thôi, 20.000 cho một cái ổ đúc cao su như này các bác này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là các bác lên cho em là cọ nồi nhá. Các bác lên cho em là cọ nồi. Đấy, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15.000 cho cái cọ nồi như này. Đấy, lên cho em là cọ nồi nhá. Giá của nó sẽ là 15.000. Đấy, các bác có thể để mình trà rửa này. Đấy, cọ nồi niêu bàn bếp rồi nói chung là kỳ cọ đánh rửa được rất tiện. Và các bác có thể cho xà bông vào đây. Cho xà bông vào đây cho em. Đó, sau đó thì mình sử dụng thôi. Đấy, và khi mình nhấp như này thì cái xà bông nó sẽ ra, nó rất là tiện nhá. Lên cho em là cọ nồi 3 cái thì sẽ là bằng 40.000, còn 1 cái thì sẽ là 15.000 một chiếc như này. Và 3 cái thì sẽ là 40.000 cho 3 chiếc nhá. 40.000 cho 3 chiếc như này. Lên mã cho em là cọ nồi nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái bịch bọc cỗ nhá. Giá sẽ là 20.000 cho một bịch bọc cỗ như này, 20.000. Một bịch này bao gồm là 100 chiếc và giá thì chỉ có 20k thôi. Đấy, ví dụ như các bác bọc những cái đồ ăn này, ví dụ các bác bọc vào đây cho em này. Đấy, những cái đĩa thực phẩm thức ăn này. Đấy, con này thì nó rất là to luôn nhá. Nó có dây chun giãn rất là to luôn thì các bác có thể bọc thực phẩm, bọc thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín rồi nói chung là đa di năng luôn để các bác bọc vào. Các bác có thể chùm lên đầu cũng vừa luôn. Đó, rất là tiện ích nhá. Thì con này các bác dùng nó rất là tiện, vệ sinh sạch sẽ. Đồ ăn các thứ thừa thì mình muốn bỏ tủ lạnh này. Vệ sinh, thứ nhất là vệ sinh, thứ hai là nó tránh cái việc là bị dây mùi ra tủ lạnh nhá. Lên trên là bọc cỗ, giá chỉ có 20.000 thôi. Đó, các bác lên trên là bọc cỗ này. Đó, bọc cỗ. Giá của nó sẽ là 20k nhá. 20k trên một bịch bao gồm là 100 chiếc luôn. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng nhá. 100 cái như này mà giá chỉ có 20.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái set thìa đũa nhá. Đấy, các bác lên trên là hộp thìa đũa. Hộp này của nó thì bao gồm cả thìa cả đũa luôn. Và giá thì rất hợp lý nhá. Đấy, một cái bộ như này bao gồm là cả thìa cả đũa nhá. Cả thìa cả đũa.
Hàng inox 304 không gỉ các nhá, không gỉ luôn. Đấy, đũa rất là dày này, su 304 này. Đấy, xìa thì rất là dày luôn, cả xìa cả đũa như này. Mà giá thì bên shop đang gửi tới bác giá chỉ có 80.000 thôi, bao gồm cho bác là 6 đôi đũa và 6 cái thìa luôn. Đấy, 80k một hộp nhá. 80k một hộp như này bao gồm là 6 đôi đũa và 6 cái thìa. Hàng inox 304 cực kỳ dày dẫn chắc chắn các bác nhá. Đấy, và giá thì khá là hợp lý cho bác luôn. Một combo như này 6 thìa 6 đũa mà giá chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. Đây, các bác đi đâu mà mua được cái xìa này với cái giá là 5.000 10.000? Đó, không có đâu các bác nhá. Đấy. Mà đây combo cho các bác là 6 thìa 6 đũa mà giá chỉ có 80.000 thôi các bác nhá. Đó, lên cho em là hộp thìa đũa nhá, hộp thìa đũa. Hoặc lên cho em là set thìa đũa này. Đó. Set thìa đũa. Thìa kèm thêm đũa nữa các bác nhá. Giá sẽ là 80k nhá. Đấy, 80k cho một set như này. 80.000 cho một set thìa đũa như này. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái con đài FM nhá. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đấy, bên shop về cho bác cái con đài FM hàng nội địa của Nhật cực kỳ là ngon luôn. Đấy, đài của nó thì nó sẽ là một cái dạng đài mà vỏ gỗ như này, rất là đẹp này, vỏ gỗ có đồng hồ luôn nhá. Đây. Đấy, về nhà thì các bác tháo cái lẫy này ra cho em xong bật cái đồng hồ này lên là đồng hồ chạy này. Đấy, đồng hồ chạy nhá. Và bên sau của nó thì nó sẽ là có cho các bác là một quả pin 18650, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đài có sẵn pin rồi, có cáp sạc cho các bác ở trong này nhá, đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Và khi các bác bật lên thì các bác bật cái nút này cho em này. Đó, bật cái nút này lên. Đấy, con này thì nó vừa là nguồn vừa là âm lượng nhá. Đấy. Vừa là nguồn vừa là âm lượng này. Các bác kéo anten lên cho em này. Đấy, kéo anten lên cho em, sau đó thì các bác bắt đầu dò này. Đấy. Đấy, các bác dò như này. Đấy, các bác cứ dò lần lượt như này cho em. Thì nó đúng cái tần sóng, đúng cái băng của nó này, các bác để cho em chế độ FM nhá. Đấy, để cho em chế độ FM này. Sau đó thì mình dò nhá. Đó, tại vì nó có cả chế độ FM, cả chế độ MP3 nhá. Các bác phải để đúng chế độ thì mới dò được. Đấy. Chương trình phát thanh vì an ninh. Chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh vì an ninh Tổ quốc hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Rất là nhiều đài các bác nhé. Các bác có thể dò như này. Đấy, nó sẽ ra rất là nhiều đài luôn để tùy theo các bác nhu cầu mục đích sử dụng các bác nhé. Đó. 102,7 này, 98,5 này. Đấy, và các đài các tỉnh nữa luôn các bác. Các bác có thể dò chậm rãi này, nó sẽ ra nhé. Đó. Con này thì ưu điểm của nó sẽ có cả đồng hồ cho các bác luôn. Có cả đài FM cả đồng hồ luôn nhá. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Ngoài ra thì con này nó có cả tính năng là MP3 nha, MP3 để nghe nhạc luôn. Thì các bác có thể bắt Bluetooth và nghe nhạc bình thường nhá. Đó, bắt Bluetooth để nghe nhạc cũng rất là hay này. Và đây thì nó sẽ có chế độ cho các bác là USB này, cắm thẻ nhớ này, cắm jack 3.5 này, rồi đồng hồ này, rồi cắm sạc vào này, rất là tiện dụng luôn. Khi mà các bác muốn nghe nhạc MP3 thì các bác chỉ cần là bật nguồn lên cho em này, xong là đặt chế độ MP3 này, sau đó thì các bác bắt đầu là bật wifi của mình lên nhá. Đấy, các bác bật Bluetooth lên này. Đấy, bật Bluetooth lên, sau đó thì các bác bắt đầu dò cho em này, bật Bluetooth bắt đầu dò này. Các bác dò cho em là tên cái mã của cái đài này nó sẽ ra nhá. Đấy. Ví dụ cái mã đài này nó sẽ là NS8898BT này. Đấy, 8898BT. Thì các bác dò đúng cái mã đấy, sau đó thì các bác kết nối vào cho em là xong. Kết nối vào là mình mở nhạc mình nghe bình thường đây, MS. Đấy, đang kết nối này. Sau đó thì các bác mở nhạc lên là mình kết nối là nghe nhạc bình thường nhá. Con này thì nghe nhạc cũng rất là to luôn nhá. Đấy, nghe nhạc rất là to luôn. Thì các bác có thể kết nối để mình nghe nhạc. Thì cái tính năng này thì em cũng giới thiệu qua thôi, còn em bán thì chủ yếu là đài FM, còn về nhà các bác có thể tự mình kết nối mình nghe nhạc tùy theo nhu cầu và mục đích của mình nhá. Đấy, không đến nơi thì các bác dò không quen, các bác dò không được, các bác lại bảo là không nghe được MP3 thì nó mất công. Đấy, em bán thì cái chức năng chủ yếu của nó vẫn là đài FM thôi, còn các cái chức năng khác thì các bác có thể về mình tự dò lên cho em là đài FM nhá. Đài FM giá của nó sẽ là 260k nhá, 260.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái lọ keo đa năng nhá. Keo đa năng con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi và cái giá rất là hợp lý cho bác luôn. Đấy, các bác có thể dùng để dán trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt luôn. Một lọ này của nó sẽ là 60g và các bác có thể dùng đa di năng được luôn. Đấy, một lọ 60g keo trắng nhá. Đấy. Thì con này dùng rất là tiện, các bác có thể dùng để dán trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt và dán cả thế giới được luôn. Đây mã giúp cho em là keo đa năng, giá của nó sẽ là 15.000 cho một típ như này. Và bác nào mua từ 3 típ thì lên cho em là keo đa năng xanh này. Đấy, keo đa năng xanh. Giá của nó sẽ là 15k trên một típ và mua từ 3 típ thì sẽ là 50.000 nhá. Đấy.
3 sẽ là 15.000 một tip và 3. Các bạn lên cho em là keo đa năng xanh nhá, keo đa năng xanh này. Đấy, giá thì sẽ là 20k trên một tip nhá. Xin lỗi các bác, vừa nãy em 15.000 là nhầm. Và 3 tip thì sẽ là 50k nhá. 20.000 trên một tip và 3 tip sẽ là 50.000. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn các bạn ạ. Gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa vì đã có keo siêu dính nano nail công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nứt tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa vì đã có keo siêu dính nano nail công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Đấy thì các bác lên cho em là keo đa năng xanh nhá, 20.000 một tip và 3 tip thì sẽ là 50.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái khóa dây các bác nhá. Qua lên cho em là khóa dây. Con này thì bên shop luôn để mặc định nhà máy là sẽ là dãy số 0 nhá, dãy số 0 như này. Và về nhà thì các bác có thể thay đổi tùy theo nhu cầu và mục đích của mình. Đó, theo nhu cầu mục đích của mình các bác nhá. Đó, đây thì chỉ cần đảo số đi là nó sẽ không mở được rồi. Và dãy số 0 là mở bình thường. Và khi các bác cài mật khẩu thì để ý cho em cái chữ set và cái mũi tên này. Đấy, các bác xoay theo cái chiều mũi tên này cho em. Xoay hết lẫy đi nhá. Đấy, bao giờ nó phải đánh tạch cái này thì mới được này. Sau đó thì em để là dãy số 9 chẳng hạn thế này. Sau đó em quay ngược trở lại này. Thì bây giờ mật khẩu mới của em sẽ là dãy số 9 nhá. Dãy số 9 như này em chỉ cần đảo một số 0 là không mở được rồi. Đó, còn mật khẩu thì các bác có thể để tùy ý nhá, 12345 hoặc là các cái số ngày tháng năm sinh tùy mình. Đấy, muốn cài mật khẩu thì bây giờ em chỉ xoay cái lẫy này đi này. Xoay anh tạch cái này em để về dãy số 0 này. Mật khẩu em mà để mặc định bao giờ là dãy số 0, sau đó thì em quay cái này trở lại này là xong. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80.000 nhá. 80.000 cho một cái khóa dây như này. Các bác lên cho em là khóa dây nhá, khóa dây. Giá của nó sẽ là 80k. Đó. Lên mã giúp cho em là khóa dây này. Đó. Khóa dây giá của nó sẽ là 80k trên một con khóa dây nhá. 80.000 cho một chiếc khóa dây nhá. Lên mã cho em là khóa dây. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái các bác lên mã giúp cho em đó là bộ móng trắng nhá. Bộ móng trắng, bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là hai bấm móng này, một kéo và một rũa này. Đấy, một kéo một rũa. Đó, hàng của thương hiệu Winling của Đức đây nhá. Đấy, Winling của Đức như này. Giá thì chỉ có 70.000 thôi. 70.000 cho các bác, bao gồm cho các bác là một cái bấm móng thường này, một cái bấm móng khóe này và một cái nạo một cái mài này và một cái kéo như này. Bộ bốn món như này các bạn nhá. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn, tất cả đều bằng inox đặc hết, cực kỳ dày dẫn chắc chắn và cắt thì rất là ngon luôn nhá. Cắt rất là ngon luôn các bác thấy không? Đấy, cắt rất là êm ái và ngon luôn. Bộ thì sẽ bao gồm cho các bác là bốn món như này các bác nhá. Lên cho em là bộ bấm móng trắng nhá, bộ bấm móng trắng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 nhá. 70.000 cho một cái bộ bốn món như này. Thì tính ra thì cũng chỉ vào là 45-60. Đó thì nó sẽ vào là khoảng trên 15.000 cho một cái bấm móng như này thôi, một món như này. Đấy, đựng trong hộp rất là xịn sò luôn. Đấy, lên cho em là bộ bấm móng trắng nhá. Đấy, bộ bấm móng trắng này. Bộ bấm móng màu trắng, bộ bấm móng trắng giá của nó sẽ là 70k nhá. 70.000 cho cái bộ bấm móng trắng như này, 70.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái trầm hương đốt nhá. Các bác lên cho em là trầm hương đốt. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho bác là 100 vòng luôn. Đấy, 100 vòng trầm như này. Đấy, một hộp này 100 vòng luôn, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng nhá. Một hộp này sẽ là 100 vòng như này nhá. Và trầm của nó sẽ là dòng trầm gỗ tự nhiên nhá. Đấy, một vỉ này của nó sẽ bao gồm là 2 vòng. Một vỉ này là 2 vòng và nó sẽ có 50 vỉ. Đấy, tức là 100 vòng như này, 100 vòng như này. Tha hồ thoải mái các bác đốt luôn. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng gỗ trầm tự nhiên nhá và rất là thơm luôn. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu và đặc biệt là khi mà các bác đốt ấy thì cái thời gian đốt của nó được rất là lâu, nó sẽ là từ 2 đến 3 tiếng tùy theo cái vị trí các bác đặt và hướng gió nhá. Đấy, càng ít gió thì nó sẽ cháy càng lâu, càng ít gió cháy càng lâu. Và giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 cho một lọ trầm hương đốt như này thôi. Lên cho em là trầm hương đốt nhá. Đấy, trầm hương này. Trầm hương. Đấy, trầm hương để dùng để đốt nhá. Em gọi là trầm hương đốt. Giá của nó sẽ là 40k trên một hộp như này nhá. 40.000 trên một hộp, bao gồm cho các bác là 100 vòng luôn. Đấy, 100 vòng, dùng quanh năm ngày tháng mới hết nhá, 100 vòng. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái bàn chải điện này. Các bác lên cho em là bàn chải điện nhá. Thì một cái hộp bàn chải điện như này. Đấy, giá của nó sẽ là 70.000, sẽ bao gồm cho các bác là một đầu bàn chải này và bốn cái bàn chải cho bác luôn, một thân máy và bốn bàn chải nhá. Một thân máy, bốn bàn chải kèm một cái cáp sạc thì về nhà các bác cắm cái sạc vào đít này cho em. Đó. Con này thì rất là tiện dụng cho các bác sử dụng này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có bốn cái đầu bàn chải siêu mềm, siêu lông tơ mềm mảnh như này. Đấy, nếu mà bây giờ các bác mà mua một cái bàn chải như này thôi
Đấy, mua cái đầu bàn chải này thôi đã phải mất 15 đến 20 nghìn rồi. Thế mà đây cả một cái bộ như này bao gồm 4 bàn chải này, các bác giữ lì cho em nhá. Giữ lì cho em. Đó. Con nào thì về, nếu nó hết pin thì về các bác sạc pin vào cho em. Đấy, con này thì hàng vận chuyển từ nước ngoài về có thể để lâu nó hết pin. Đấy, các bác giữ lì cho em là ok nhá. Có các chế độ làm sạch, làm trắng này, rồi là vệ sinh khoang miệng lưỡi này các bác nhá. Rất là ngon lành cho bác luôn. Chạy bằng pin nhá, chạy cực kỳ là khỏe nhá. Trong này của nó sẽ có quả pin 18650. Rất là bền bỉ, chắc chắn và chạy rất là khỏe luôn. Một lần sạc thì các bác có thể dùng cả 7 ngày đến 10 ngày tùy theo nhu cầu các bác nhá. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái bàn chải điện như này, giá chỉ có 70.000 thôi nhá. Lên mã giúp cho em là bàn chải điện, giá của nó sẽ là 70.000 cho một con bàn chải điện như này. Rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng luôn. Lên mã cho em là bàn chải điện nhá, giá sẽ là 70.000. Sản phẩm tiếp theo đó là đấy, một cái bàn chải như này sẽ bao gồm cho các bác là 4 cái đầu bàn chải nữa luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là bàn chải điện này, bàn chải điện, giá của nó sẽ là 70k. Đó. Bàn chải điện này, giá sẽ là 70k nhá. 70.000 cho một con bàn chải điện như này. 70k các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái con máy vắt cam nhá. Máy vắt cam này, con này rất là tiện dụng luôn. Đấy, hàng của thương hiệu Socani. Socani hàng của Nhật và cũng xuất đi khá là nhiều nước luôn. Hàng của Nhật xuất đi khá là nhiều nước nhá. Và nó rất là nhỏ gọn như này. Và bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 270.000 nhá, 270.000 cho một con máy vắt cam như này. Đó, rất là tiện dụng luôn. Lên mã cho em là máy vắt cam nhá, giá của nó sẽ là 270.000, rất tiện dụng luôn. Bao ship đến tận nhà cho các bác nhá. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy như này này, một thân máy như này. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hàng của thương hiệu Sonaki nhá. Đấy, trọng lượng của nó sẽ là 700 ml nhá. Đấy, dung tích là 700 ml và sử dụng điện 220V. Con này thì rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng luôn. Đấy, các bác chỉ cần cắm điện vào sau đó thì mình đưa cam vào là mình vắt thôi. Vắt bằng tay thì nó rất là kiệt và vắt bằng máy này rất là thoải mái nhá các bác. Khi vệ sinh thì các bác chỉ cần tháo ra, vệ sinh cho em cái phần khay này thôi. Đấy, còn cái này thì nó thân máy này nó không cần phải vệ sinh. Đấy, rất là ngon lành. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý. Dây của nó cũng khá là dài nhá. Dây khá là dài luôn, dây khoảng 1 mét này. Khá là dài luôn thì các bác sử dụng nhá. Lên mã giúp cho em, bỏ ra cho anh còn chốc. Lên cho em là máy vắt cam, giá của nó sẽ là máy vắt cam này. Đấy. Lên cho em là máy vắt cam nhá. Máy vắt cam giá của nó sẽ là 270k nhá. Và bao ship tận nhà cho bác luôn, 270.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con vắt cam bằng tay nhá. Con này thì các bác dùng để vắt bằng tay thôi. Và giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. 50.000 nhá. Các bác nào mà thích tập luyện cơ tay mà không thích dùng máy móc phức tạp thì dùng con này cho em. Lên cho em là vắt cam bằng tay, bằng inox 304 cực kỳ dày dẫn cho bác nhá. Đấy, vắt cam bằng tay. Đấy, vắt cam bằng tay này, con kia là vắt bằng máy nhá. Vắt cam bằng tay này. Đấy, bằng tay giá sẽ là 50k nhá. 50.000 thôi, rất là tiện. Các bác đưa vào vắt trực tiếp này là đưa ra rót ra cốc uống hoặc các bác có thể uống trực tiếp luôn. Đấy, bằng inox 304 sáng bóng đẹp và có chế độ khóa này nhá. Các bác chỉ cần đặt vào này nó sẽ khóa và là cứ thế mình xoay thôi. Vắt cam bằng tay giá của nó sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho một con vắt cam bằng tay như này, rất là tiện dụng. Rồi ok. Hello các bác nhá, mời các bác uống nước cam nhá. Hôm nay thì em sẽ quay test cho các bác cái con máy vắt cam bên em cũng như là cái vắt cam bằng tay luôn, thì nó rất là tiện ích để cho các bác sử dụng. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cũng cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Các số hotline bên em các bác có thể liên hệ nhá. Thì khi các bác nhận hàng thì nó sẽ bao gồm là một cái máy như này. Đấy, hàng của thương hiệu Socani các bác nhá, Socani. Hàng thì sử dụng điện 220V nên rất là tiện. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là làm các cái phần như sau này. Một cái nắp đậy này. Đấy, một cái nắp đậy này. Một cái khay như này. Cái khay như này thì các bác vắt trực tiếp vào đây cho em. Đấy, giờ em sẽ vắt trực tiếp vào đây để uống luôn không nhá. Đấy, đây. Thì các bác lắp vào đây cho em này. Lắp vào đây nó sẽ có cái lẫy để các bác lắp nó sẽ sập xuống này. Cắm điện trực tiếp điện 220V cho em nhá. Đấy, cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đó, sau đó thì các bác sử dụng thôi. Và các bác chỉ cần đặt cái khay này lên này. Đấy là mình nhấp là nó sẽ xoay này. Con này thì nó các bác cứ nhấp này nó sẽ xoay nhá. Đây. Đấy, nhấp này nó xoay là nó sẽ vắt ra này. Đấy, coi theo. Rất là ngon luôn nhá. Đấy, nước đang chảy ra này. Rất là tiện luôn. Con này thì nó có cả đảo chiều luôn nhá. Đấy, có cả đảo chiều cho các bác luôn, nó rất là tiện. Đấy, thì là mình cứ nhấp này bỏ ra là 1-2 nhịp thì nó sẽ lại đảo chiều lại, thì các bác nó vắt cái quả cam nó sẽ kiệt hơn. Đó, vắt nó sẽ kiệt hơn nhá. Thì nó rất là tiện các bác này. Đó, vắt ra gần như là kiệt hết nước luôn. Tùy theo lực ép của tay nhá, các bác ép càng mạnh thì cái lực vắt của nó càng nhanh. Nhưng mà cũng không cần ép mạnh các bạn, mình cứ ép từ từ thôi thì nó sẽ ra được hết nước và cái bã của nó không bị quấn ra nhá, thì cái nước nó sẽ ra nó sẽ kiệt nước hơn. Đấy, chứ nếu các bác vắt mạnh quá thì nó tác động lực thì cái sơ nó lại ra nhiều mà cái nước nó không, cái nước nó lại không ra được mà cái sơ nó lại chảy nhiều ra đây thì nó không tốt các bác nhá. Đó, thì đây. Các bác cứ vắt như này cho em là ok nhá. Đấy, vắt này cho em là ok.
Đó, rất là ngon luôn nhá. Thì một con máy bắt cam như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 190.000 nhá. 190.000 cho một con máy bắt cam như này. Con này thì rất là tiện dụng để các bác sử dụng trong cái công việc sử dụng thực phẩm đồ uống ở trong gia đình nhà mình nhá. Thì rất là tuyệt vời luôn. Đó. Bắt một quả cam thì các bác chỉ cần mất khoảng 30 giây thôi là xong rồi. Đấy, đây thì em đã vắt tiếp cho các bác thêm một quả nữa luôn này. Đó, thì các bác chỉ cần vắt như này thôi. Đó, thì ví dụ như là đi làm về nóng bức này hoặc là các bác giải khát uống nước cam này thì nó rất là tốt. Đấy, bổ sung cho các bác thêm vitamin C rồi các cái loại khoáng chất khác rất là cần thiết nhé. Nó sẽ đảo chiều nhé. Đấy, nó sẽ đảo chiều này, nó rất là tiện này. Thì các bác có thể sử dụng đa di năng được luôn. Lên mã giúp cho em là máy vắt cam nhé. Giá sẽ là 190.000 cho một con máy vắt cam như này. Đấy. Thì ở đây thì nó sẽ là có cho các bác là một cái khay như này. Các bác tháo ra nó sẽ là một cái khay như này. Đấy, và đây thì nó sẽ là cái khay lọc này. Đấy, các bác chỉ cần bỏ ra như này là mình có thể cho đá vào đây uống trực tiếp này. Đấy, các bác có thể cho đá uống trực tiếp hoặc là các bác có thể rót ra ly. Bác nào lịch sự thì rót ra ly. Đấy, còn không thì mình để này uống trực tiếp được. Và mình chỉ cần vệ sinh hai cái phần này thôi. Vệ sinh cái khay vắt này và cái khay đựng này thôi. Còn cái thân máy của nó thì nó nguyên bản như này rồi. Các bác không cần phải vệ sinh trước gì cả nhá. Đấy. Và ngoài ra của nó thì nó sẽ có cho các bác là một cái nắp đậy như này. Không dùng nữa thì mình đậy nắp lại nhá. Rất là vệ sinh và sạch sẽ luôn. Lên mã giúp cho em đó là máy vắt cam nhá. Máy vắt cam giá sẽ là 190.000. Đó. Lên cho em là máy vắt cam này. Máy vắt cam. Bỏ anh cái ghế Phương. Máy vắt cam giá của nó sẽ là 190.000 nhá. 190.000 cho con máy vắt cam như này. Và ngoài ra thì bên shop có cả cái con vắt bằng tay đấy nhá. Vắt bằng tay như này. Đấy thì các bác có thể dùng để vắt bằng tay cũng được. Con vắt bằng tay này thì nó cũng rất là tiện. Con vắt cam bằng tay này thì giá chỉ có 50.000 thôi. Con này thì rất là tiện đi luôn. Các bác cũng rất là đơn giản. Đây em cũng nhân tiện có cam ở đây thì em cũng thao tác cho các bác luôn. Các bác chỉ cần là đặt cái khay này vào đây này. Đấy, đặt khay này vào đây sau đó thì mình vắt bằng tay thì mình cứ nhấn đều này mình vắt thôi này. Đấy, con này thì nó sẽ có cho các bác. Con này thì bắt buộc các bác phải xoay thủ công bằng tay như này thôi. Tay ta xoay thủ công như này thôi các bác nhá. Đấy. Tay ta xoay thủ công như này thôi tại vì là khi mà con kia thì nó sẽ tự xoay cái trục, còn cái này thì mình xoay bằng tay như này. Đấy, xoay bằng tay như này thì con này nó cũng rất là tiện. Ví dụ các bác cứ xoay hết như này thì cái hạt của nó sẽ đọng ở trong trên cái khay này. Hạt và những cái sơ thì nó sẽ đọng ở khay này nhá. Đấy, cái này thì các bác xoay thủ công thì bác nào tay khỏe thì có thể xoay. Còn bác nào tay yếu thì có thể mua cái máy. Còn cái tay cái xoay thủ công này thì nó cũng rất là tiện. Đấy, đây. Khi mình xoay thì cái nước cam này nó sẽ lọt xuống cái khay này. Đấy, nó sẽ lọt hết xuống cái khay này các bác nhá. Đó, lọt hết xuống đây. Thì nước cam nó sẽ lọt xuống đây thì các bác có thể là cho đá vào đây, cho đường vào đây uống trực tiếp. Hoặc là các bác cũng có thể chiết ra được tùy theo nhu cầu mục đích của các bác thôi. Đó, nó cũng rất là tiện nhá. Đây. Con này thì vắt bằng tay này. Nói chung là cái vắt cam này thì rất là tiện rồi. Nhà nào cũng sử dụng thì các bác biết rồi và cách sử dụng nó rất là đơn giản thôi. Đấy, có hai loại, một vắt bằng cam bằng tay và vắt bằng máy nhá. Thì con vắt bằng tay này thì sẽ là 50.000 nhá. Đấy. Vắt bằng tay này, vắt bằng tay là sẽ là 50.000. Còn con bằng máy thì sẽ là 190.000 tùy theo nhu cầu mục đích của các bác. Rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các nhá. Hàng đến từ thị trường Đức các này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany các nhá. Design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó. Design in Germany các này. Đó, in Germany hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi một chảo nhá. Giá thì đợt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn thôi nhá. Đóng ngay cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó. Bộ nồi Đức này. Đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200 còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k.
và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong, còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok, rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhé, lấy cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó, nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhé, vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, nồi nào vung đấy thôi nhé, nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy, đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhé, con này dung tích của nó là 2 lít này, hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy, đế 5 lớp rất dày dẫn chắc chắn luôn, các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy, chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó, con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá, các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen, hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó, con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá, 2 lít thì nó sẽ có 2 con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy, một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy, 2 lít sẽ có 2 con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếng rất là ok. Quay vung viết cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng nhá, đẹp sáng bóng cho bác luôn. Đó, tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây, một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá, dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết con này. Đấy, có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây, dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con luôn các nhá, 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác nhá. 4 lít. Đấy, con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bạn. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đây. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy. Kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt con này, quay kiếp các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy, đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy, combo thì sẽ có cho các bác. Đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các nhá. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung viếc đàng hoàng các nhá. Đấy, vung viếc đàng hoàng đây. Vung của nó đây các này. Đấy, con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy, tiếp theo đến một cái chảo này. Đấy, chảo đây các này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cành đào cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món các bác này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc chụp đơn.
nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái kéo cắt cành đúc nhá, kéo cắt cành đúc. Con này thì hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Made in Japan con này. Đó, made in Japan. Và cái giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới bác một con kéo cắt cành đúc như này, hàng bãi Nhật chưa qua sử dụng nhá. Độ mới của nó thì còn khoảng 98%, gần như là mới luôn, hàng thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng, made in Japan nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000. Cái phần lò xo này của nó thì lò xo chữ V, thì các bác chỉ cần một cái thanh thép cứng là các bác có thể chế được cái lò xo này rồi. Nếu như bị mất hoặc bị gãy thì rất là dễ dàng thôi, và con này thì nó cũng bền vĩnh cửu luôn, gần như là không có gì lỗi lầm để hỏng các bác nhá. Cho nên các bác cứ yên tâm sử dụng thôi. Cắt cành, cắt cây này rồi các bác tỉa cành, tỉa cây rất là tuyệt vời luôn. Nó đúc liền thân như này thì rất là mềm mượt và chắc chắn nhá, mềm mượt chắc chắn và độ sắc bén của nó khỏi phải bàn rồi. Chữ triện của Nhật đấy các bác này. Đấy, chữ triện của Nhật nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác một con kéo cắt cành như này, giá của nó sẽ là 130.000. Đó. Các bác lên cho em là kéo cành đúc nhá, kéo cành đúc, hàng đúc liền thân như này. Giá sẽ là 130k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là kéo cành đúc 130.000. Các bác lên cho em là kéo cành đúc nhá, cầm cho anh ấy kéo 20 ra đây. Lên cho em là kéo cành đúc này. Kéo cành đúc này. Kéo cành đúc nhá, kéo cành đúc giá của nó sẽ là 130k nhá, 130.000 cho một em kéo cành đúc như này. Đấy, kéo cành đúc, hoặc là lên cho em là kéo cành đúc đen cũng được, nó màu đen xì như này, giá sẽ là 130.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kéo tỉa thì bên em có hai mẫu nhá, hai mẫu như này. Đấy, đều là hàng nội địa của Nhật hết, made in Japan các nhá, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp và cái giá thì bên shop cũng thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, thì cái con tỉa 20 này thì giá sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho một con tỉa 20 như này. Và con này là con đen này là con tỉa 25 nhá. Đấy, thì con này chiều dài của nó là 20cm và con này chiều dài là 25cm. Đó, thì con này các bác lên cho em là tỉa 20. Tỉa 20 giá của nó sẽ là 40k nhá. Các bác lên cho em là tỉa 20 này. Đó. Lên mã giúp cho em là tỉa 20, giá của nó sẽ là 40k nhá. 40.000 cho một con kéo tỉa 20 như này. Đấy, 40.000 một chiếc nhá. Lên cho em là kéo tỉa 20, giá của nó sẽ là 40k nhá. Tiếp theo thì con này thì các bác lên mã giúp cho em là tỉa 25 nhá, tỉa 25. Đó, nó dài là 25 cho nên em tỉa 25 nhá. Tỉa 25 giá của nó sẽ là 60k nhá, 60.000 cho một cái mã tỉa 25 như này. Giá của nó 60.000. Con này thì các bác dùng để tỉa cây tỉa cành rất là tuyệt vời luôn. Đấy, con màu đỏ này thì là tỉa 20 thì cái lò xo của nó sẽ là thuộc dạng lò xo này, rất là ngon lành luôn các bác, rất là tuyệt vời luôn. Các bác dùng để cắt cây tỉa dăm tỉa cành thì rất tuyệt vời này. Đấy, còn con này thì nó sẽ là lò xo chữ V nhá, lò xo chữ V cũng rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Thì con này các bác lên cho em là tỉa 25 nhá. Tỉa 25 giá của nó sẽ là 60.000 cho con tỉa 25 như này. Đấy, còn con này các bác lên cho em là tỉa 20 nhá. Tỉa 20 giá của nó sẽ là 40k. Đó. Tiếp theo thì bên shop có về cho bác với kéo cành cam nhá. Đấy, cán nó sẽ là màu cam như này. Đấy, cán nó sẽ là màu cam nhá. Đấy, thì có lô là nó sẽ ốp nhựa màu cam, có lô thì nó không ốp nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật, made in Japan đây. Các bác này, made in Japan. Con này thì bên shop vẫn lên tên của nó là kéo cành cam rồi. Và cái lẫy này của nó sẽ là thuộc dạng lẫy đẩy này các bác nhá. Đấy. Lấy đẩy này, đấy rất là ngon luôn. Thép SK5 không gỉ, hàng made in Japan. Con này thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá đó là 70k nhá, 70k cho một con kéo cành cam như này. Và các bác sẽ được tặng kèm thêm một cái lò xo nữa này, được tặng thêm một cái lò xo này nữa. Đấy, như vậy là các bác sẽ có hai cái lò xo để mình thay thế nhau. Và khi các bác không dùng nữa mình đẩy cái lẫy vào cho em. Đấy, hàng tất cả thân cán này đều bằng hợp kim hết nhá. Đều bằng hợp kim hết. Thép SK5 không gỉ này, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn, và cái giá thì bên shop bao thị trường cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là kéo cành cam nhá, kéo cành cam. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có cho các bác là 70k. 70.000 cho một con kéo cành cam như này thôi các bác này, 70.000. Lên mã giúp cho em là kéo cành cam giá sẽ là 70k nhá. Đấy, giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy, lên cho em là kéo cành cam giá sẽ là 70k. Đó, kéo cành cam này. Kéo cành cam giá của nó sẽ là 70k nhá. 70.000 cho một con kéo cành cam như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm đó là cái cưa gấp nhá. Các bác lên cho em là cưa gấp trắng đen nhá. Cưa gấp trắng đen. Đấy, nó sẽ có hai màu. Màu trắng và màu đen như này các bác này. Đấy, có hai màu trắng và màu đen như này. Đây, màu trắng đây, màu đen đây. Đấy, con này thì hàng nội địa của Nhật nhá. Japan con này. Đấy, hàng nội địa của Nhật nhá. Con này các bác cứ uốn cong thoải mái như này cho em này. Đấy, uốn cong bẻ gập thoải mái như này cho bác này. Rất là ok, ngon lành luôn, không sợ hề hấn gì các bác nhá. Đó. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là cưa gấp trắng đen nhá. Cưa gấp trắng đen. Giá thì chỉ có 50.000 cho con cưa như này thôi, 50k nhá. Chiều dài của lưỡi này thì nó vào là 30cm nhá. Chiều dài của lưỡi là 30cm. Con này thì siêu tiện ích cho các bác luôn, siêu tiện ích luôn. Các bác có thể gấp gọn này. Đấy, mang đi làm, đi công tác hoặc là đi làm vườn, làm nghề này. Hàng nội địa của Nhật này.
bẻ cong thoải mái này. Và nó sẽ có cho các bác là cái phần khuyết như này, để khi mà các bác sử dụng thì nó sẽ là phần khuyết hình hạt bòng như này. Thì khi các bác dùng thì ví dụ như là cái nào nhiều mùn này, rồi là nhiều dựa thì nó sẽ đọng vào cái lỗ đấy. Các bác cưa nó rất là nhẹ tay. Lên cho em là cưa trắng đen nhé. Cưa gấp trắng đen. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi. Cưa gấp trắng đen này. Đó, cưa gấp trắng đen. Cưa gấp trắng đen nhé. Giá của nó sẽ là 50k nhé. 50.000 cho một con cưa gấp trắng đen. Rất là tiện dụng cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái sản phẩm để khô thì mai nhớ cất đi nhá. Sản phẩm đó là cái đũa 7 màu nhá. Các bác lên cho em là đũa 7 màu. Đấy, lô này thì hàng về cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Một vỉ này bao gồm cho các bác là 5 đôi. 5 đôi với 5 màu khác nhau. Đấy, 5 đôi đũa với 5 màu khác nhau nhá. Và đợt này giá về cho các bác chỉ còn cho các bác là đi giá thì đợt này hàng về cho bác giá cực tốt luôn nhá. Đấy, một cái vỉ đũa bao gồm là 5 đôi như này, 2 này, 4 này, 5 đôi này. Đó, 5 đôi như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 45.000 nhá, 45.000. Đấy. Lô lần trước thì bên shop đang bán cho bác với giá là 70.000 nhá, 70.000. Đợt này về cho các bác giá rất là tốt luôn, chỉ còn cho các bác là 45.000 cho một vỉ đũa 7 màu như này. 45.000 các bác nhá. Đấy. Đợt này em về hàng số lượng và thanh lý được trong các hệ thống siêu thị, giá cực tốt cho bác luôn. 7 màu với 5 đôi với lại các cái màu sắc khác nhau, rất là đẹp và kiểu dáng các thứ cũng rất là lịch sự không nhá. Đây, đây các bạn này. Đấy. Đũa thì được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao. Màu sắc các thứ rất là ngộ nghĩnh, rất là đẹp luôn và rất là chắc chắn nhá. Lên mã giúp cho em đó là đũa 7 màu nhá. Đũa 7 màu giá thì sẽ là 45.000 cho một vỉ. Đấy, 45.000 cho một vỉ đũa 7 màu như này. Rất là đẹp cho các bác luôn. Các bác lên cho em là đũa 7 màu nhá. Đũa 7 màu. Đó. Đũa 7 màu giá của nó sẽ là 45k nhá. 45k cho một vỉ như này. Đấy, một vỉ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 5 đôi nhá, 5 đôi. Hàng kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc nhá. Đó, và rất là đẹp, rất sặc sỡ các bác nhá. Đũa 7 màu. Giá thì chỉ có cho các bác là 45k thôi. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác dòng sản phẩm, đó là cái bếp ga mini nhá. Bếp ga mini. Con này thì các bác có thể gấp gọn để mang đi du lịch, đi phượt hoặc là đi công tác, làm thợ, làm nghề đều ok hết nhá. Hoặc là các bác đi câu, đi kẹo mình dùng để nấu nướng các thứ rất là ok luôn. Đấy, nó sẽ có cái lẫy mở như này các bác này, lẫy mở như này. Đấy, thì các bác mở ra con này thì nó rất là chắc chắn luôn. Mở ra đặt ở dưới đất thì nó siêu chắc chắn luôn các bác nhá. Và các bác chỉ cần là nhấm nhấp như này thôi. Nhấp này là nó sẽ tự đánh lửa, tự động nó sẽ bật nhá. Các bác lắp bình ga vào đây cho em. Các cái phần kết nối ga này thì đều là bằng đồng hết nhá. Kết nối dẫn ga này bằng đồng hết, rất là chắc chắn luôn. Và những cái chân này chắc chắn lắm. Các bác có thể đun những cái xoong to thoải mái luôn. Đấy, cho vào đun xoong to thoải mái và nó chỉ nhỏ gọn trong lòng bàn tay như này thôi. Lên mã giúp cho em là bếp ga mini nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k nhá. 100k cho một con bếp ga mini nhá thôi. Đấy, giá của nó chỉ có 100 cành thôi. Lên mã giúp cho em là bếp ga mini, giá sẽ là 100k. Đó. Bếp ga mini này, lên cho em là bếp ga mini nhá. Bếp ga mini giá của nó sẽ là 100k. 100k cho một con bếp ga mini như này, giá siêu tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái vòng trầm điều hòa huyết áp không nhá. Đấy, các bác lên cho em là vòng trầm điều hòa huyết áp này. Đấy, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng trầm hương. Đấy, vòng được làm từ gỗ trầm hương nhá. Gỗ trầm hương là một cái loại gỗ rất là quý và được sử dụng rất là nhiều, rộng rãi. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Con này thì được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trầm hương Tống Gia nhá. Đấy, trầm hương Tống Gia cao cấp này. Đấy, trồng hương cao cấp Tống Gia. Giá nó đang bán là 1.800.000, nhưng mà bên shop thanh lý được cho các bác trong cái hệ thống siêu thị của Nhật thì giá rất là tốt cho các bác luôn. Đấy, trầm hương cao cấp Tống Gia nhá. Có mã sản phẩm, mã số thuế, mã tem, mã vạch đàng hoàng có nhá. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trầm hương Tống Gia. Và giá thì cực kỳ là tốt cho bác luôn. Nó sẽ bao gồm cho bác là 108 hạt này. Và có cho các bác là một cái bông sen như này. Lên mã giúp cho em đó là vòng trầm gỗ nhá. Vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp. Đấy, vòng trầm gỗ này. Vòng trầm gỗ. Vòng trầm gỗ này. Vòng trầm gỗ. Trầm gỗ này. Vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp. Giá sẽ là 50k thôi. 50.000 cho con vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp như này. Con này thì công dụng của nó là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Đấy, đường huyết các thứ ổn định cho các bác và giá thì rất là tốt cho bác luôn. Vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp giá chỉ có 50.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm rất là hay.
đó là cái các bác lên cho em là ổ điện sạc nhanh nhá, ổ điện sạc nhanh. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150.000 cho một cái ổ điện sạc nhanh như này. Con này thì nó sẽ là một cái ổ điện cực kỳ là đa di năng luôn. Đấy, có công tắc đóng ngắt ở đây cực kỳ an toàn này. Đấy, tức là đây nó sẽ có một con át này. Điện cao là nó sẽ tự nhảy nhá. Và dây của nó thì con này chắc là dài độ khoảng là tầm 2 mét gì đấy các nhá. Đấy, con này chắc là dây dài tầm khoảng 2 mét gì đấy các bạn. Đấy. Đấy, con này thì dây dài 2 mét các nhá. Dây dài 2 mét. Đấy, con này thì dây của nó tầm 2 mét thôi nhá. Dây tầm 2 mét. Đấy thì con này các bác có thể sử dụng đây nó sẽ có đèn báo này các bác này, có đèn báo này. Và các bác có thể sạc nhanh cho điện thoại được luôn. Đấy thì các bác sử dụng cái tính năng sạc nhanh thì các bác chỉ cần đặt vào đây cho em này. Đấy, các bác đặt vào đây là nó sẽ có tính năng sạc nhanh này. Đấy, đây, đấy các bác thấy không? Đây, đây em đặt vào các bác nhá. Đặt vào là sẽ có tính năng sạc nhanh như này. Đó, các bác thấy không? Rất là tiện luôn nhá. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là ba ổ cắm này, ba ổ cắm ba chân. Và con này thì nó sẽ có lấy khóa để an toàn cho trẻ em nhá, tức là khi cắm ấy thì phải cắm hai bên nó mới tụt vào, còn cắm một bên nó không tụt nhá. Có 4 cổng USB luôn, 4 cổng USB, một cổng sạc nhanh cho điện thoại rất là tiện. Ví dụ các bác muốn dùng cái này thì các bác chỉ cần là đặt như này là xong. Đấy, các bác không cần phải cắm dây cắm dợ lằng ngoằng nữa. Đối với cái dòng điện thoại thông minh và có công tắc đóng ngắt như này rất tiện, và có một con át như này, có con át chống giật ở đây nhá. Đấy, có con át chống giật ở đây nữa luôn. Có đèn báo, có công tắc đóng ngắt, có át chống giật. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, hàng này của nó thì nó sẽ là hàng rất là cao cấp cô nhá, rất là cao cấp cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý cô nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là ổ điện sạc nhanh, ổ điện sạc nhanh. Đấy, ổ điện sạc nhanh nhá. Ổ điện sạc nhanh này. Hoặc là lên mã giúp cho em đó là các bác lên cho em là ổ ba chân nhá. Sẽ có là ổ ba chân nó trùng với cái kia đâu. Các cứ lên cho em là ổ điện sạc nhanh đi, ổ điện sạc nhanh nhá. Đó, ổ điện sạc nhanh ở cái kia nó là sạc nhanh iPhone nó khác. Ổ điện sạc nhanh giá của nó sẽ là 150k nhá, 150.000 cho một cái ổ điện sạc nhanh như này. Dây của nó dài khoảng 2 mét nhá, dây dài khoảng 2 mét. Rất là tiện dụng cho bác luôn, có công tắc đóng ngắt như này. Lên mã giúp cho em đó là ổ điện sạc nhanh. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. Đấy, cho một con ổ điện sạc nhanh như này, rất tiện dụng cho bác sử dụng luôn. Đây. Giá và tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái đèn Wi-Fi nhá. Các bác lên mã giúp cho em là đèn Wi-Fi. Nó sẽ là một cái dạng đèn rất là tiện ích cho các bác này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác là một con đèn như này và có thêm cho các bác là một cái cáp sạc thôi, kèm thêm một cáp sạc nhá. Và đây thì các bác có thể là sử dụng rất là tiện ích này. Đấy, nó sẽ có mắt cảm biến. Thì khi các bác sử dụng tính năng là tắt tự động thì các bác chỉ cần gạt qua này nó sáng, gạt qua tắt này, bật này, tắt này, bật này, tắt này. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Thì các bác sử dụng khi mà mình có thể là mình sử dụng các cái chức năng, ví dụ như là các bác đang tay chân đang bị bẩn này thì các bác không muốn động vào cái đèn này thì nó mất vệ sinh. Bác làm cá, làm tép, làm tôm hoặc là các bác làm những cái việc mà nó liên quan đến bẩn tay chân thì các bác chỉ cần gạt qua thì em là nó sẽ tắt, rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó. Xếp hết sang cái ngay bên đấy đi. Giá của nó sẽ là 130.000, con này trên giá thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn Wi-Fi nhá. Đấy, đèn Wi-Fi này, đèn Wi-Fi. Giá của nó sẽ là 130k nhá, 130k cho con đèn Wi-Fi như này. Đấy, sản phẩm tiếp theo thì bên shop cũng có một số mã đèn đó là con đèn hộp nhôm nhá. Con này thì có kèm cho các bác cái quai đeo như này nhá, có kèm quai đeo và kèm cáp sạc. Con này thì siêu sáng luôn và nó có thêm cả bật lửa nhá. Bật lửa thì các bác giữ lì cái phím có hình cây thuốc lá này cho em này. Sau đó thì các bác giữ lì này nó sẽ lên này. Đó, giữ lì này sẽ lên này. Đấy. Giữ lì này nó lên đèn nhá. Con nào hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Con này thì nó hết pin rồi này. Đấy, em nào hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đấy, khi vận chuyển đường dài thì nó sẽ hết pin hoặc là nhiều khi bên em cũng phải để nó hết pin để khi vận chuyển nó tránh cháy nổ các bác nhá. Đấy, thì đây con này nó sẽ rất là sáng đây các bác này. Đấy, rất là sáng luôn. Con nào hết pin thì về nhà các bác cố gắng sạc pin vào cho em. Nhận hàng các bác có thể kiểm tra test thử thoải mái các bác nhá. Ok, lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày. Các bác yên tâm sử dụng. Có sáng trắng, sáng vàng, sáng đỏ và cảnh báo nhấp nháy nhá. Đấy, sáng trắng này. Siêu sáng luôn các bác nhá. Nhìn thẳng vào là đau mắt đấy các bác nhá. Đấy, sáng trắng, sáng vàng, sáng đỏ nhấp nháy này. Ngoài ra thì nó sẽ có cái tính năng cho các bác là cái tính năng bật lửa luôn. Bật lửa các bác nhá. Đấy, nó sẽ có một cái bật lửa như này. Thì các bác giữ lì này là cái bật lửa này nó sẽ lên này. Đấy, thấy không? Lửa lên đỏ này các bác nhấp nhẹ là nó sẽ tắt này. Đấy, giữ lì này thì nó sẽ lên này ở cái phần bên hình cây thuốc lá này, giữ lì này lên lửa này. Nhấp này nó sẽ tắt này. Để cái chân đi đi. Cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k nhá. Lên cho em là đèn hộp nhôm nhá. Xong hết rồi. Đèn hộp nhôm này, lên cho em là đèn hộp nhôm. Cái đấy nó có chữ bên trong rồi, kệ thôi. Giá sẽ là 100k nhá. 100k cho con đèn hộp nhôm như này. Đó, rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Hôm nay thì
bên shop về thêm cho các bác một cái mã bình trà mới nữa, thì các bác lên xem là bình trà inox thì nó sẽ có loại hai lạng và loại một loại hai lạng và một loại bốn lạng thôi nhá, một loại hai lạng một loại bốn lạng thì tùy theo nhu cầu và mục đích các bác muốn lấy loại nào thì lấy thôi nhá. Đó thì nó sẽ có cho các bác là loại hai lạng và loại bốn lạng đây. Đấy, hàng của nó là sẽ là bằng inox 304 cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Nắp của nó thì nó sẽ có gioăng nhá, giữ nhiệt cực kỳ là tốt luôn. Đấy, giữ giữ độ chống ẩm cực kỳ là tốt luôn. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ là cao cấp các bác nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bình chè inox nhá. Thì cái bình hai lạng này thì em sẽ có màu đen, màu đỏ và màu màu đen, màu đỏ và màu inox như này. Đó, màu đen, màu đỏ, màu inox nó sẽ có 3 màu. Thì các bác lấy màu nào thì các bác lên mã giúp cho em nhá. Màu đen, màu đỏ và màu inox. Đó, màu đen, màu đỏ, màu inox lên cho em là bình bình chè inox hai lạng nhá. Chè inox hai lạng. Giá thì sẽ là 100.000 trong con bình chè inox hai lạng như này. Đấy, các bác lên cho em là bình chè inox hai lạng này. Đó. Bình chè này. Đó, bình chè inox nhá. Inox hai lạng, giá của nó sẽ là lên cho em là bình chè inox hai lạng, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho một con bình chè inox hai lạng như này. Đấy, thì ở đây nó sẽ có cho các bác là 3 màu. Màu inox này, màu inox này, màu đỏ này và màu đen này. Màu inox, màu đỏ, màu đen như này. Sẽ có là 3 màu cho các bác lựa chọn nhá. 3 màu cho các bác lựa chọn luôn. Hàng thì cực kỳ đẹp mà cái giá thì cũng rất là tốt nhá. Giá rất là tốt cho bác luôn. Giá này thì giá quá là hấp dẫn cho bác rồi. Đây, nó sẽ có nắp xoáy, có gioăng hết như này. Bằng inox, gioăng xoáy cực kỳ là ngon luôn và rất là chặt. Thì con này các bác có thể dùng đựng chè này, đựng cà phê này hoặc là đựng các cái loại hạt cũng rất là ok nhá. Đựng lạc, đựng vừng. Nói chung là rất đa tính năng luôn. Nó bằng inox thì nó rất là sạch sẽ. Tiếp theo thì các bác lên cho em là con bình chè 4 lạng nhá. Con này thì nó sẽ là đựng được 4 lạng chè. Con này thì nó sẽ có là màu inox, màu vàng và màu đỏ. Màu inox, màu vàng và màu đỏ nhá. Hàng đều là hàng inox 304 không bắt nam châm. Rất là đẹp luôn. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đấy thì con này các bác lên cho em là bình chè 4 lạng này. Hàng bằng inox 304 đúc liền thân như này. Cái này thì các bác có thể dùng để đựng chè, đựng lạc, đựng vừng rồi đựng thực phẩm, đựng thức ăn cũng rất là ok. Hàng bằng inox sạch sẽ, không lo gì sét, có gioăng nhá. Đựng đường, đựng giếc, chống kiến, chống côn trùng cực kỳ là tốt luôn. Lên cho em là bình chè 4 lạng, giá của nó sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho một con bình chè 4 lạng như này. Đấy, lên cho em là bình chè inox 4 lạng này. Đó, bình chè inox nhá. Đấy. Bình chè inox 4 lạng này. Đó, inox 4 lạng, giá của nó sẽ là 130k nhá. 130.000 cho một con bình chè inox 4 lạng. Đấy, thì nó sẽ có hai mẫu như vậy để cho các bác lựa chọn. Cái con 4 lạng này thì bên shop sẽ về nó sẽ có là 3 màu này. Màu inox này, màu vàng gold này, màu vàng gold và màu đỏ đô này. Đấy, rất là đẹp luôn. Màu inox, màu vàng gold và màu đỏ đô rất là đẹp nhá. Thì các bác có lấy màu nào thì lấy, tùy theo nhu cầu và mục đích của các bác thôi. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là bình chè inox 4 lạng nhá. Bình chè inox 4 lạng, giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi, 130.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái điện thoại 4 sim nhá. Đấy, con này nó sẽ là một cái dòng điện thoại 4 sim luôn. Đây các bác này. Đấy, nguyên đai nguyên kiện như này, hàng bàn phím nhá. Và sẽ có cho các bác là 4 sim luôn để cho các bác thoải mái sử dụng nhá. Đây, 4 khay sim luôn các bác này. 1 2 3 4 khay sim như này rất là tiện dụng luôn. Lên mã giúp cho em là điện thoại 4 sim nhá. Đấy, hàng thì cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đây, các bác về chỉ cần bật nguồn này cho em là nó sẽ lên này. Đấy, pin piếc nó trong hết rồi, bật nguồn là nó sẽ lên thôi. Ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác là một cái dây cáp sạc nhá. Đấy. Một cái dây cáp sạc và kèm thêm cho các bác luôn là cả một cái miếng ốp luôn. Đấy, cả một cái gọi là một cái chống ấy luôn. Đấy, gọi là cái ốp lưng này luôn nhá, ốp lưng luôn. Rất là xịn sò con bò như này. Đấy, 4 sim này. Đấy, số to rõ ràng luôn nhá. Bàn phím cực kỳ là to, số to rõ ràng này. Và đây con này ưu điểm của nó sẽ có cho các bác là một con đèn pin đấy nhá. Một con đèn pin nữa. Thì con đèn pin này các bác chỉ cần là đẩy lẫy này là nó sẽ lên thôi. Đây nó sẽ là một cái đèn pin dọi các bác nhá, chứ không phải là một cái pin pin led ấy đâu, không phải là cái đèn flash đâu, đèn flash nó đằng sau cơ. Còn đây nó là một cái đèn pin đằng trước luôn. Các bác có thể dùng làm một cái đèn pin bình thường, nó siêu sáng luôn các bác nhá. Rất là sáng đấy các bác này. Đây xem các bác xem cái điểm sáng của nó này. Nó là một con đèn pin luôn các bác nhá, chứ không phải là một cái ấy đâu. Chứ không phải là một cái đèn led đâu các bác nhá. Và giá thì rất hợp lý cho bác nhá. Một con điện thoại 4 sim như này. Bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 500.000 các bác nhá. Đấy, 500 đúng không? Hả? 450.000 nhá các bác nhá. Đấy, giá siêu tốt cho bác luôn. Chỉ có 450.000 cho một con điện thoại 4 sim như này thôi. Đấy, 450.000. Lên mã giúp cho em Huấn là điện thoại 4 sim nhá. Giá sẽ là 450k cho một em như này. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn.
hàng nguyên siêu, nguyên đai, nguyên kiện như này, cực kỳ chất lượng nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là điện thoại 4 sim này, giá của nó sẽ là 450k và bao ship đến tận nhà cho bác luôn, nhận hàng lắp sim và thử và thanh toán. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đồng hồ của thương hiệu Longines của Nhật nhá. Đấy, đồng hồ Longines của Nhật đây, thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, bác lên mã giúp cho em là đồng hồ Longines giá sẽ là 250.000 nhá, 250.000 cho một con đồng hồ Longines hàng của Nhật như này, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Về nhà các bác tháo cho em cái lẫy trắng này ra này. Đấy, cái này là cản pin các bác đóng vào. Đấy, đậy cái nắp này vào là nó sẽ cản pin cho các bác này. Đấy, đây con này thì cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, đồng hồ Longines nhá, và nó có rất nhiều múi giờ luôn, giờ của Paris này, giờ của Anh, Pháp này, nói chung là New York này. Đấy, rất là nhiều múi giờ luôn, rất là đẹp này, có lịch có liếc đàng hoàng. Đấy, đồng hồ Longines của Nhật nhá, giá thì chỉ có cho bác là 250.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ Longines nhá. Đấy, và lên mã giúp cho em đó là đồng hồ Longines, giá sẽ là 250k. Đó, đồng hồ Longines này, Longines giá sẽ là 250k nhá, 250.000 cho con đồng hồ Longines như này. Đấy, cùng cái mục bình chè thì bên shop có là bình chè đồng nữa nhá. Đấy, các bác lên cho em là bình chè đồng này. Chè đồng thì bên shop sẽ có là hàng mạ đồng và hàng mạ vàng như này. Đấy, hàng mạ đồng và mạ vàng nhá. Thì nó cũng là dòng 2 lạng và dòng 4 lạng, cũng đều là dòng 2 lạng và dòng 4 lạng nhá. Con 2 lạng này thì giá của nó sẽ là, con chè đồng này thì giá sẽ là 230.000 này. Đấy, 230.000 cho con chè đồng 2 lạng và 240.000 cho con bình chè vàng 2 lạng nhá. Đấy, thì con chè đồng 2 lạng này sẽ là 230, còn con mạ vàng này thì đắt hơn một chút, tất cả đều bằng hợp kim, bằng hợp kim mạ đồng hết nhá. Đấy, lên cho em là bình chè đồng và bình chè vàng. Bình chè đồng 2 lạng thì sẽ là 230.000 và bình chè vàng thì sẽ là 240.000. Đó, kích thước kiểu dáng màu sắc rất là đẹp luôn. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái bình chè đồng 4 lạng nhá. Đấy, các bác lên cho em là chè đồng 4 lạng này. Đó, chè đồng 4 lạng nhá, chè đồng 4 lạng. Giá của nó sẽ là 290k nhá. 290.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn. Một con bình chè như này, màu sắc cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, chất liệu của nó cũng đều là bằng hàng hợp kim mạ đồng hết nhá. Các bác có thể dùng để đựng trà này, đựng cà phê này, hoặc là đựng các loại hạt khác cũng đều ok hết thôi. Nắp niếc xoáy của nó cực kỳ là khít luôn, kể cả một cái tóc cũng không lọt luôn các nhá. Rất đẹp, rất khít như này. Đấy, hoa văn các thứ cũng rất là đẹp luôn. Cá chép rồi hoa quả các thứ này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, tất cả đều là bằng hợp kim mạ đồng, hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là bình chè đồng 4 lạng nhá. Chè đồng 4 lạng giá sẽ là 290.000. Đó, còn chè đồng 2 lạng thì con màu vàng là 240 và con màu đồng là 230. Đó. Ngoài ra thì sẽ có bình chè inox đây, thì em vừa lên video ở đằng đầu rồi. Đấy, thì bình inox, inox 2 lạng thì nó sẽ có 3 màu. Inox 2 lạng thì sẽ có 3 màu nhá, màu đen, màu đỏ và màu inox này. Đó, còn inox 4 lạng thì cũng có 3 màu, màu đen, màu inox, màu đỏ đô và màu vàng gold nhá. Rất là đẹp luôn. Đấy, màu inox, màu đỏ đô và màu vàng gold cũng có 3 màu như này. Giá thì sẽ là 130.000 cho con bình 4 lạng và 100.000 cho một con bình 2 lạng như này. 100.000 cho con bình 2 lạng như này, mua về để đựng chè thì tuyệt vời không mặt trời luôn. Bền đẹp vĩnh viễn luôn nhá. Đấy, bằng inox 304, đựng lạc, đựng vừng rồi đựng các kiểu con là đều được luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn bão nhá. Qua lên cho là đèn bão. Con này thì siêu sáng luôn. Các bác có thể dùng, vừa dùng làm đèn ăn cơm này, rồi là nói chung là các công việc kéo lên thì nó sẽ sáng, sập xuống nó tắt này. Và có cả quạt mát luôn. Các bác nghe tiếng gió nó ù ù này. Gió rất mạnh luôn cô nhá. Đấy, gió rất mạnh luôn. Con này thì rất là mát nhá. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Giá chỉ có 100.000 cho một con đèn bão này thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn bão nhá. Giá của nó sẽ là 100.000. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cả cái tấm pin năng lượng mặt trời luôn. Đấy, đèn nó đang báo sáng này. Đấy, pin năng lượng mặt trời luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn bão này. Đèn bão giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho một con đèn bão như này. Rất tiện dụng cho bác sử dụng luôn. 100.000 cho một chiếc đèn bão này thôi. Đấy, khi các bác kéo lên thì đèn nó sẽ sáng nhá, và khi các bác sập xuống thì đèn nó sẽ tắt này. Đấy, rất là tiện dụng nhá. Lên mã giúp cho em là đèn bão giá sẽ là 100k tròn. 100.000 tròn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái con bộ 5 khay inox siêu mỏng nhá. Lên cho em là bộ 5 khay inox siêu mỏng này. Đấy, 5 khay inox siêu mỏng thì ở đây nó sẽ là bao gồm cho các bác là 5 cái khay như này và có nắp đậy, và giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. 60.000 cho 5 cái khay như này. Kích thước của nó thì nó sẽ là 18, 16, 14, 12 và 10 nhá.
Đấy, con to nhất này thì sẽ là 18 này. Đấy, 18 có nắp bằng nhựa nhá, nắp bằng nhựa mềm. Cho nên là các bác dùng nó rất là bền, không lo bị vỡ bị ấy nhá, không lo bị vỡ bị gãy. Đấy đây, nó nắp nó sẽ là nắp mềm như này. Đấy, đầu tiên là con 18 này. Tiếp theo là đến con 16 này. Đấy. Đây, đầu tiên của nó sẽ là con 18 nhá. Tiếp theo đến là một cái con 16 này. Đấy, con 16 này. Tiếp theo nữa là đến con 10 này. À, con 14, 12 rồi con 10 nhá, 14, 12, 10. Đó. Mỗi cái thì nó sẽ có nắp đậy riêng hết nhá, có nắp đậy riêng hết cho nên các bác dùng nó rất là ngon luôn. Lên cho em là bộ 5 khay inox siêu mỏng nhá, 5 khay inox siêu mỏng, giá của nó sẽ là 5 khay inox siêu mỏng này. 5 khay inox này, đó, 5 khay inox siêu mỏng. Giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60k thôi. 60.000 cho bộ 5 khay inox siêu mỏng như này. Tiếp theo thì em lên số một số cái mã gà tàn này. Thì con gà này, con gà này sẽ là 150.000 nhá. Các bác lên cho em là gà tàn con gà, tất cả đều bằng hợp kim mạ đồng hết nhá. Con gà này sẽ là 150k. 150k cho con gà này. Đấy, hoa văn hoa lá cực kỳ là đẹp luôn. Đây, thì em sẽ đi một vòng cho bác xem. Đó, hình con gà trên chóm như này. Hoa văn hoa lá cực đẹp luôn. Con gà các bác nhá, con gà gà tàn hợp kim mạ đồng này, con gà 150.000 này. Tiếp theo là con ngựa này. Con ngựa này cũng 150 cành luôn nhá. Con ngựa 150 cành các bác này. Đấy, hoa văn hoa lá cành này. Mã đáo thành công các bác này. Đấy, 8 con ngựa nhá. Mã đáo thành công rất là đẹp luôn. 150.000 này. Tiếp theo là đến con rồng này. Con rồng này thì cũng là 150.000 luôn này. 150.000 cho một em rồng như này này. Rất đẹp các bác nhá. Đó, các bác có thể dùng để mình làm gà tàn rất là đẹp luôn. Bác nào tuổi rồng thì có thể mua cho em con rồng này rất là đẹp này. Tiếp theo thì em lên cho bác là cái con hạc này. Đấy, con hạc đồng các nhá, con hạc đồng như này. Thì ở đây thì nó sẽ có một cái khay để các bác đựng trầm hương để mình đốt, thì mình có thể cho trầm hương vào đây. Các bác có trầm hương thì cho trầm hương vào đây. Đó, lên cho em là con hạc nhá. Con hạc con này thì giá chỉ có cho các bác là 60.000 cho một con hạc như này thôi. 60.000 cho một con hạc bằng đồng như này thôi nhá. Hạc đồng 60.000 này. Tiếp theo thì em lên cho các bác các cái mã là ví dụ như là con chó này. Con chó gà tàn này. Con chó này là 230 à? Chó 230 à? Đấy, lên cho em là chó gà tàn nhá. Đấy, con chó gà tàn này giá sẽ là 230.000 cho một em chó như này nhá. 230.000 cho một em chó này, rất là đẹp luôn này. Đấy, màu sắc sặc sỡ này, hoa văn này. Đấy, rồi mắt mũi cái thứ cực kỳ là tinh xảo luôn. Lên cho em là chó gà tàn nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 230.000 này. Tiếp theo là đến em voi gà tàn này. Đấy, voi à, trâu gà tàn này. Đây, nó sẽ là một em trâu rất là đẹp như này. Sừng các thứ rất là đẹp luôn các bác này. Đó, đeo dây tiền này. Đó, hoa văn rất là đẹp nhá. Hoa lá cực kỳ là đẹp luôn. Con này thì các bác lên cho em là em trâu gà tàn 230.000 nhá. Đấy, tiếp theo là đến em cóc gà tàn này. Đấy, em cóc này. Một em cóc rất là đẹp luôn và có đính một viên ngọc ở dưới cằm như này và ngậm một đồng tiền như này nhá. Cóc gà tàn này, giá cũng là 230.000 này. 230.000 cho em cóc gà tàn này. Đó, giá sẽ là 230k. Những em này em giới thiệu video trước rồi cho nên qua nhanh thôi. Tiếp theo đến em voi nhá, voi gà tàn này. Voi gà tàn này, con này thì cũng là con Thiên Nga là không? Voi gà tàn này giá của nó sẽ là 230.000 cho một em voi gà tàn như này nhá. Lên cho em là voi này. Voi gà tàn giá sẽ là 230.000 này. Đấy, 230.000 cho một em voi gà tàn như này. Trên đầu có đính một viên ngọc rất là đẹp luôn. Đấy, 230.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo là đến cái bạn Thiên Nga gà tàn này. Đó, Thiên Nga đây. Một con Thiên Nga cực kỳ lộng lẫy và đẹp luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác một con Thiên Nga như này. Giá của nó sẽ là 150.000 nhá. Đấy. 150.000 cho một em Thiên Nga như này thôi. Giá rất là tốt cho bác luôn. Thiên Nga 150 hay là 190? Thiên Nga là 190.000 các bác nhá. Đấy, xin lỗi các bác nhầm sang mấy mã bên kia. Thiên Nga sẽ là 190.000 nhá. Đấy, 190.000 cho một mã em Thiên Nga rất là đẹp như này. Xin lỗi các bác nhầm nhá. 190k cho em mã em Thiên Nga như này nhá. Đấy, tiếp theo thì bên shop có cho các bác cái hộp tăm nhá. Hộp tăm gà tàn này. Đấy, một hộp tăm rất là đẹp như này. Đấy, bằng hợp kim mạ đồng này. Đấy, hộp tam đồng này, các bác lên cho em là hộp tam đồng cho nó khỏi nhầm với cái hộp tam thông minh. Giá của nó sẽ là 95.000 nhá. 95.000 cho một cái hộp tam đồng như này. Đó. Lên cho em là hộp tam đồng này, giá của nó sẽ là 90.000. Siêu đẹp luôn các bác, chỉ cần nhấn này là tam nó sẽ đẩy lên. Đấy, không dùng thì mình ấn xuống rất là sạch sẽ và đẹp và vệ sinh nhá. Vừa để trang trí trên bàn ăn phòng khách hoặc là các bác để trong không gian nào cũng phù hợp hết, rất là đẹp, sạch sẽ và tiện nghi. Giá của nó sẽ là 95.000. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác cái con tì hưu gà tàn nhá. Con này sẽ là 260.000 cho một em tì hưu như này. Đấy, lên mã cho em là tì hưu. Đấy, tì hưu gà tàn này.
Giá của nó sẽ là 260.000 cho một em tỳ hưu như này các bác này. Hàng bằng hợp kim mạ đồng cực chất cho các bác luôn. Con này thì nó sẽ là dòng mà được các bác mua rất là nhiều luôn, rất là chuộng, tại vì con này của nó thì nó chỉ có ăn vào thôi. Đấy, cho nên là các bác mua về thì nó rất là vượng khí, tài lộc cực kỳ là tốt luôn. Đấy, các bác nên sở hữu cho em một em tỳ hưu gà tàn như này nhá. Lên cho em là tỳ hưu nhá. Giá của nó sẽ là 260.000. Đấy, tiếp theo thì một em ngựa đây, một em ngựa cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Và giá thì con này bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 cho một em ngựa như này nhá. 260.000 cho một em ngựa gà tàn như này. Rất đẹp, rất tuyệt vời cho bác luôn. Giá sẽ là 260k. Đó, 260.000 cho một em ngựa như này. Giá rất hợp lý các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là ngựa gà tàn nhá. Con này thì cực kỳ là to luôn. Chiều dài của nó khoảng 25-27 cm và chiều cao của nó thì vào khoảng trên 20 cm. Con này thì rất to luôn. Các bác có thể để trang trí trên bàn hoặc là phòng khách hoặc là để các khu vực đều được. Đấy, dùng làm gà tàn thì rất là ok. 260.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái em kim quy nhá, kim quy. Các bác lên cho em là kim quy, tức là rồng rùa nhá, rồng rùa thì các bác lên cho em là kim quy này, rất là đẹp luôn. Đó, một em kim quy như này và giá thì sẽ là 200 kim quy này bao nhiêu? 290. Các bác lên mã giúp cho em đó là kim quy nhá. Giá của nó sẽ là 190.000 cho một em kim quy như này. Đấy, bên trên của nó thì đều là bằng ngậm tiền hết này. Đấy, ngồi trên chốc tiền này rất là đẹp luôn. Đấy, kim quy, rồng đầu rùa thì các bác lên cho em là kim quy nhá. Giá sẽ là 190.000. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật rất nhiều mã hàng độc lạ và giá thì chỉ có cho các bác là 10-20k thôi. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Nay thì bên em lại tiếp tục cập nhật các mã hàng để lên trân trọng gửi tới quý bác anh chị và các bạn. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác cứ tưng bừng kiểm tra cùng với ship cho em và các bác cũng cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc bom hàng nhá. Lưu ý các bác là nhận hàng kiểm tra thanh toán. Không đến lúc các bác nhận hàng các bác không kiểm tra xong các bác thanh toán xong đến hàng lỗi, hàng hỏng hoặc là có vấn đề gì trục trặc các bác lại bảo bên em không có trách nhiệm thì nó mất công. Các bác lưu ý giúp em. Đang nóng lên rồi. Mã sản phẩm đầu tiên thì hôm nay bên shop còn 4 cái đồng hồ nữa các bác nhá. 4 cái đồng hồ nữa. Thì con này thì không biết là nó lỗi máy hay như nào thì nói chung là hàng không chạy. Đấy thì bên em thanh lý nốt cho bác với giá 20.000 cho một cái đồng hồ như này. 20.000 các bác nhá. Đấy. Thanh lý giá chỉ có cho các bác là 20k thôi. Bán xả lỗ nặng cho các bác luôn. Xả lỗ nặng các bác nhá. Đấy. Một con đồng hồ như này mà giá chỉ có 20.000 thôi. Bên em còn 4 con nữa. Đấy, bác nào lấy thì lấy các bác nhá. Đấy, còn 4 con nữa thôi. Giá thanh lý cho bác 20.000 cho một chiếc đồng hồ như này. Hàng thanh lý là yêu cầu các bác phải chuyển khoản hết nhá, kể cả 20.000 cũng phải chuyển khoản bên em mới bán. Đó, lên mã giúp cho em đó là đồng hồ thanh lý này. Đồng hồ thanh lý giá của nó sẽ là 20k nhá. 20k và bên em có 4 cái nhá, còn 4 cái nữa. Đấy, 20k trên một cái nhá. Không các bác lại hiểu nhầm 20k 4 cái. 20.000 trên một chiếc như này và em bán là 20.000 một chiếc và còn 4 chiếc là bác nào chuyển khoản hết thì bên em mới bán nhá. Đấy, chứ còn nhận hàng thanh toán là bên em cũng không bán đâu. Đấy, hàng thanh lý rồi. Cho nên là bắt buộc là phải chuyển khoản bên em mới bán cơ. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ nồi 6 món nhá. Bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Winling, hàng của Đức các bác nhá. Bộ nồi 6 món hàng của Đức. Hàng thì khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện đựng trong một cái hộp như này đây. Hàng của Đức các bác này, Germany nhá, Germany. Đó, hàng của thương hiệu Beijing nhá, Beijing của Đức các bác này. Đấy, and Beijing các bác này. Uy binh của Đức, nói chung là chữ Đức thì nó làng hoàng, nó hơi khó đọc. Hàng của Đức các bác nhá, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, Germany các bác này, Germany hàng của Đức. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là bộ nồi Đức nhá, bộ nồi Đức này, bộ nồi Đức 6 món này, bộ nồi Đức 6 món thì con này bên em sẽ bán theo cái chương trình như sau. Đấy, bắt buộc là phải cọc nhá. Đấy. Bắt buộc cọc này. Đấy, bắt buộc cọc 100 thì bên em mới đi hàng nhá. Đó. Bộ nồi này thì bắt buộc các bác phải cọc 100 thì bên em mới đi hàng nhá, cọc 100. Đấy thì giá của nó sẽ là 740k nhá, 740.000. Còn bác nào chuyển khoản hết nhá. Chuyển khoản hết thì bên em ưu tiên cho bác là chuyển cho em 700.000 thôi. Chuyển cho em 700.000 là em sẽ gửi hàng cho các bác là xong. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một cái con nồi vung lệch như này nhá, nồi vung lệch như này. Hàng thì lưu ý các bác là nó sẽ là một cái dòng hàng đáy 5 lớp nhá. Đấy, đáy 5 lớp như này thì các bác có thể đun được bếp từ này, bếp halogen, bếp hồng ngoại, các loại bếp cho các bác luôn. Đây, logo của hãng này. Đấy. Kính của nó là bằng kính cường lực này. Mặt nắp và quai thì đều là hàng mạ vàng hết nhá, mạ vàng 18 carat.
cực kỳ đẹp, dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Đầu tiên thì con này của nó dung tích sẽ là 2 lít nhá. 2 lít quay lệch này. Đấy. Sau đó thì đến cái con này là dung tích là 2 lít quay bằng này, 2 lít quay bằng này. Đấy. 2 lít quay bằng cho các bác luôn. Đó, 2 lít quay bằng này. Tiếp theo là đến con này thì dung tích của nó sẽ là 3 lít này. Đấy, 3 lít nhá. 3 lít như này. Đấy. Hàng đế của nó rất dày các bạn, dày lắm luôn. Đấy, dày siêu dày cho các bác luôn. Đấy, và cái giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Đó, con này thì giá rất hợp lý rồi. Giá chỉ có 700.000 đối với bác nào chuyển khoản hết, còn 740.000 là nhận hàng thanh toán nhưng vẫn phải cọc trước 100. Đó, tiếp theo con này nó sẽ là dung tích của nó là 4 lít các nhá. Đấy, em này thì dung tích của nó sẽ là 4 lít này. 4 lít cho em này các bác này. Đấy, em này sẽ là dung tích 4 lít nhá. Đấy, dung tích 4 lít cho em này. Đấy, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Đó, tiếp theo thì em này dung tích của nó sẽ là hàng cực kỳ là đại luôn, hàng 5 lít nhá. 5 lít này thì các bác có thể luộc một con gà thoải mái quá nhá. Luộc một con gà 2-3 cân là thoải mái luôn. Thoải mái cho các bác luộc một con gà 2-3 cân, 4 cân cũng được. Đó. Dung tích của nó sẽ là 5 lít. Đây, 5 lít nhá. Cái này thì em sẽ báo theo lít nhá, báo theo lít để các bác nắm được nhá. Hàng siêu dày luôn, đế 5 lớp này. Đó. Các bác có thể đun được 5 loại bếp này. Đấy, bếp ga này, bếp Glassimic này, halogen này, rồi electric này. Đấy, bếp điện, bếp ga, bếp halogen, bếp hồng ngoại, các loại bếp cho các bác luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 700.000. Và tiếp theo là một con chảo nhá. Đấy, một con chảo trắng đá chống dính. Con này thì đường kính của nó sẽ là 20. Con này thì nó vào khoảng là 28cm gì đấy nhá. Con chảo này thì vào khoảng 28cm. Đó, chảo này thì 28cm các bác nhá. Đó, 27, 28cm gì đấy. Đế 5 lớp nhá. Đế 5 lớp cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Và con này thì có nắp đậy nhá. Đấy, ưu điểm của con chảo này có nắp đậy. Các bác có thể chiên rán này, đồ ăn thừa mình có thể là đậy vung vào là xong. Hoặc khi mình chiên rán có vung đậy như này, chảo có vung thì mình chiên rán nó sẽ không bị bắn dầu bắn mỡ ra ngoài các bác nhá. Rất là tiện ích cho các bác luôn và giá thì rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho Phạm Huấn đó là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bắt buộc cọc trước 100.000 thì sẽ là 740, còn chuyển khoản hết thì sẽ là 700.000 nhá, 700.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái kìm vàng đa năng nhá. Lên mã giúp cho em là kìm vàng đa năng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là kìm vàng đa năng nhá. Đấy. Thì con này bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 cho một con kìm vàng đa năng như này các bác này. Lên cho em là kìm vàng đa năng. Hàng này của nó thì nó sẽ là hàng Nhật xuất Mỹ nhá, hàng Nhật xuất Mỹ USA các bác này. Đó, lên mã giúp cho em là kìm vàng, giá sẽ là 130.000 nhá. Đó. Kìm vàng 130k. Đó, 130k cho. Cầm anh cái kìm đỏ đây. Cầm anh cái kìm đỏ. Kìm vàng, cầm anh cái kìm đỏ đây. Kìm vàng sẽ là 130.000 nhá. 100 một chiếc thôi. 130.000 cho con kìm vàng như này. Con này thì chức năng của nó sẽ là bấm tuốt dây này, bấm cốt này, rồi cắt dây cắt giếc, nói chung là đa di năng luôn. Đấy, thì bên shop về đợt này nó sẽ có hai mã nhá, một mã kìm vàng và một mã kìm đỏ. Chất lượng thì hàng đều là hàng của Nhật nhưng con kìm đỏ này thì nó sẽ nhỏ hơn một chút. Đấy, hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, một hàng thì là Nhật xuất Mỹ, một hàng là hàng nội địa của Nhật nhá. Thì con kìm đỏ này thì bên shop đang bán cho bác với giá là 100.000, còn con kìm vàng này là 130.000 nhá, 130.000. Thì tùy theo nhu cầu mục đích của các bác muốn lấy loại nào thì lấy nhá. Đó. Con này thì nó sẽ có một cái lò xo chữ V đẩy này, một cái lò xo chữ V để đẩy ra cho các bác này. Đó, còn con này thì nó khá là trơn rồi cho nên là cũng không cần phải lò xo, mình dùng trực tiếp bằng tay thôi. Nó sẽ có là tuốt dây này, bấm cốt cắt dây này, rồi là xoắn ốc các thứ rất là đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Con này thì lên cho em là kìm vàng, giá sẽ là 130.000. Đấy, còn con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ nhá. Kìm đỏ giá sẽ là 100. Cán là màu đỏ mà, lên cho em là kìm đỏ này. Giá sẽ là 100k cho mấy em kìm màu đỏ như này thôi. 100.000 các bác nhá. Thì các bác có thể lấy kìm vàng hoặc lấy mà lấy kìm đỏ thì lấy. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái mã nồi chiên không dầu nhá. Nồi này thì bên shop lên nó sẽ cái mã này nó sẽ là 10 lít cả vỏ nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là nồi chiên không dầu, giá sẽ là 10 lít cả vỏ. Giá bao nhiêu nhỉ? Nồi chiên không dầu nhá, nồi chiên không dầu này. Đấy, nồi chiên không dầu. Cái này của nó sẽ là 10 lít cả vỏ nhá. 10 lít này. 10 lít cả vỏ. Giá của nó sẽ là 590k nhá, 590.000. 590.000 cho một con nồi chiên 10 lít như này. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lưu ý các bác là 10 lít cả vỏ nhá. Hàng sử dụng điện 220V. Công suất của nó sẽ là đây. Đấy, hàng sử dụng điện 220V này. Công suất của nó sẽ là 1500W nhá. Điện 220V. Công suất 1500W, 1500W điện 220V rất là tiện ích cho các bác. Về nhà thì lưu ý các bác khi sử dụng nhá, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái thì nó sẽ có một cái lưới như này các bác này. Thì các bác có thể để vào đây để khi mà mỡ màng các thứ nó chảy xuống này. Đấy, và nó sẽ có chân như này luôn thì các bác để là cực kỳ yên tâm luôn. Đấy, và con này thì dung tích của nó sẽ là 10 lít cả vỏ. Lưu ý các bác khi mà mình sử dụng ấy thì phải vặn cho em hai công tắc nhá, cả công tắc phút cả công tắc nhiệt độ này thì nó mới lên các nhá. Còn nếu các bác vặn nguyên nhiệt độ không thì đèn nó sẽ không lên đâu. Đấy, lưu ý các bác vậy. Con này thì nó sẽ là dơ le ngắt nhá. Đấy, nó sẽ có dơ le ngắt như này.
Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Camel của Nhật nhá. Đấy, nồi chiên không dầu 10 lít cả vỏ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 590.000 cho mấy em nồi chiên như này. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Bên shop thì nó sẽ có hai màu, màu đen và màu xanh như này nhá. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Đây là cái con mai so của nó này. Mai so này, cánh quạt này. Đấy, đây là cái cánh quạt này, cánh quạt bên trong này. Và đây thì nó sẽ có cái thoát khí này, thoát hơi đấy các bác nhá. Rất là ngon lành cành đào cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá, 590.000 cho một cái nồi chiên không dầu như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia thìa hàng của thương hiệu Winling của Đức nhá. Hàng thì nó sẽ là rất là dày dẫn chắc chắn và giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý luôn. Inox 304L nhá, 304L con này. Đấy, inox 304 không bắt nam châm luôn. Về nhà các bác có thể test nam châm thoải mái. Một cái bộ thìa này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 5 chiếc nhá. Hàng của thương hiệu Winling của Đức đây, Winling hai hình người của Đức. Hàng cực kỳ ngon lành, dày dẫn chắc chắn và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 55.000 nhá, 55k. Các bác lên mã giúp cho em đó là thìa Đức nhá. Thìa Đức giá sẽ là 55.000. Đó. Lên cho em là thìa Đức này. Đấy, lên cho em là hộp thìa Đức nhá. Đấy, tại vì là em có cả bán lẻ luôn. Hộp thìa Đức này giá sẽ là 55k nhá. 55k cho một cái hộp thìa Đức như này, bao gồm cho các bác là 5 cái. Cái này thì các bác lên mã cho em là hộp. Bên em có bán lẻ luôn. Có bán lẻ thì nó sẽ là cả môi luôn. Đấy, có bán lẻ thì đây cái lẻ này nó sẽ là 10 bao nhiêu nhỉ? 30. Cái lẻ này thì nó sẽ là 30.000 một chiếc nhá. Hàng cũng của thương hiệu Winling của Đức luôn. Nhưng mà hàng này của nó thì nó sẽ là dày dẫn gấp đôi luôn nhá. Dày dẫn gấp đôi luôn các bạn. Đấy, độ dày của nó gấp đôi cho nên nó sẽ đắt hơn. Đấy, nó sẽ là 30.000 cho một chiếc như này. Đấy, các bác lên cho em là thìa Đức nhá. Thìa Đức giá sẽ là 30.000. Còn cái này thì các bác lên cho em là hộp thìa Đức này. Đây con này. Đấy, cái độ dày của nó khác nhau hoàn toàn nhá. Độ dày của nó khác nhau hoàn toàn luôn. Đấy, thì các bác biết rồi, tiền nào của đấy thôi. Một loại là 30.000 một chiếc và một loại là 55.000 cho 5 chiếc nhá. 55.000 cho 5 chiếc thì các bác bỏ đồng tiền ra nó cũng xứng đáng thôi, và em bán thì nó cũng là hợp lý cho các bác nhá. Đấy, cũng là hợp lý thôi. Các bác trông so sánh hai cái là các bác biết rồi. Thì các bác lên cho em là hộp thìa Đức thì sẽ là 55.000. Còn nếu các bác mua cái loại thìa mà thìa rời như này thì các bác lên cho em là thìa Đức là được rồi. Thìa Đức giá sẽ là 30.000 cho một chiếc nhá. Đấy, lên. Rồi các bác lên cho em là thìa lẻ nhá, thìa lẻ này. Đó. Thìa Đức lẻ nhá. Đấy, thìa Đức lẻ. Giá của nó sẽ là 30k một chiếc nhá. 30k một chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái môi của Đức đây. Môi này thì nó cũng là hàng thương hiệu Winling của Đức. Con này thì siêu bền rồi, siêu bền, siêu đẹp, và ưu điểm của con này thì nó sẽ là không bị đánh dập lõm nhá. Khi mà các bác dùng cái môi mà bị dập lõm thì mình rửa nó rất là lâu sạch và nó sẽ bị đọng nước. Nhưng mà cái môi mà nó dạng như là trơn như này thì khi các bác rửa chỉ cần tuốt qua cái này là xong. Và lòng của nó cũng rất là vững luôn. Hàng inox 304 bền đẹp, sáng bóng và chắc chắn nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Winling của Đức hai hình người đây. Lên cho em là môi Đức nhá, giá sẽ là 60.000 cho một cái môi Đức như này thôi. Đấy, lên cho em là môi Đức giá sẽ là 60k nhá. 60k trên một cái môi như này. Đấy, cái môi này thì bên em chỉ có một mã thôi. Các bác lên cho em là môi Đức giá của nó sẽ là 60.000 cho một cái môi như này nhá. 60k cho một cái môi như này, rất là tuyệt vời cho các bác luôn. Đó, rất tuyệt vời các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì bên shop có về cho bác cái đũa sứ nhá. Các bác lên mã giúp cho em là đũa sứ. Một hộp này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 5 vỉ nhá, 5 vỉ đũa như này. Và giá thì chỉ có 60.000 thôi. 60.000 cho một vỉ bao gồm là 5 đôi như này. Đũa thì bằng sứ thì các bác biết rồi. Các bác có thể dùng là bát sứ, thìa sứ. Đấy, và bây giờ dùng thêm cả đũa sứ nữa là trọn bộ cho các bác luôn. Hàng thì cực kỳ là xịn sò luôn. Ưu điểm của con này thì khô nhanh này, không bị nấm mốc vi khuẩn xâm nhập này. Đó, và màu sắc cũng rất là đẹp luôn. Một vỉ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 đôi nhá, một vỉ 5 đôi. Lên mã giúp cho em là đũa sứ, giá của nó sẽ là 60k nhá. Đấy, các bác lên cho em là đũa sứ này. Đó, lên cho em là đũa sứ nhá. Đũa sứ giá của nó sẽ là 60k trên một vỉ như này. Đấy, 60k trên một vỉ nhá. Một vỉ của nó sẽ là bao gồm là 5 đôi, 60k trên một vỉ. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái giá xoay điện thoại nhá. Các bác lên cho em là giá xoay này. Con này thì nó sẽ có kèm cho bác một cái miếng dán như này, thì các bác có thể về để mình dán sticker thì tùy theo các bác thôi. Đó, và các bác sử dụng thì nó rất là đơn giản thôi. Con này các bác chỉ cần là để xuống bàn này, sau đó thì mình nâng lên như này. Đấy, nâng lên như này là xong. Và con này của nó thì nó sẽ có cho các bác là cả nâng cái chiều dài này lên được này. Đấy, và có thể điều chỉnh như này thì nó rất là tiện đây. Các bác này, em để cái điện thoại này rất là ngon luôn nhá. Để đứng để nằm đều được hết nhá. Máy tính iPad, máy tính bảng đều ok hết. Thì có thể rút lên như này, các bác có thể nâng lên hạ xuống tùy theo nhu cầu mục đích của mình. Rất là tiện dụng nhá. Đấy, có thể điều chỉnh rất là ngon luôn. Thì lên mã giúp cho em là giá xoay nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá là 50.000. Lần này về cho bác giá chỉ còn là 40k. Bỏ cái giá đứng ở đây. Lên cho em là giá xoay, giá của nó sẽ là 40.000 nhá. Đấy. Đợt trước đang là 50k, đợt này cái giá này. Đợt này về cho bác giá còn 40.000 nhá. Lên mã giúp cho em là giá xoay nhá. Giá xoay, giá của nó sẽ là 40k một chiếc nhá. 40.000 cho một con giá xoay như này.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái giá cao hơn một chút, đó là cái giá đứng nhá. Cái giá đứng thì đây, bộ sản phẩm của nó sẽ như này này. Về nhà thì các bác bắt cho em cái chân này vào đây này. Đấy, bắt cho em cái chân này vào đây đã này. Đó, sau đó thì tiếp tục là mình kết nối các cái bộ phận này vào đây cho em là xong. Đây, cái này thì nó sẽ vào đây này. Vào đây sau đó thì các bác lắp cái chân này xuống này. Lắp cái chân này xuống, cái này thì nó có thể đút lên đút xuống được này, có thể rút lên rút xuống được tùy theo mình điều chỉnh nhá. Đấy, và cái chân này thì các bác xoáy vào đây cho em. Đấy, xoáy cái này vào đây này. Đấy, các bác xoáy cái này vào đây cho em. Con này thì giá chỉ có 30.000 thôi. Đấy, xoáy cái này vào đây này. Sau đó thì các bác kết nối cái này vào. Đấy, về nhà thì kết nối cái này thì cũng đơn giản thôi. Trẻ con nó cũng làm được, cho nên là các bác cứ nếu mà các bác có tí tuổi rồi mà không làm được thì cứ mang sang nhà hàng xóm mượn mấy cái thằng trai trai ấy, bảo mày lắp cho bác cái giá này là nó sẽ lắp cho các bác nhá. Đấy, rất là ngon luôn. Đây, cho vào đây cho em này. Đấy, thì con này nó sẽ có cho các bác là tụt lên tụt xuống được nhá. Tụt lên tụt xuống được luôn, nó cũng rất là tiện. Đây. Đấy, tụt lên tụt xuống như này rất là tiện các bác này. Đấy, thì các bác có thể điều chỉnh tùy chỉnh lên xuống nhá. Đó, đây. Cái này thì các bác xoáy lỏng lỏng một chút để mình có thể mình rút lên hoặc tùy chỉnh lên xuống được. Đó, và tất cả các cái nấc này đều có điều chỉnh được hết nhá. Đấy, thì các bác chỉ cần lắp đặt bên này cho em là xong. Sau đó thì xoáy cái này vào này. Đấy, xoáy cái chân đỡ này vào. Cái chân đỡ này của nó thì nó khá là nặng luôn, để nó giúp cho cái điện thoại của mình nó bị nó giữ ở trạng thái là luôn luôn là thăng bằng nhá, luôn luôn thăng bằng như này các bác này. Rất là tiện các bác này. Đấy, thì đây em sẽ lắp điện thoại vào cho các bác xem này. Đấy, đây thì nó sẽ là cái dạng giá kẹp như này. Đây. Đấy các bác theo. Đây em để đứng thoải mái nhá. Đấy, hoặc xoay ngang này, hoặc các bác có thể ngửa lên ngửa xuống này, hoặc là mình có thể tùy chỉnh cái này để tăng giảm cái độ cao thấp này. Đấy, xoay chuyển đều được hết nhá. Đó, thì nó sẽ là một con giá như này rất là tiện này. Đấy, các bác có thể lướt TikTok để xoay đứng như này này, hoặc để ngang như này để xem YouTube này, hoặc có thể xoay chỉnh tùy theo nhá. Đấy, rất là tiện dụng cho các bác luôn. Lên cho em là giá đứng nhá. Đấy, giá đỡ điện thoại. Lên cho em là giá đỡ điện thoại đứng. Đấy, bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30k nhá. Đấy. Giá điện thoại đứng này, giá điện thoại đứng, giá của nó sẽ là 30.000 nhá. 30k cho một con giá đứng nhá. Còn con giá xoay thì sẽ là 40.000. Rồi ok.